Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 148. Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh, những thứ này Diệp thị cụ già mỗi một cái đều rất kích động, ngày xưa đục ngầu mắt lão bên trong chứa đầy thủy quang, nhất là Diệp Tử Minh, trong tay nâng như vậy một tòa chí bảo, chính là nâng toàn bộ lá tộc. Luân hồi tinh thạch bản thân không nặng, cũng có thể thay đổi hình dáng, nhưng ý nghĩa vào giờ khắc này nhưng trọng du vạn quân. Tổ tự thành công, đối với Diệp gia mà nói, chính là một cái to lớn chích kích tim. Trước đây đối mặt đạo viêm công kích, chỉ có Diệp thị một ít đệ tử bình thường và Diệp Tử Minh cắn răng chống đỡ, muốn ở chỗ này chờ tổ tự kết quả sau khi xuất hiện sẽ rời đi, cho nên cho dù là có linh lung tháp che chở, phòng ngự hộ thuẫn cũng bị kích phá. Không thiếu Diệp thị đệ tử lại là vì vậy bị trọng thương. Nhưng hiện tại không giống nhau, nếu như còn người đến nữa tiến công, như vậy toàn bộ Diệp thị trên dưới, cũng sẽ toàn lực thúc giục linh lung tháp, mười mấy vị hỗn độn cảnh đỉnh cấp cao thủ hơn nữa thiên thần cảnh cùng nhau phát lực, trừ phi là thiên đạo cung chủ lực đến, nếu không, muốn đem toàn bộ Diệp gia diệt tộc, là rất khó làm được. Rất nhanh, Diệp gia trên dưới chủ yếu nhất nhân vật cũng tề tụ ở bảo tháp tầng thứ 9. Diệp Tử Minh tuyên bố một cái quyết định. Lần này tổ tự, con em đời sau Diệp Lăng Thiên có cực lớn công lao, không chỉ có thành công thông qua truyền thừa nghi thức khảo hạch, bản thân còn có xuất sắc tư chất tu luyện. Chưa đủ thiên tuế, cũng đã có hỗn độn cảnh 9 tầng trời thực lực, trị giá này Diệp gia phục hưng lúc mấu chốt, ta muốn đem Diệp gia chống chỗ vạn năm trước gia chủ lần nữa đứng lên, mà đây vị gia chủ chính là Diệp Lăng Thiên, các vị nghĩ như thế nào? Nếu như là tổ tự trước, như vậy quyết định dĩ nhiên là không cần nghĩ, nhất định sẽ có vô số người phản đối. Không nói khác, liền liền để cho Diệp Lăng Thiên làm tổ tự đệ tử ghế thủ lãnh không đều bị rất nhiều người phản đối sao? Nhưng hiện tại không giống nhau. Máu phách phong thần châu nhận chủ, Diệp Lăng Thiên không chỉ có đem ra tộc chí bảo luân hồi tinh thạch mang theo trở về, còn chiếm được nó đồng ý, lại là trước đây không lâu ngay trước mặt của mọi người chu diệt thiên đạo cung hai tôn thiên thần cảnh sơ kỳ trưởng lão. Như vậy chiến tích, như vậy công lao, làm Diệp gia tân nhậm gia chủ, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Liền liền một ít mang lòng xấu xa Diệp thị con em, cũng đều không biểu thị nhiều ít. Dẫu sao, mới gia chủ cây đứng lên sau đó, toàn bộ thần quốc trong biên giới Diệp thị tộc nhân đều đưa tụ tập, cứ như vậy, tiêu diệt Diệp gia kế hoạch, cũng chỉ thoải mái hơn. Diệp Tử Minh nhìn lướt qua, xác nhận không có ai phản đối sau đó. Thuận tiện lấy đạo âm truyền khắp toàn bộ linh lung tháp, để cho bên trong tháp tất cả Diệp thị con em đều nghe rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Diệp Lăng Thiên liền là Diệp gia nặng. Lâm vào vạn năm sau bước lên con đường phục hưng thứ nhất gia chủ đảm nhiệm. Diệp thị nhất mạch tất cả con em, lên tới lão tổ, xuống đến mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh, đều đưa muốn không điều kiện nghe theo tân nhậm gia chủ mệnh lệnh. Nói xong, Diệp Tử Minh dẫn đầu xoay người. Hướng về phía Diệp Lăng Thiên khom người thi lễ, bái kiến gia chủ. Bái kiến gia chủ. Bảo tháp tầng 9 bên trên, tất cả Diệp thị nồng cốt toàn bộ thi lễ, cùng kêu lên quát to. Diệp thần tự nhiên vậy không ngoại lệ, bất quá hắn ở bái kiến thời điểm, vẫn là trước thời hạn cho Diệp Lăng Thiên truyền âm, bởi vì hắn biết lấy Diệp Lăng Thiên tính cách, tất nhiên sẽ không tiếp nhận mình như vậy, đại lễ, nhưng lúc này, vẫn không thể bại lộ giữa hai người tình huống. Cho nên, Diệp Lăng Thiên chỉ có thể quy quy củ củ bị một lễ này. Khẩn trương thêm bất an. Thậm chí thân thể đều run rẩy. Các vị trưởng giả, Lăng Thiên còn trẻ, Diệp gia trên dưới, còn cần các vị đồng tâm hiệp lực. Việc cần kíp, là cần chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này, thoát khỏi bên ngoài những địch nhân kia phong tỏa và theo dõi, tìm một chỗ an tâm tu dưỡng, khôi phục Diệp gia nguyên khí. Lăng Thiên mới tới sao đến? Đối với bên trong tộc rất nhiều công việc cũng không biết, phá vòng vây sự việc, còn hy vọng mấy vị lão tổ có thể hơn phí tâm. Diệp Lăng Thiên một bên ôm quyền đáp lễ, vừa nói. Chúng ta Diệp gia tổ tự thành công sự việc ngoại giới khẳng định đã biết được, lần này chúng ta muốn thoát khốn, sợ rằng so mấy lần trước sẽ khó khăn lên gấp mấy lần à. Diệp Tử Canh thở dài nói. Không sai, thiên đạo cung đối với ta Diệp gia vốn là có tiêu diệt ý. Gia chủ mới vừa ở bảo tháp bên ngoài còn chém giết thiên đạo cung hai cái cường giả, hôm nay khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, gấp đôi đối phó. Diệp Tuyết Tình cũng nói. Tóm lại, lần này phá vòng vây, chúng ta phải nhiều hơn chú ý.
ngoài ra một người Diệp thị lão nhân nói. Diệp Tử Minh thấy vậy, thanh âm hơi trầm xuống, diễn cảm ngưng trọng, chúng ta đều có thể chết, nhưng gia chủ không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, dù là đem hết toàn lực, cũng phải đem gia chủ và luân hồi tinh thạch cùng nhau đưa đi. Sư huynh, là không phải có thể mời nội tình. Diệp Tử Canh bỗng nhiên nhìn Diệp Tử Minh, hỏi nói. Nghe được hắn mà nói, tại chỗ Diệp gia mọi người không khỏi cũng lẫn nhau nhìn xem, trong mắt tiết lộ ra kinh ngạc. Nội tình. Cái từ ngữ này, đối với một gia tộc mà nói, thì đồng nghĩa với sinh tử tồn vong. Đó là chỉ có ở gia tộc sinh tử tồn vong nguy cấp nhất giây phút, mới sẽ vận dụng lực lượng. Ở chỗ này trước, mấy lần tổ tự kia sợ thất bại, mặt đối thiên đạo cung cùng thần quốc còn lại thế lực vây truy đuổi trận đoạn, Diệp thị con em chảy máu vô số, Diệp gia vậy rất ít vận dụng qua gia tộc nội tình. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, cũng không phải là bọn họ không muốn động dùng, mà là không dám. Gia tộc nội tình, lấy cái này vạn năm tới Diệp gia trạng thái, đây tuyệt đối là thuộc về dùng một lần thiếu một lần, đồ. Cũng không ai biết cái kế tiếp vạn năm tổ tự sẽ không thành công, nếu như lỗ mãng vận dụng nói, một khi tổ tự chậm chạp không thành công, như vậy dùng hết rồi nội tình sau Diệp gia ở chân chính mất diệt tộc chồng thời điểm, liền khó đi nữa có ngày vươn mình. Cho nên, đối với nội tình vận dụng, là cần toàn bộ Diệp gia phần lớn người ý kiến, cũng không phải là tùy tiện một người là có thể quyết định. Trước kia, chúng ta tổ tự nhiều lần thất bại, bằng vào linh lung bảo tháp che giấu thiên cơ công hiệu, chúng ta mỗi lần cũng miễn cưỡng dùng hy sinh to lớn tới cất giữ gia tộc mồi lửa. Nhưng cái này lần không giống nhau, tổ tự thành công, Diệp gia có luân hồi tinh thạch sự việc mọi người đều biết, chỉ cần cho ta cửa thời gian, Diệp gia là có rất lớn cơ hội có thể khôi phục lên. Thiên đạo cung và thần quốc cái khác thế lực sẽ không ngồi yên không để ý đến, bọn họ khẳng định sau đó lớn hơn công phu đi đối phó chúng ta. Nói không chừng lúc này, cuộc Diệp chi địa bên ngoài, đã là bày ra thiên la địa võng, bất luận chúng ta làm sao chia binh, làm sao che chở nhân vật trọng yếu, sợ rằng đều khó có hiệu quả. Cho nên, dĩ vãng phá vòng vây phương thức cũng không thích hợp, chúng ta cần một cổ tuyệt đối cường đại lực lượng, không nói có thể trực tiếp nghiền ép người bên ngoài. Nhưng tuyệt đối là muốn có thể chấn nhiếp phần lớn người lực lượng. Như vậy gia chủ bọn họ những năm này nhẹ tiểu bối mới có cơ hội chạy trốn. Diệp Tử Canh đặc biệt nghiêm túc nói. Lần này tổ tự, mặc dù hắn đệ tử thân truyền Diệp Đàm Trúc chết, có thể hắn cái này nhất mạch chọn lựa ra tinh anh còn giữ nguyên hai người, cái này hai người nhất định là muốn cùng Diệp Lăng Thiên cùng nhau đưa đi. Tương lai, đây chính là Diệp gia lực lượng nòng cốt. Cho nên, cho dù là Diệp Tử Minh vậy nhất mạch Diệp Thăng còn sống, Diệp Tử Canh vậy buông xuống mình tính toán nhỏ nhặt, nghiêm túc vì gia tộc lập đứng lên, mà không phải là như mấy lần trước tổ tự như vậy, mỗi người cũng nghĩ như thế nào bảo vệ tánh mạng. Có thể, ta đi mời một vị lão tổ tông đi ra, bất luận như thế nào, muốn cho lão tổ tông che chở gia chủ an toàn rời đi. Các ngươi những người khác ý kiến đâu? Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Diệp Tử Minh nhìn về phía những người khác. Hỏi thăm một chút. Lão tổ, mời nội tình đi, Diệp gia phục hưng hy vọng đã xuất hiện, nhất định phải cất giữ ra đầy đủ mồi lửa. Có phân lượng Diệp gia cụ già cũng đồng loạt gật đầu. Lá tộc nội tình, bị phong ấn ở linh lung bên trong tháp nhỏ trong kết giới. Dựa theo mấy vị lão tổ giải thích, có thể đem nơi đó làm là linh lung tháp tầng thứ 10, nơi đó cũng không lớn, cũng không có cái gì bày biện hoặc là phong cảnh, chỉ là một rất thông thường nhỏ kết giới. Nếu không phải là nói đặc biệt nói, đó chính là cái này nhỏ kết giới bên trong linh khí đặc biệt đậm đà, chất đầy tất cả loại có thể tụ tập linh khí thiên tài địa bảo, thậm chí còn có tụ tập thiên địa linh khí pháp trận. Toàn bộ nhỏ bên trong kết giới, linh khí đậm đà đến cơ hồ hóa là chất lỏng, cho dù là đứng ở bên ngoài, vậy có thể cảm nhận được vậy giống như tiên cảnh thoải mái hơi thở, nhẹ nhàng hít một hơi, cả người lỗ chân lông cũng thư giãn ra, làm người ta tâm thần sảng khoái. Như nước như nhau hóa không ra hòa hợp linh khí bên trong, có ba tên hình cùng khô cằn cụ già ngồi xếp bằng, bọn họ trên người quần áo trang sức đều vô cùng cổ xưa, già nhất vậy một người, thậm chí là mấy vạn năm trước nhân vật. Thậm chí có thể là thời đại viễn cổ tồn tại. Chứng kiến luân hồi chi chủ chết và Diệp gia hưng suy tồn tại. Ba cái cụ già, hơi thở cơ hồ yếu ớt đến không cảm giác được, nhắm mắt ngồi xếp bằng giống như pho tượng. Duy nhất có thể để cho người cảm thấy sợ hãi,
chính là cái này trên thân ba người vậy tự động khuếch tán ra uy áp kinh khủng. Thiên thần cảnh đỉnh cấp, vẫn là, cao hơn. Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên lẫn nhau nhìn xem, với nhau trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Không thể cứu vãn được à, ta vốn cho là Diệp Thiếu Gia Thu đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông dài lịch sử, không nghĩ tới lại là tự phong liền tu vi, hóa vì gia tộc nội tình. Diệp Thần trong đầu, Lăng Thiên tiễn thần lời nói truyền tới, tràn đầy thán phục. Sư phụ, cái này ba cái lão tiền bối, ngươi biết. Diệp Thần hỏi, ngoài ra hai cái không nhận biết, nhưng bên phải nhất người nọ ta nhưng là rất quen thuộc. Lăng Thiên tiễn thần thanh âm mang theo mấy phần nhớ lại, thở dài nói, hắn nhưng mà năm đó đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cả người thiên tư ngạo cốt, tốc độ tu luyện kinh người, cả người hư thiên thần linh thuật xuất thần nhập hóa, cùng cấp cơ hồ khó tìm địch thủ à. Không lâu lắm, Diệp Thần liền từ Lăng Thiên tiễn thần nơi này lấy được Diệp Thiếu Gia Thu rất nhiều tin tức. Diệp Thiếu Gia Thu, vô tận năm tháng trước xây đời người kiệt, người mang thể chất đặc thù hư thiên thần thể, thiếu niên thành danh, khi đó, luân hồi chi chủ và Diệp gia là thật chánh thần nước khổng lồ. Thậm chí ở thượng giới và vực ngoại cũng không người dám dung chuyển. Dựa lưng vào Diệp gia bụi cây này cây lớn, Diệp Thiếu Gia Thu trưởng thành rất thuận lợi. Một đường quật khởi, chiến bại vô số cùng đời cao thủ, cuối cùng đánh ra một cái hư thiên thánh đế danh tiếng. Bất quá, trời ghen tị anh tài cái từ này, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ở Diệp Thiếu Gia Thu chính gặp đỉnh cấp, đi ra ngoài du lịch lúc đó, lõm sâu tuyệt cảnh, mặc dù cuối cùng thoát khốn trở về, có thể nhưng lưu lại một thân thương thế, nhất là nghiêm trọng nhất sẹo, cơ hồ là không cách nào chữa khỏi. Từ đó về sau, Diệp Thiếu Gia Thu liền im hơi lặng tiếng, thẳng đến cuối cùng, mọi người cũng không có gặp lại người này lần nữa xuất hiện. Cùng rất nhiều người như nhau, Lăng Thiên tiễn thần vậy lấy là người này đã sẹo không chỉ tọa hóa, không nghĩ tới lại còn sống, hơn nữa hóa thân làm lá tộc nội tình một trong. Cái gọi là nội tình, đã là như vậy. Gia tộc, tông môn từng đời một truyền thừa xuống, tổng sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, trong những người này, có chút chạm trán chết, có chút sẽ bình thường tọa hóa, nhưng cũng có một ít người sẽ lặng yên không tiếng động che giấu xuống. Tự phong tu vi, tự phong sức sống, để cho thân thể tiến vào một loại trạng thái chết giả. Như vậy có thể để cho bọn họ có cực kỳ đã lâu thọ nguyên, sau này, gia tộc nếu như gặp cái gì đại nạn, cường địch lúc đó, bọn họ liền có thể trong thời gian ngắn nhất bị thức tỉnh, phát huy ra tột cùng nhất chiến lực. Sau đó, đánh một trận kết thúc, bất luận thắng thua, đều là tử vong. Đúng vậy, chính là tử vong. Nhân vật như vậy, bọn họ lấy chết giả, tư thái sống lâu vô tận 5 tháng, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là hơn 10.000 năm, chỉ khi nào thoát khỏi trạng thái chết giả, như vậy bọn họ ở phát huy ra cường đại lực lượng sau đó, sinh mạng kỹ năng liền sẽ nhanh chóng trôi qua, không cách nào tích trữ đời quá lâu. 5 tháng, xem không thấy, không sờ được, nhưng lại kinh khủng nhất. Muốn từ nó trong tay cướp đi càng nhiều hơn thời gian, như vậy quay đầu lại trả giá cao vậy lại càng lớn. Đây cũng là tại sao, nội tình sẽ càng dùng càng thiếu nguyên nhân, nhất là đối với thuộc về thời kỳ suy bại thế lực mà nói, như vậy nội tình cực kỳ trọng yếu, mỗi một lần đều phải dùng ở trên lưỡi đao mới được. Ở Diệp Tự Minh dưới sự hướng dẫn, rất nhiều Diệp thị đệ tử bắt đầu tham bái ba vị này lão tổ tông, ba quỳ chín gõ sau đó, Diệp Tự Minh tiến lên, vận chuyển linh lực chậm rãi độ hướng Diệp Thiếu Gia Thu lão người. Oanh! Không cần thiết chốc lát. Một cổ mạnh mẽ chập chờn đột nhiên từ nơi này khô đét biết lão trên thân thể người tản ra, hình thành một cổ mắt thường có thể gặp sóng chấn động, thẳng lan tràn tới Linh Lung Tháp ra. Soát! Cụ già khi mở mắt ra, hai tròng mắt bên trong kim mang lóng lánh, kinh khủng khí cơ nhất thời tràn ngập toàn bộ quật Diệp chi địa, một ít tu vi không đủ Diệp thị con em lúc này sụi lơ ở trên mặt đất, căn bản không chịu nổi cái này cổ uy áp cường đại. Người nào thức tỉnh lão phu? Một ngạt mà thanh âm khàn khàn truyền tới, như sấm bên tai bạn nổ vang, không thiếu đệ tử trẻ tuổi trong đầu đều ở đây ông tác hưởng. Gia tộc chẳng ra gì đời sau Diệp Tự Minh, gặp qua lão tổ tông. Diệp Tự Minh trực tiếp quỳ xuống, một gõ rốt cuộc. Lão tổ tông, khốn khổ gia tộc vãn năm tổ tự hôm nay công thành, gia tộc phục hưng trong tầm tay, nhưng lúc trị giá nguy hiểm nhất để gặp, ta cùng không có đầy đủ chắc chắn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Vì gia tộc cất giữ mồi lửa, cố tỉnh lại,
Xích. Lời còn chưa dứt, vậy cả người cổ xưa phục sức cụ già giơ tay lên một chảo, trực tiếp đem Diệp Tử Minh chộp được trước mặt, tiếp theo, ngón tay điểm vào Diệp Tử Minh ấn đường. Quanh mình còn lại Diệp gia con em thấy vậy, sắc mặt rối rít khẽ biến, nhưng rất nhanh cũng chỉ yên tĩnh lại. Bởi vì vị lão tổ tông này lại là đang học lấy Diệp Tử Minh lão tổ trí nhớ. Quả nhiên và năm đó tin đồn như nhau, người này vẫn là một chút không thay đổi à. Lăng Thiên Tiễn Thần cười ha hả nói, năm đó hắn liền nghe không được người khác dài dòng, thường xuyên như vậy đọc lấy người khác trí nhớ, vì thế, thiếu chút nữa mà để cho mình đổi được hồ đồ. Một cái sống nhiều năm như vậy nhân vật, hắn trí nhớ sẽ có bao nhiêu phức tạp dĩ nhiên là không cần phải nói, như vậy trực tiếp đọc lấy, coi như là đem người khác nơi trải qua sự việc, mình lại trải qua một lần. Hai loại bất đồng trí nhớ đụng, rất dễ dàng tạo thành nhận biết hỗn loạn. Cái này còn là người khác không phản kháng thời điểm, nếu là bị đọc lấy người có tim phản kháng, như vậy đọc lấy trí nhớ nguy hiểm càng lớn hơn. Không lâu lắm, cụ già liền từ Diệp Tử Minh nơi này biết được liền chuyện tình huống cụ thể, một đầu tóc xám trắng cũng dựng lên, hừ, thật là một đời không bằng một đời, ta đường đường Diệp gia lại luân lạc tới như vậy bước. Cụ già nhẹ nhàng một chưởng đem Diệp Tử Minh cho đẩy ra, dùng vậy đôi thâm thúy trong mắt quét nhìn mọi người, lần nữa nổi giận, đây đều là cái gì hết xí quách, đều không mấy cái thành khí. Nghe nói như vậy, tại chỗ Diệp thị con em toàn đều có chút lúng túng, cho dù có không phục, cũng chỉ có thể hãnh nghiêm mặt, đối mặt như vậy lão tổ tông, căn bản không tư cách phản bác. Ồ, ngược lại là nhìn lầm, còn có một tốt, ông già ánh mắt quét một vòng sau đó. Bỗng nhiên rơi vào Diệp thần trên mình. Ừ, không đúng, thằng nhóc này làm sao có chút xem điện hạ. Cụ già con ngươi đột nhiên co rúm một cái, hắn linh thức dò nhập Diệp thần thân thể, lại không có bất kỳ phát hiện. Luân hồi mộ địa che đậy, há là hắn tùy tùy tiện tiện có thể phát hiện. Cụ già cau mày, lắc đầu một cái, bỏ đi trong lòng ly kỳ ý tưởng, nói. Người cái này đứa nhỏ, tư chất không tệ, dù là dõi mắt phiến cổ. Vậy tuyệt không phải người bình thường. Cụ già Diệp thiếu gia thu hít mắt, hài lòng gật đầu một cái. Ở hắn trong ánh mắt, tựa hồ chỉ có Diệp thần một người, những người khác đều là phế vật. Cái gì? Lão tổ tông lại có thể đối với hắn coi trọng tương gia? Đây là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh một mặt khiếp sợ. Mới vừa gia tộc tỷ võ, mặc dù Diệp thần vậy biểu lộ ra không tầm thường thực lực. Nhưng mũi nhọn rõ ràng không bằng Diệp Lăng Thiên. Nhưng hiện tại, Diệp thiếu gia thu cũng không để ý người ngoài, chỉ thấy Diệp thần một người. Lão này, ánh mắt cay độc à? Diệp thần nhếch mép. Diệp gia lão tổ tông, không hổ là lão yêu quái cấp bậc nhân vật lớn, liếc mắt liền nhìn ra hắn tư chất bất phàm. Cũng may hắn mới vừa rồi dùng luân hồi mộ địa che đậy nơi có khí tức. Nếu không Diệp thiếu gia thu tất nhiên sẽ phát hiện mình là luân hồi chi chủ thân phận. Nếu là bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù, Diệp thiếu gia thu nhìn không thấu Diệp thần lai lịch, nhưng bằng sắc bén ánh mắt, hắn rất tin. Người này, không giống vật thường. Nếu thời gian dài, nhất định rung động thiên thu vạn cổ. Một bên Diệp Lăng Thiên, ngược lại là bị điều hưu. Bất quá, Diệp Lăng Thiên thần sắc tự nhiên. Xuôi tay đứng ở một bên. Không có cầu oán hận nào. Hắn là Diệp thần cánh tay. Phụng Diệp thần vi tôn. Mới vừa mũi nhọn lộ ra, hắn trong lòng còn có bất an. Hiện tại lão tổ tông xuất thế, hướng Diệp thần đầu lấy coi trọng, hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Sợ mình mũi nhọn quá thịnh, hao tổn làm giảm chủ thần tình nghĩa. Mặc dù Diệp thần không ngại, nhưng hắn trong lòng áy náy. Nếu như ta không đoán sai, ta Diệp gia, lần này đại kiếp, chỉ có ngươi có thể giải quyết. Diệp thiếu gia thu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu Diệp thần. Nhưng là hắn mơ hồ cảm giác có cái gì che đậy Diệp thần hết thảy. Thậm chí ngay cả mạng vận đều không cách nào khám phá. Mới có thể có thủ đoạn như vậy tuyệt không phải người bình thường. Tiền bối quá đề cao ta. Diệp thần khẽ mỉm cười. Hắn không hề muốn quá nổi tiếng. Nhưng chung quanh người Diệp gia, nghe được Diệp thiếu gia thu mà nói, đã lâm vào rung động bên trong. Ở quật Diệp chi địa bên ngoài, không biết vây quanh nhiều ít cường giả. Diệp gia chỉ có xông lên đánh ra, mới có trốn bay lên trời,
tìm kiếm thở dốc cơ hội. Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh các người, cũng mong đợi lão tổ tông tự mình ra tay, đánh lui địch trào lưu, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng không ngờ tới, Diệp Thiếu Gia Thu lại còn nói, lần này đại kiếp, chỉ có Diệp Thần có thể giải quyết. Đứa nhỏ, nếu như lão phu ta có thể nhúc nhích tay, kia còn cần ngươi. Lão phu mới vừa tỉnh lại, hơi thở vẫn chưa ổn định, chỉ có để cho ngươi ra tay. Hãy bớt nói nhảm đi, bên ngoài cường địch rình chung quanh, nếu như lại dừng lại đi xuống, chúng ta đều phải hóa thành bụi bặm. Diệp Thiếu Gia Thu bàn tay lộn một cái, một cây phong cách cổ xưa ngọc giản nổi lên. Cái này trong ngọc giản ghi lại, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, kêu trời long bát thần âm, ngươi mau tu luyện, lấy thiên long âm sát oai, đẩy lui địch trào lưu, chúng ta mới khá trốn bay lên trời. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, thần niệm âm thầm truyền tới luân hồi mộ địa, hỏi Lăng Thiên Tiễn Thần nói, tiền bối, cái gì là 33 thiên hồng mông cổ pháp? Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Diệp Thiếu Gia Thu lại có thể cất giấu như thế lợi hại thần thông. Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm kinh ngạc, truyền tới Diệp Thần thức hải bên trong. 33 thiên hồng mông cổ pháp, là lúc thiên địa sơ khai, hồng mông căn nguyên năng lượng, ngưng tụ mà thành 33 loại bí pháp. Loại bí pháp này, không phải là người sáng tạo, mà là thiên địa tạo hóa mà sống thành, mỗi một loại đều có nghịch thiên hám trụ, chu diệt vạn giới thần uy. Coi như là ta, trên đầu cũng không có hồng mông cổ pháp. Không nghĩ tới, Diệp Thiếu Gia Thu lại có ngang ngược như vậy thần thông. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Diệp Tử Minh và Diệp Tử Canh cùng kêu lên, trong mắt lộ ra sâu đậm rung động. Một bên Diệp Tuyết Tình, cũng là kinh ngạc nói. Lão Tổ Tông, ngươi trên đầu, nguyên lai có như thế vật chân quý. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, nguyên lai Diệp Thiếu Gia Thu trong tay, có hồng mông cổ pháp cái này loại nghịch thiên tồn tại. Ta Diệp gia nội tình, không phải mấy người các ngươi hậu sinh phế vật có thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Gia Thu hít mũi một cái, đem ngọc giản vứt xuống Diệp Thần trước mặt. Thằng nhóc, ngươi giọt máu tu luyện đi. Loại bí tịch này, uy lực đơn giản là nghịch thiên, ta xem toàn bộ Diệp gia, cũng chỉ có ngươi tư chất coi như thích hợp, có thể chịu được cổ pháp uy lực. Phải không? Diệp Thần cầm ngọc giản, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn vốn là còn muốn khiêm tốn một chút, miễn được bại lộ mình, nhưng nghe đến Lăng Thiên Tiễn Thần mà nói. Cái này 33 thiên hồng mông cổ pháp thựa hồ rất lợi hại, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Lão Tổ Tông, chân quý như vậy bí tịch, cũng không thể tùy tiện giao cho một cái vãn bối tu luyện à. Diệp Tử Minh lật đật nhảy ra ngăn trở. Làm sao, người có bản lãnh, người tu luyện chứ? Diệp Thiếu Gia Thu lạnh giọng giễu cợt, ta xem ngươi xương già này, nếu như dính liền một chút hồng mông hơi thở, sợ rằng phải ngay tức thì hóa làm mù. Diệp Tử Minh nhất thời im miệng. Đúng là, 33 thiên hồng mông cổ pháp, mỗi một loại đều có nghịch thiên oai. Chỉ là tu luyện, liền phải chịu đựng to lớn áp lực. Nếu như không có cường hãn tư chất, đụng bỗng chốc đều phải chết. Thằng nhóc, động thủ đi, chúng ta Diệp gia sống chết, liền toàn xem ngươi. Diệp Thiếu Gia Thu híp mắt nói. Quật Diệp chi địa bên ngoài, truyền đến từng cơn tiếng nổ. Hiển nhiên, không biết có nhiều ít cường địch, vây ở thần bên ngoài, muốn xẻ thịt Diệp ra, cướp đoạt luân hồi tinh thạch. Tiền bối cất nhắc, ta hết sức mà là. Diệp Thần chắp tay, lúc này cắn bể đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống ở ngọc giản bên trên. Rào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngập trời ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì tách thả ra ra. Khí tức cổ xưa. So sánh với cổ còn muốn rất xưa, so viễn cổ còn muốn thần bí, cuồn cuộn tràn ngập trào đãng. Ngọc giản này bên trong ẩn chứa hơi thở, đặc biệt chi cổ xưa, hàm chứa thiên địa sơ khai bí ẩn, làm người ta rung động. Từng đạo hồng mông chữ cổ, giống như tung bay con bướm, từ ngọc giản ánh sáng rực rỡ bên trong phiêu bay ra, quanh quẩn Diệp Thần quanh thân xoay tròn. Hồng mông cổ pháp, thiên long bát thần âm. Ngay lập tức, Diệp Thần thể hồ quán đính. Cảm nhận được hào hùng hồng mông khí thế. Cái này cây ngọc giản, vô cùng kỳ diệu. Diệp Thần giọt máu sau đó, là có thể tự động tu luyện bên trong ghi lại thần thông, không cần mình khổ tâm điều nghiên.
úm, bá, đâu, bá, be be, ọ, ô, ba. Tám cái cổ xưa âm tiết, mang chấn động thần quốc, vang khắp vạn giới vang lớn, thật sâu nổ ở Diệp Thần thức hải bên trong. Ngay tức thì, Diệp Thần cảm giác được, đầu mình, tựa như đều bị nổ tung. Cuồn cuộn kim quang, từ hắn trên thân thể bộc phát ra. Kim quang sôi trào gian, hình thành tám cái thiên long. Dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm. Đau, to lớn đau đớn. Diệp Thần đầu sắp nứt, ngày này long bát thần âm, hơi thở quá bàng bạc, cơ hồ đem đầu hắn căng bể. Luân hồi huyết mạch, chân võ ý. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, cả người máu sôi trào, luân hồi huyết mạch năng lượng tản mát ra, trấn áp tự thân rối loạn hơi thở. Xong hết rồi, phá vòng vây, xông lên đánh ra. Diệp thiếu gia thu ánh mắt sắc bén, cũng không cùng Diệp Thần lĩnh ngộ xong, liền phát ra mệnh lệnh. Lão tổ tông, điện, Diệp Thần hắn còn không có tu luyện được a. Diệp Lăng Thiên một mặt lo âu. Lúc này Diệp Thần đang ngồi xếp bằng, quanh người quanh quẩn từng đạo hồng mông chữ cổ, còn có tám cái kim quang sáng chói thiên long, khí tượng đặc biệt khổng lồ. Nhưng là, xem hắn hai tròng mắt đóng chặt hình dáng, hiển nhiên là còn không có tu luyện xong. Không cần lo lắng, xông ra. Diệp thiếu gia thu chắp hai tay sau lưng, một bộ nắm trong tay hết thảy hình dáng. Cũng không cùng Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh, Diệp Tuyết Thình bọn họ động thủ, Diệp thiếu gia thu vung tay lên. Một cổ minh mông hơi thở chập chờn chính là tràn ngập ra, cả tòa linh lung bảo tháp cũng chấn động đứng lên, toát ra ánh sáng bảy màu. Hạ một sát, linh lung bảo tháp gào thét lướt qua hư không, hướng quật Diệp chi địa bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, toàn bộ đệ nhất thần quốc cùng với cửu thiên thần long điện cũng truyền ra một đạo cực kỳ kinh khủng chấn động. Thật giống như cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại muốn vấn thế. Quật Diệp chi địa bên bờ. Đông nghịt người nhiều người, giống như một đám con kiến, gắt gao vây trông nom. Tu vi kém nhất, đều có hỗn độn sơ kỳ. Có mấy đạo ngất trời hơi thở, đã đạt đến thiên thần cảnh bước, ví dụ như thiên đạo cung trưởng lão Điêu Minh Đức, còn có mới vừa xông vào quật diệp đất mấy cái đại năng cự phách. Một kiện kiện vũ khí, cổ khí, tuyệt khí, thậm chí còn cực kỳ hiếm thấy đạo khí cũng toát ra sáng chói ánh sáng rực rỡ, ánh chiếu bầu trời, tình cảnh úy là nguy nga. Linh lung bảo tháp bên trong, người Diệp gia nhìn bên ngoài đông nghịt tu giả, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này thùng sắt vậy trận thế, như thế nào có thể xông lên đánh ra? Diệp gia thật có thể sống được sao? Luân hồi chi chủ tín ngưỡng phải nên làm như thế nào tiến hành tiếp? Đi ra! Một đạo nhọn kêu tiếng vang lên, chính là Điêu Minh Đức. Ở quật Diệp chi trong ruộng, tu vi sẽ gặp phải áp chế. Hơn nữa mắt thấy đạo viêm bị đánh chết, mấy cái trời thần cảnh đại năng cũng chỉ có thể lui thủ đi ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt lui đi ra bên ngoài, chờ đợi thời cơ. Chung quanh rậm rạp chằng chịt, đều là muốn cướp đoạt luân hồi tinh thạch người. Trừ thiên đạo cung, còn có đệ nhất thần quốc, thứ hai thần quốc thậm chí còn lại thần quốc thế lực. Tiêu diệt Diệp gia, cướp đoạt luân hồi tinh thạch. Cũng không biết là ai la lên một tiếng. Tất cả mọi người đều xô trào, rối rít sử dụng pháp bảo, ùn ùn kéo đến hướng linh lung bảo tháp đập tới. Linh lung bảo tháp bên trong, Diệp Thăng cùng những đệ tử khác sắc mặt phát trắng, lớn như vậy chiến trận, bọn họ như thế nào ngăn cản. Mà Diệp Lăng Thiên, lòng bàn tay cũng là đổ mồ hôi. Mặc dù hắn thực lực, đã tới hỗn độn cảnh 9 tầng trời, nhưng tín ngưỡng lực đã biến mất, hắn căn bản không có thể giống hơn nữa trước như vậy cường hãn. Đối mặt cái này như nước thủy triều như biển vây công, cũng là bó tay. Ta Diệp gia, chẳng lẽ muốn tiêu diệt nơi này? Diệp Tử Minh thân thể phát run, con người ngưng trọng, lại hơi có vẻ sợ hãi nhìn Diệp thiếu gia thu. Hoảng cái gì? Diệp thiếu gia thu hừ một tiếng, liếc Diệp thần một mắt, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc, xem ngươi. Bỗng, Diệp thần mở hai mắt ra. Một cái cổ xưa âm tiết. Từ cổ họng hắn bên trong phát ra ngoài. Cái này âm tiết, tràn đầy thiên địa sơ khai hồng hoang hơi thở. Cổ xưa, thần bí, huyền ảo, không thể ngửa mặt trông lên. Diệp thần cả người mỗi một khối xương cốt, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông, đều ở đây chấn động. Cái này âm tiết, không phải đơn thuần dùng cổ họng phát ra,
mà là điều động toàn thân lực lượng. Thậm chí mang một chút luân hồi lực. Luân hồi huyết mạch bùng nổ, xích trần thần mạch, lăng phong thần mạch. Thậm chí một phần chia viêm bia lực lượng, đều bị Diệp Thần điều dùng đến. Luân hồi lực để cho lực lượng này mạnh hơn. Diệp Thiếu Gia Thu Mâu Tử hơi thất thần, hắn phát hiện Diệp Thần thả ra lực lượng lại vượt quá hắn tưởng tượng. Thậm chí thời khắc này thần thái và động tác đều có chút xem luân hồi chi chủ. Hắn khá là cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhưng là càng xem càng xem. Điều này sao có thể? Không thể nào, luân hồi chi chủ đã vẫn. Người này không thể nào. Hắn lắc đầu một cái, lần nữa đem ý nghĩ trong lòng áp chế. Giao. 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 Trong hư không, nổi lên tầng tầng rung động. Âm tiết phá đánh ra, lại có thể dung chuyển hư không. Bay đập mà đến pháp bảo, toàn bộ gặp phải sóng âm tập kích, lại có thể đình trệ ở giữa không trung. Úm. Bá. Đâu. Bá. Be be, be be. Ồ. Ô. Ba. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, cuồn cuộn không dứt âm tiết, điên cuồng chấn động ra. Cuồng bạo âm sát hơi thở, hóa thành phi đao, lợi kiếm, tên, tu la, gai xương vân. Vân khí tượng, ùn ùn kéo đến chào đánh ra. Đây là thanh âm gì? Bảo tháp bên ngoài, tất cả mọi người đều rung động thật sâu. Tại mãnh liệt âm sát dưới sự xung kích, bọn họ sử dụng vũ khí trong tay, lại có dấu hiệu mất khống chế. Úm. Bá, đâu, bá, be be, ọ, ô, ba. Thiên Long bát thần âm, Phật quang chấn thiên, như vậy ta văn. Diệp Thần ánh mắt như điện, cuồn cuộn cổ âm mãnh liệt ra. Hắn cả người, tựa như hóa thân thành thượng cổ Phật Thích Ca, kim quang cuồn cuộn, theo sóng âm sông lên đánh ra, còn có 8 cái vô cùng sáng chói 5 móng kim long. Diệp Thần rất rõ ràng, cái này thuật pháp. Chỉ có ở quật Diệp chi địa thi triển mới hữu hiệu nhất. Nơi này có Diệp ra một phần chia khí vận. 33 thiên hồng mông cổ pháp, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thi triển. Hạn chế điều kiện quá nhiều. Nếu nơi này có thể thi triển, vậy Diệp Thần liền muốn thi triển đến mức tận cùng. Hắn thành tựu luân hồi chi chủ, Diệp ra bảo vệ mình, hắn cũng nên bảo vệ Diệp ra. Dù là bây giờ Diệp ra đã không phải là đã từng là Diệp ra. Hống, lanh lảnh tiếng rồng ngâm, chấn triệt thiên vũ. À, lại là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp, thiên long bát thần âm. Mau che lỗ tai. Chú ý, có người nhận ra Diệp Thần âm sát thần thông, nhất thời kinh hô lên. Cuồn cuộn sóng âm, đánh thẳng vào mỗi một người tâm thần, có người muốn che lỗ tai, ngăn cản sóng âm tập kích, nhưng không có chút nào tác dụng. Những thứ này cổ xưa âm tiết. Mang mãnh liệt xuyên thấu lực, tựa hồ có thể trực tiếp đến linh hồn người. Người sở hữu, sinh ra một loại mãi mãi sợ hãi. Trước mắt, tựa hồ hiện ra hồng mông sợi ích, thiên địa vô thường khí tượng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Một kiện kiện cổ khí, tuyệt khí rớt xuống đất. Ở trên trời long bát thần âm dưới sự xung kích, tất cả mọi người đều mất đi pháp bảo quyền khống chế. Người Diệp ra to lớn áp lực. Nhất thời tan rã. Phá cho ta. Diệp Thần thi triển cực võ thần tránh bay đến linh lung bảo tháp bên ngoài, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt đám người, một tiếng ngửa mặt lên trời gầm lên, cuồn cuộn âm tiết giống như sấm, cuồng như vậy oanh tạc ra. 8 cái thiên long, xoay tròn vặn cổ, hình thành một con rồng trụ, hung hăng xuyên qua. Phía trước địch trào lưu, ngay tức thì bị đánh phá. Tu vi ở hỗn độn cảnh trung kỳ trở xuống cường giả, trực tiếp bị vô tận chi âm động chết. Một cái cổ thi thể, rơi xuống đất. Uy lực thật là khủng khiếp. Mọi người mắt thấy một màn này, rung động thật sâu. Một môn âm sát thần thông, lại có như thế uy lực cường đại. Một cái âm tiết, là có thể giết chết người. Đây là kinh khủng bực nào hình ảnh. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt vòng vây, nhất thời xuất hiện lỗ hổng. Thừa dịp hiện tại, xông ra. Bảo tháp bên trong, Diệp Thiếu Gia Thu ánh mắt trầm ngưng, lúc này khống chế linh lung bảo tháp, mang người Diệp ra nhiều người, nhanh chóng bay vút đi ra ngoài. Ngày này long bát thần âm mặc dù lợi hại, nhưng thi triển cần phải hao phí to lớn hơi thở, rất khó lâu dài kiên trì tiếp. Diệp Thần thân thể một cướp, đang muốn trở lại bảo tháp bên trong. Thằng nhóc,
muốn chạy. Ngay tại lúc này, Điêu Minh Đức ánh mắt tức giận, sử dụng thiên thú tuất gió đỉnh, ngang nhiên đuổi giết tới. Hống! Diệp Thần con người đông lại một cái, thiên long bát thần âm hỗn hợp là một, hóa thành một đạo vô cùng vang dội âm tiết, mang động trời kim long trùm tia sáng, hung hăng xung kích ra. Ông! Đây chính là so thần hồn công kích đáng sợ hơn tồn tại. Nhất thời, Điêu Minh Đức đầu chấn động, cặp mắt choáng váng. Ở trên trời long bát thần âm nghiền ép hạ, đầu óc hắn, ngay tức thì xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Không tốt! Điêu Minh Đức tâm thần hoảng hốt, thật ra thì hắn sớm có phòng bị, phòng bế màng nhĩ, vậy âm thầm coi giữ tâm thần, nhưng ở thiên long bát thần âm dưới sự xung kích, hắn phòng vệ, không có chút nào tác dụng, trực tiếp bị đánh bể. Cho ta chết! Diệp Thần ánh mắt run lên, bàn tay lộn một cái, sát kiếm nổi lên. Tầng 7 huyết quang kẹp cầm, cuồn cuộn lực hội tụ ở 5 ngón tay bây giờ. Một đạo kiếm quang bén nhọn, mang kinh khủng hủy diệt mộ đạo hơi thở, chém thẳng Điêu Minh Đức. Phốc xích! Điêu Minh Đức dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị chém chết, hình hồn toàn diệt. Cái gì? Lại có thể chém giết thiên thần cảnh cao thủ? Cái này không thể nào. Linh Lung bên trong tháp người Diệp gia, nhất thời kinh hãi. Phải biết, Diệp Thần thực lực, chỉ có chạm ách cảnh 9 tầng trời mà thôi, và hỗn độn cảnh đỉnh cấp, có lớn vô cùng chênh lệch. Nhưng hiện tại, hắn ra tay một kiếm, lại có thể chém giết này cùng cự đầu, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hô! Diệp Thần khạc ra một hơi, phi thân trở lại Linh Lung bảo tháp bên trong. Nếu như ở ngày thường, hắn muốn chém chết thiên thần cảnh cao thủ, đặc biệt khó khăn. Nhưng hiện tại, luyện thành thiên long bát thần âm, lại thêm cái này quật diệp đất quy tắc gia trì, hắn tổng hợp sức chiến đấu thật to tăng lên, đủ để chém chết loại cấp bậc này cự đầu. Chỉ tiếc thiên long bát thần âm muốn ở bên ngoài thi triển, cần cơ duyên cực lớn. Nếu là có thể tùy tùy tiện tiện thi triển, có lẽ, hắn lại thêm một đạo lá bài tẩy. Thằng nhóc, liền được không tệ, vật này liền cho ngươi. Diệp thiếu gia thu thấy Diệp Thần trở về, khẽ mỉm cười, thất lạc một hòn đá cho hắn. Đây là, luân hồi tinh thạch. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, khối đá này, quanh quẩn tầng tầng ánh sao. Hàm chứa từng tia cổ áo luân hồi hơi thở, chính là luân hồi tinh thạch. Diệp thiếu gia thu không biết lúc nào, đem Diệp gia luân hồi tinh thạch đã lấy tới, hiện tại trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Chung quanh người Diệp gia, chố mắt nhìn nhau, không có người nào có ý kiến khác. Bởi vì, nếu như không phải là Diệp Thần ra tay, bọn họ sợ rằng phải bị kẹt chết ở quật Diệp chi trong ruộng. Lúc này, Linh Lung bảo tháp đã bay ra quật Diệp chi địa, nhìn đầy đất thi thể. Đặc biệt là Điêu Minh Đức thi thể, người sở hữu sợ hãi sâu đậm, không có người nào dám can đảm đuổi theo. Đang lúc mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Linh Lung bảo tháp dần dần bay khỏi đi, không thấy bóng dáng. Trở về bẩm báo cung chủ. Mấy cái thiên đạo cung đệ tử, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, mang theo Điêu Minh Đức thi thể, chuẩn bị nhanh chóng chạy trốn xa đi. Mà đang ở bọn họ chuẩn bị rời đi lúc đó. Một cái cưỡi một đầu màu đen cự thú thiếu nữ xuất hiện. Cự thú dưới chân có chiếc sáng chói ngọn lửa, cả thế giới tựa như cũng ấm lên. Mấu chốt thiếu nữ này vừa ra sân, nhưng tựa như lại để cho ấm lên thế giới hóa là một phiến băng. Thiên đạo cung đệ tử con ngươi trầm xuống, người tới người nào, chúng ta là thiên đạo cung người, khuyên ngươi không muốn cản đường. Thiếu nữ lãnh đạm nhìn lướt qua mọi người, rồi sau đó sát ý đông lại một cái, thiên đạo cung. Vậy thì đúng rồi. Một giây kế tiếp, kiếm lạnh lẽo nhuốm máu. Thiên thần oai dung chuyển hết thảy. Cái này quật diệp chi địa, tựa như hóa là một phiến biển máu. Thậm chí là nhân gian luyện ngục. Ngụy Dĩnh tới. Linh Lung bảo tháp bên trong, người Diệp ra mỗi người nghỉ ngơi, Diệp Thần cũng ở đây một gian phong cách cổ xưa trong phòng, khôi phục thương thế. 33 thiên hồng mông cổ pháp, uy lực đúng là to lớn. Nhưng tiêu hao cũng là kinh người. Diệp Thần không biết làm sao lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đau nhức, mỗi một tấc lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn nổ tung. Thi triển thiên long bát thần âm, hắn trực tiếp điều động toàn thân lực lượng, tiêu hao đặc biệt kinh người, chỉ ít cần điều dưỡng thời gian 2 ngày, thân thể mới có thể khôi phục viên mãn. Bất quá, thiên long bát thần âm uy lực, cũng để cho hắn tương đương hài lòng. Hiện tại,
hắn chỉ là mới vừa tu luyện nhập môn, liền có uy lực lớn như vậy, nếu như luyện đến đại thành cảnh giới, thậm chí là đại viên mãn, thật là có kinh khủng dường nào. Đến lúc đó, sợ rằng một cái âm tiết nổ ra đi, là có thể đánh rơi thiên thần cảnh sơ kỳ. Tiếc nuối phải, thiên long bát thần âm thi triển, có quá nhiều hạn chế. Khu vực, linh lực, thậm chí còn rất nhiều. Nếu là có biện pháp thoát khỏi những thứ này hạn chế là tốt. Hơi thở thoáng khôi phục, Diệp Thần liền móc ra luân hồi tinh thạch, tỉ mỉ ma thức trước. Cảm thụ luân hồi tinh thạch hơi thở, Diệp Thần nội tâm một hồi sợ hãi. Chợt, hắn liền cảm giác được luân hồi mộ địa bên trong, có một khối mộ bia, tựa hồ có giãn ra dấu hiệu. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần lộ ra lau một cái cuồng nhiệt mừng rỡ. Cái này luân hồi tinh thạch so khác luân hồi tinh thạch đều phải đặc thù, quả nhiên là cấu trúc luân hồi mộ địa chỗ mấu chốt. Hiện tại hắn lấy được rồi tinh thạch, luân hồi mộ địa liền xuất hiện dị động, sợ rằng không bao lâu, mới đại năng, liền có thể tỉnh lại. Một ngày sau, Linh Lung bảo tháp đại sảnh nghị sự bên trong. Người Diệp gia tề tụ một đường, tất cả mọi người đều trải qua nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần khôi phục rất nhiều. Diệp Thiếu Gia Thu ngồi ở ghế thủ lãnh, Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh, Diệp Tuyết Tình ba cái cao tầng, cùng ngồi ở bên cạnh. Mà Diệp gia các đệ tử, thì đứng ở đại sảnh hai bên. Diệp Thần vậy đến sân, và Diệp Lăng Thiên đứng ở vị trí đầu não. Chúng ta Diệp gia, cuối cùng là phá vỡ nghịch trào lưu, trốn thoát. Diệp Thiếu Gia Thu bóp nặn râu, nhìn Diệp Thần một mắt. Lần này có thể trốn bay lên trời, may mà Diệp Thần. Tiếp theo, chúng ta cần tìm một chỗ, nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ cần cho ta cửa Diệp gia đủ thời gian, định có thể trọng trấn uy nghi. Diệp Thiếu Gia Thu thanh âm vang vang, hiện tại chạy trốn ra ngoài, bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp nghỉ ngơi lấy sức. Quật Diệp chi địa là không thể trở về, phải tìm mới chỗ ở. Lão Tổ Tông, ta đề nghị đi luân hồi cốc chỗ sâu. Diệp Tử Minh cẩn thận nói, hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm nghỉ ngơi địa phương. Luân hồi cốc, là thần quốc trong biên giới một người vô cùng hắn đặc thù chi địa, có rất ít người biết, bên trong linh khí dư thừa, chính thích hợp ẩn cư. Luân hồi cốc, nơi đó chúng ta không cách nào bước vào, chúng ta phải đi sùng quang nơi chôn cất. Diệp Thiếu Gia Thu híp mắt, nhàn nhạt nói ra một chỗ. Sùng quang nơi chôn cất. Nghe được cái này tên, Diệp gia cao tầng, toàn đều kinh hãi. Sùng quang nơi chôn cất là địa phương nào? Một cái thấp thế hệ đệ tử hỏi. Hi hi, nơi chôn cất, đó là mai táng rất nhiều thiên thần địa phương. Diệp Thiếu Gia Thu cười lạnh một tiếng, vậy hồng mông cổ pháp, thiên long bát thần âm, cũng là ta trước kia cơ duyên xảo hợp. Ở sùng quang trong nơi chôn cất bắt được. Chôn chôn thiên thần. Một đám thấp thế hệ đệ tử trố mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy chấn động ngạc. Thiên thần, các ngươi những thứ này đứa nhỏ, biết cái gì là thiên thần sao? Diệp Thiếu Gia Thu ngón tay gõ mặt bàn, từng chữ nói, thiên thần, đó là vượt qua hỗn độn cảnh tồn tại, cao cao tại thượng, coi rẻ hoàn vũ, mỗi một cái trời thần, cũng có chặt đứt ngân hà, rung động hết thảy uy lực. Không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mặc dù chúng ta Diệp gia hiện tại cũng có mấy vị thiên thần cảnh, hơn nữa trước đây không lâu, công kích chúng ta Diệp gia cường giả cũng có mấy vị thiên thần cảnh. Nhưng bọn họ thiên thần cảnh, xa xa không đủ, thậm chí không xứng gọi là thiên thần. Viễn cổ và hiện tại, chênh lệch thực sự quá lớn. Đã từng, thất đại thần quốc có 7 vị thần đế, mỗi một cái đều có nghiền ép chư thiên vạn giới thần uy. Đó là vượt qua thiên thần cảnh đỉnh cấp tồn tại, nhưng mà, luân hồi chi chủ chết, thiên ma xuất hiện, thượng cổ hạo kiếp bùng nổ, thất đại thần đế toàn bộ tiêu diệt. Hiện nay thần quốc, có thất đại nơi chôn cất, chính là ngày xưa thất đại thần đế mai táng chỗ. Sùng quang nơi chôn cất, mai táng ngày xưa sùng quang đại đế hài cốt, ta trước kia may mắn đi qua sùng quang mộ phủ, bị mộ phủ cấm chế đánh trọng thương, rơi được ngày hôm nay bộ dáng này, nhưng... Cướp được một bộ hồng mông cổ pháp, lão phu cũng là được lợi. Diệp Thiếu Gia Thu hồi tưởng lại ngày xưa chuyện cũ, lộ ra ý khó khăn minh nụ cười. Mọi người một hồi kinh hãi. Nguyên lai Diệp Thiếu Gia Thu suy sụp đến ngày hôm nay cái bộ dáng này, là bị đại đế mộ phủ cấm chế đả thương, mà vậy thiên long bát thần âm, cũng là hắn liều chết từ mộ trong phủ cướp đoạt đi ra ngoài. Thiên thần, thần đế,
không biết ta luân hồi mộ địa bên trong, có nhiều ít ngày thần, nhiều ít thần đế. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, thần niệm chiếu đến luân hồi mộ địa bên trong, nhìn chăm chú từng cục lạnh như băng mộ bia. Hắn chỉ tỉnh lại một phần chia đại năng, còn có rất nhiều đại năng là yên lặng. Những thứ này đại năng bên trong, không biết có nhiều ít cao thủ. Trong này, nhất định là có mạnh hơn tồn tại. Còn nữa, vị kia đảm nhiệm kết quả là cái gì cực hạn? Đây đối với Diệp Thần mà nói là ẩn số. Ở hắn nhận biết bên trong, đảm nhiệm thực lực tuyệt đối vượt qua thần quốc cảnh giới hệ thống. Thậm chí có thể vượt qua vực ngoại và thượng giới cảnh giới hệ thống. Như vậy vấn đề tới, loại cấp bậc này tích trữ đang tại sao sẽ bố trí mình? Thậm chí mấy lần gặp mặt, để cho Diệp Thần phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự việc. Đảm nhiệm đối với mình dành cho kỳ vọng rất lớn. Tựa như bố trí hết thảy, đều là mình ở một cái tiết điểm đi giúp hắn. Hắn thực lực, làm sao có thể giúp loại cấp bậc này tồn tại? Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hết thảy các thứ này cũng quá đốt não. Lão Tổ Tông, ngài là dự định đi sùng quang nơi chôn cất sao? Diệp Tử Minh hỏi. Không sai, ta lúc còn trẻ, ở sùng quang nơi chôn cất cư lưu qua thời gian rất dài, chỗ đó ta rất quen thuộc. Hiện tại chúng ta Diệp gia, ở thần quốc gây ra lớn như vậy động tĩnh, không biết sẽ kinh động nhiều ít thế lực, đặc biệt là Minh Điện và Thiên Đạo Cung, khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua chúng ta. Nếu như chúng ta đi tầm thường phương, rất dễ dàng bị người suy diễn thiên cơ, suy tính ra vị trí cụ thể. Nhưng nếu như là đi sùng quang nơi chôn cất, dựa vào thần đế uy lực còn lại che giấu, không người nào có thể phát hiện chúng ta. Diệp Thiếu Gia Thu nói chuyện bây giờ, hai tay liền liền bắt pháp quyết, đạo đạo linh khí dưới vào linh lung bảo tháp bên trong. Cả tòa linh lung bảo tháp, nhanh chóng xuyên qua hư không, hướng một cái địa phương thần bí đi tới. Sau này, sùng quang nơi chôn cất, chính là của chúng ta theo. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên mở miệng, ta có thể không cách nào đi sùng quang nơi chôn cất, ta cần phải đi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện và Đệ Nhất Thần Quốc. Đồ Lan Tâm an nguy không biết, Huyết Long tựa hồ vậy gặp nguy hiểm. Thiên Ma thấm vào Vạn Pháp Tông, hắn thậm chí không xác thực định Vĩnh Lão phải chăng đem tin tức truyền về. Rất nhiều chuyện, để cho hắn căn bản không cách nào đi cái này cái gọi là sùng quang nơi chôn cất. Hắn ở quật Diệp chi địa trì hoãn quá lâu. Hắn không thể ở chỗ này hao tổn nữa. Diệp gia có Diệp Lăng Thiên vậy là đủ rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Thiếu Gia Thu Mâu Tử ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu Diệp Thần, sau đó nói, ngươi xác định không đi. Ta mặc dù không biết ngươi có cái gì chuyện trọng yếu, nhưng là ở thần quốc, võ đạo thực lực là mấu chốt. Ngươi chắc cảm giác được Thiên Long Bát Thần âm cường đại, nhưng nó thi triển có rất nhiều hạn chế. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng hắn có thể trở thành ngươi một đạo chí cường công pháp, tùy ý thi triển. Ta cảm thấy tất cả mọi người tại chỗ đều có thể không đi, nhưng là ngươi phải đi. Huống chi, ngươi có thể trước đến nơi đó, lại lập tức trở về tới. Diệp Thần do dự, ngay tại lúc này, một mực không nói gì Bất Diệt Long Đế ngược lại là lên tiếng, thằng nhóc, ta cũng đề nghị ngươi đi. Ngươi lo lắng Đệ Nhất Thần Quốc và Cửu Thiên Thần Long Điện, nhưng ngươi cho rằng, người hiện tại đi có thể thay đổi cái gì không? Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể dung chuyển hết thảy. Nếu như bây giờ không có người muốn cơ duyên, người có thể rời đi chạy tới Đệ Nhất Thần Quốc và Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới Bất Diệt Long Đế sẽ như vậy nhắc nhở mình. Hắn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn gật đầu, được. Một giây kế tiếp, Diệp Thiếu Gia Thu ánh mắt sắc bén. Linh lung bảo tháp tại không gian trong đường hầm nhanh chóng qua lại, rất nhanh liền đã tới một cái vô cùng thần thánh địa phương. Nơi đây, giống như thiên cung thánh cảnh, dãy núi liên miên vô tận, thanh tùng thúy bách, trên bầu trời lơ lửng từng ngọn hòn đảo, bốn phía linh khí ngưng luyện thành khói mù, thấm vào lòng người, trên mặt đất khắp nơi đều là từng tòa cung điện, quỳnh lầu, ngọc vũ. Nơi này chính là sùng quang nơi chôn cất sao, ta ở thần quốc cư trú nhiều năm. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chỗ này. Diệp Tử Minh một hồi kinh ngạc. Một đám Diệp gia hậu bối đệ tử, cũng là ngạc nhiên nhìn cái này thiên cung thánh cảnh vậy thế giới. Nơi này linh khí, so ngoại giới không biết đậm đà nhiều ít. Ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể đưa đến chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả.
Này, thất đại thần đế nơi chôn cất, đây là thần quốc nhất mịt mờ bí mật, các ngươi còn trẻ, chưa từng nghe qua rất bình thường. Diệp thiếu gia thu đi ra Linh Lung bảo tháp, sải bước bước vào nơi chôn cất bên trong, tựa như trở lại quê quán của mình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lộ ra lau một cái tang thương ý. Mọi người vậy rối rít đi ra ngoài, cái này sùng quang nơi chôn cất, trên bầu trời mơ hồ hiện lên từng luồng phù văn, hiển nhiên là phải có cấm chế, ngoại giới cơ hồ không thể nào dò xét tới đây tình huống. Có thể nói, chỗ này, là một nơi thế ngoại đào nguyên. Chỗ này, ngược lại là rất thích hợp ta tu luyện. Diệp thần âm thầm kinh ngạc. Hắn lớn nhất lo âu, chính là mình tung tích bại lộ, nhưng hiện tại đi tới sùng quang nơi chôn cất, dựa vào thần đế uy lực còn lại che giấu, Minh Điện và Thiên Đạo Cung đều không thể theo dõi đến hắn tồn tại. Minh Điện, Mạc Huyết Minh. Diệp thần nắm quyền một cái, trong mắt trong phảng phất có ý định giết người ẩn núp. So với Thiên Đạo Cung, hiện tại quan trọng hơn là chu diệt Mạc Huyết Minh. Bởi vì, Mạc Huyết Minh là thương cổ y thần tâm ma. Nếu là có thể chu diệt Mạc Huyết Minh, thay thương cổ y thần tháo ra tâm ma, cũng là một kiện thiên đại công đức. Mạc Huyết Minh hai người đệ tử, Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng, đều có thiên thần cảnh nhất tầng thiên thực lực. Cái này Mạc Huyết Minh, thực lực sợ rằng đạt tới thiên thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí càng đáng sợ hơn. Hắn cái đó cấp bậc tồn tại, không biết là như thế nào mạnh mẽ tồn tại. Diệp thần âm thầm tính toán, trước mắt hắn tu vi, là chạm ách cảnh 9 tầng trời, liền hỗn độn cảnh cũng không tính, khoảng cách thiên thần cảnh, đặc biệt xa xôi. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như lá bài tẩy đều xuất hiện, cũng không khả năng là Mạc Huyết Minh địch thủ. Coi như dựa vào luân hồi mộ địa đại năng, vậy rất khó chiến thắng. Dẫu sao, Mạc Huyết Minh là từ thượng cổ tích trữ sống đến bây giờ cao thủ. Mà trước mắt hắn đánh thức đại năng, nhập vào người với mình, cũng không khả năng dung chuyển cái này loại tồn tại. Trừ phi, là thức tỉnh mới đại năng. Diệp thần thần thức, đầu bắn tới luân hồi mộ địa bên trong. Nhất thời, hắn liền thấy có một khối mới mộ bia, càng ngày càng giãn ra. Mới đại năng, sắp tỉnh lại. Khối này mộ bia, hiện đầy sấm văn, bên trong chôn đại năng, tựa hồ nắm giữ thiên lôi thần lực. Diệp thần chỉ là nhìn trên mộ bia sấm văn, thì có loại cảm giác run sợ. Cái này đại năng, thực lực tuyệt đối không kém gì bất diệt long đế. Nếu như có thể tỉnh lại, hắn đụng phải Mạc Huyết Minh, thì có chiến thắng cơ hội. Thời gian, Diệp thần cần thời gian. Thứ nhất, là tăng lên tự thân tu vi. Thứ hai, là nghênh đón đại năng đến. Các ngươi người sở hữu, mình tìm cái địa phương ở. Diệp thiếu gia thu khoa tay múa chân bỗng chốc động tác tay, cái này sùng quang trong nơi chôn cất, khắp nơi đều là cung điện lâu vũ kiến trúc, đủ chứa Diệp gia người sở hữu cư trú. Dừng một chút, Diệp thiếu gia thu chỉ phía bắc phương hướng. Đường chân trời cuối, có một tòa thác nước. Ùng ùng tiếng nước chảy. Cho dù cách nhau xa xôi, cũng có thể mơ hồ nghe được. Bên kia thác nước, cũng không ai chính xác đi. Nếu người nào dám can đảm phạm làm, lão phu cái đầu tiên làm thịt hắn. Diệp thiếu gia thu giọng nghiêm túc, tựa hồ tòa kia thác nước, cất giấu cái gì kinh khủng đồ, để cho hắn đặc biệt kiêng kỵ. Tuân lệnh, người Diệp gia cung kính tuân mệnh, mỗi người tản ra, tìm thích hợp chỗ ở. Diệp thần tìm một tòa tĩnh lặng thảo lư. Một mình an nghỉ xuống. Mà lúc này, ở bên ngoài, Thiên Đạo Cung bên trong đại điện, Hiên Viên Mặc Tà trước mặt, lơ lửng một viên quang cầu hình dáng vật. Tay hắn chỉ bắt pháp quyết, không ngừng thôi diễn thiên cơ số mạng. Quang cầu bên trên, liền nổi lên rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở quật diệp chi địa. Một phiến máu tươi, không người còn sống, thậm chí phái đi ra ngoài Thiên Đạo Cung. Người sở hữu, cũng bỏ mình. Xem ra, quật diệp chi địa là thất bại. Vậy coi là ý liệu bên trong. Chính là không biết cửu thiên thần long điện bên kia như thế nào. Nhiều ngày như vậy, vậy cái huyết long hẳn giải quyết đi. Cũng được, cửu thiên thần long điện sự việc có Viêm Thiên Long thần trông nom, ta không cần lo lắng. Hiện tại, ta đây là muốn xem một chút, diệp ra đám người kia đi nơi nào. Hiên Viên Mặc Tà trong mắt như có ngày tháng xa vào, ý định giết người mãnh liệt. Bắt pháp quyết ngay cả động, đạo đạo giấu tay, đánh vào quang cầu phía trên.
Từng bức họa lướt qua. Hiên Viên Mặc Tà đang dò xét Diệp Gia tung tích. Phốc xích. Đột nhiên, hắn như bị đòn nghiêm trọng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt chợt biến. Quang cầu lên hình ảnh, ngay tức thì giải tán. Hắn thật sâu chấn động phố, ngay vừa mới rồi, hắn cảm nhận được một cổ đặc biệt kinh khủng hơi thở, chặn lại hắn rình rập. Đây là cái gì hơi thở? Ta không cách nào khám xét thằng nhóc kia vận mệnh, chẳng lẽ còn khám xét không được Thiên Đạo Cung nằm vùng ở Diệp Gia vị kia? Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lóe lên, hắn thực lực, sâu không lường được, dõi mắt đến toàn bộ thần quốc, đều là đứng đầu tồn tại. Nhưng hiện tại, lại có thể xuất hiện một cổ hơi thở, cách nhau không biết nhiều ít vạn dặm, cũng có thể đánh cho bị thương hắn. Có thể tưởng tượng được, cái này hơi thở có khủng phố dường nào. Nơi chôn cất, nhất định là thần đế nơi chôn cất. Chỉ có trong truyền thuyết thần đế, mới có thể thương tổn tới ta. Chẳng lẽ, người Diệp Gia trốn nơi chôn cất bên trong đi? Không thể nào, liền ta cũng không biết nơi chôn cất vị trí, bọn họ làm sao biết? Hiên Viên Mặc Tà thần sắc âm trầm. Thần quốc có thất đại nơi chôn cất, mỗi một cái cũng ẩn núp được đặc biệt sâu, coi như là hắn, cũng không biết nơi chôn cất chỗ. Nếu như Diệp Gia đi nơi chôn cất, vậy hắn thật thúc thủ vô sách. Một khi Diệp Gia lớn lên, đột phá đến tới cảnh giới cao, sợ rằng toàn bộ Thiên Đạo Cung, đều phải tiêu diệt. Không, còn có cơ hội, chỉ cần người kia ra tay. Hiên Viên Mặc Tà tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt mũi nhọn lộ ra. Minh Điện, từng cây một ma trụ chống đỡ mái vòm, vô số đen nhánh quỷ khí và sương mù trào đáng trước. Trung ương đại điện, một cái cả người hồng bào, tóc cũng là huyết khí hiện lên nam tử, đứng chắp tay, ngước nhìn mái vòm lên vẽ trước các loại điêu khắc hoa văn, như có điều suy nghĩ. Sùng quang nơi chôn cất, không nghĩ tới các ngươi Diệp Gia, lại có thể đi sùng quang nơi chôn cất. Nam tử phát ra một tiếng kinh dị than thở. Hàng năm thân chức vị cao, sát phạt ác liệt, mặt hắn bàng cơ hồ là pho tượng lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, bởi vì sùng quang nơi chôn cất bốn chữ, sắc mặt hắn thay đổi. Sùng quang nơi chôn cất, đó là mai táng ngày xưa thất đại thần đế một trong, sùng quang đại đế địa phương. Coi như là hắn, đụng phải sùng quang đại đế, cũng chỉ có cúi phục sùng bái phần. Cái gì là thần đế? Thiên thần đỉnh cấp cảnh giới, chính là thần đế. Năm đó thời đại kia, toàn bộ thần quốc, chỉ có 7 tôn thần đế mà thôi. Mà đây 7 vị thần đế cũng không chống trơn thiên thần cảnh đỉnh cấp. Hơn nữa bọn họ thiên thần cảnh có thể tương đương với hiện tại thiên thần cảnh trăm lần à. Có thể tưởng tượng được, thần đế có lợi hại bực nào, biết bao tôn quý. Nam tử này, dĩ nhiên là Minh Điện điện chủ, Mạc Huyết Minh. Thật may ta năm đó phản bội Diệp Gia. Ở luân hồi tinh thạch lên để lại một đạo ám ký, nếu không, ta cũng không biết nguyên lai các ngươi Diệp Gia trốn tới sùng quang trong nơi chôn cất. Mạc Huyết Minh khóe miệng hơi miệng nhếch một cái nụ cười. Người ngoài chỉ biết là hắn là Minh Điện điện chủ, cũng không biết hắn sâu tầng thứ thân phận. Thật ra thì, hắn cũng là người Diệp Gia. Năm đó thời đại viễn cổ, hắn là một đứa cô nhi, bị Diệp Gia thu nuôi. Nhưng sau đó, hắn trốn tránh ra. Đầu phục Yên Hư Thiên Ma. Yên Hư Thiên Ma, là thượng cổ hạo kiếp căn nguyên. Cũng là thất đại thần đế bị tiêu diệt đầu sỏ. Mạc Huyết Minh có thể sáng lập Minh Điện, trở thành cường giả đỉnh phong, uy chấn thần quốc, hoàn toàn là dựa vào năm đó đầu dựa vào Yên Hư Thiên Ma, thu hoạch được đủ loại chỗ tốt. Nhưng những chỗ tốt này, cũng kém hơn một khối luân hồi tinh thạch. Luân hồi tinh thạch, quan hệ đến luân hồi cuối cùng bí ẩn. Nếu như ta có thể được khối kia luân hồi tinh thạch, có lẽ có thể rõ ràng khai thiên địa mở ra sau đó, giữa trời đất ẩn núp bí mật lớn nhất. Liên quan tới luân hồi bí mật, Mạc Huyết Minh nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn, năm đó hắn đầu dựa vào trời ma hậu, liền âm thầm tiêu diệt Diệp Gia, muốn cướp đoạt luân hồi tinh thạch. Đáng tiếc, Diệp Gia nội tình đặc biệt thâm hậu, coi như gặp phải rất nhiều cường giả tiêu diệt, vậy để lại huyết mạch, thẳng đến ngày hôm nay. Luân hồi tinh thạch, từ đầu đến cuối không rơi tới Mạc Huyết Minh trên tay. Hắn năm đó, chỉ lặng lẽ gieo một đạo ám ký, nhưng thủy chung không giành được tay. Hiện tại, luân hồi tinh thạch lần nữa xuất thế, đây là Mạc Huyết Minh tuyệt hảo cơ hội.
cướp đoạt tinh thạch, tháo ra luân hồi bí mật, siêu thoát chư thiên, bất diệt bất hủ. Coi như không giải được, khối kia đặc thù luân hồi tinh thạch, cũng là nhất tuyệt bảo vật, đối với ta tu luyện rất có ích lợi. Nếu như có thể đoạt vào tay, không bao lâu, ta thực lực, là có thể vượt qua Hiên Viên Mặc Tà. Ta Minh Điện, đem sẽ thay thế Thiên Đạo Cung, thành là thần quốc thế lực cường đại nhất. Mạc Huyết Minh hai tay cử thiên, tựa hồ muốn ôm chầm cả thế giới. Hoàng Phách Hùng Đồ, sự nghiệp tráng trí, ở hắn trong đáy lòng cháy. Năm đó hắn đầu dựa vào trời ma, thật ra thì cũng có mình tính toán nhỏ nhặt. Muốn dựa vào thiên ma trợ lực, nhất thống thần quốc, xưng bá chư thiên vạn giới. Đáng tiếc, sau đó thế cục mất khống chế, gây thành hạo kiếp, tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả, đây là hắn không thể dự liệu. Luân hồi tinh thạch, nên rơi vào ta tay. Mạc Huyết Minh ánh mắt chào đáng, vung tay lên, trực tiếp xé không gian, thân thể chui hành động, thời gian đảo mắt biến mất không thấy. Hắn hai người đệ tử, Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông, đều đã bị Diệp Thần giết chết. Hiện tại, hắn muốn đích thân ra tay. Lấy thiên thần oai, nghiền ép một cái chảm ách cảnh tu sĩ. Không tiếc lưng đeo thiên tội, cũng phải cướp đoạt luân hồi tinh thạch. Thiên đạo chú trọng thăng bằng. Cường giả, có cường giả thiên hạ. Tên yếu, có người yếu thế giới. Nước giếng không phạm nước sông. Nếu như vượt qua cảnh giới, ỷ mạnh hiếp yếu, sẽ dính lớn vô cùng nhân quả tội phạt. Sau này tu luyện, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng lúc này, luân hồi tinh thạch đang ở trước mắt, Mạc Huyết Minh cũng không để ý nhiều như vậy. Tùy ý trời phạt tội phạt, hắn vậy muốn tiêu diệt Diệp Thần, cướp lấy tinh thạch. Mà lúc này, sùng quang nơi chôn cất. Diệp Thần trong mắt đóng chặt, vận chuyển công pháp, hắn muốn thử nghiệm lấy phân linh thú câu thông cửu thiên thần long điện huyết long. Nhưng là trong đầu chỉ thoáng qua đứt quãng hình ảnh. Trong hình huyết long tựa hồ không có bị thương. Mà vực sâu bầu trời, vô số uy áp và kiếm ý đánh vào xuống. Diệp Thần không biết huyết long có thể chống đỡ bao lâu. Hắn có chút hối hận tới chỗ này. Không được, ta phải rời khỏi. Diệp Thần con người đông lại một cái, không để ý tới hết thảy, hắn phải lập tức lên đường đi cửu thiên thần long điện. Nhưng vào lúc này, từng đạo thanh âm lọt vào tai. Cứu mạng! Luân hồi chi chủ, cứu ta! Cứu ta đi ra ngoài! Từng trận trầm thấp thống khổ tiếng kêu, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Ừ! Diệp Thần thần sắc khẽ biến, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn phương xa thác nước. Hắn cảm giác được, vậy thác nước bên trong, truyền ra la lên thanh âm. Có người muốn kêu gọi hắn, tìm kiếm cứu viện. Là ai? Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, tòa kia thác nước, khẳng định cất giấu động trời bí mật. Diệp thiếu gia thu minh lệnh cấm chỉ, người bất kỳ đều không cho phép đến gần vậy thác nước. Người trái lệnh, giết không tha. Nhưng hiện tại, vậy thác nước bên trong, lại có thể truyền ra tiếng hô. Có người đang kêu gọi Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, cứu ta. Ta nguyện khom lưng khuỵu gối, trở thành đầy tớ của ngươi. Chỉ cầu ngươi đại phát từ bi, cứu vãn ta rời đi cái này vô tận bể khổ. Kêu cứu thanh âm, khàn khàn bi thương, hiện ra to lớn thống khổ. Ngươi là ai, nói lên ngươi danh hiệu. Diệp Thần lạnh lùng nói, thần niệm xuyên qua hư không, đến thác nước chỗ, nhưng tựa hồ gặp phải cấm chế gì cách trở, cái gì vậy dò xét không tới. Cứu ta không nhịn được. Mau cứu ta, hoặc là, giết ta, để cho ta thoát khỏi cái này bể khổ. Tiếng kêu cứu dần dần thấp chìm xuống, cuối cùng cũng không nghe gì được. Ở giữa thiên địa, chỉ có tiếng gió. Mới vừa nghe được thanh âm, tựa hồ chỉ là ảo giác. Không, không là ảo giác. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là Sùng Quang Đại Đế đang kêu gọi ta. Hắn không là chết sao? Nơi đây... là Sùng Quang nơi chôn cất. Sùng Quang Đại Đế mai táng địa điểm, khẳng định sẽ ở đó thác nước vùng lân cận. Nếu không, Diệp thiếu gia thu sẽ không như thế cẩn thận. Từ thác nước truyền tới tiếng kêu, cơ hồ không cần nghĩ, chính là Sùng Quang Đại Đế phát ra. Không nghĩ tới, Sùng Quang Đại Đế tiêu diệt sau đó, lại còn lưu lại một chút hồn thức, hướng ta phát ra kêu gọi. Ta là luân hồi chi chủ người thừa kế, điều bí mật này. Hắn cũng biết. Thần đế cấp bậc cao thủ, quả
quả nhiên không thể dùng lẽ thường đo lường được. Diệp Thần nhìn thác nước phương hướng, suy nghĩ phập phồng. Chợt, tay hắn chỉ nặn quyết, âm thầm thôi diễn cát hung phúc hỏa. Đang tu luyện liền hồng mông cổ pháp sau đó, hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ, thật to càng sâu. Suy diễn thiên cơ số mạng năng lực, cũng là lớn lớn tăng lên. Rào! Cái này bỗng chốc, hắn bấm ngón tay suy diễn, trên mình nhất thời toát ra từng cái thụy khí, từng tầng một sáng mờ. Đây là đại cát điềm. Nếu như ta đi cứu Sùng Quang Đại Đế, sẽ có thiên đại tạo hóa. Diệp Thần suy diễn đến cái kết quả này, nhất thời đại hỉ. Ngón tay nặn động, lại tỉ mỉ suy tính, hắn cũng cảm giác được, cái này điềm lành, cất giấu ngập trời nguy cơ. Nếu như đi cứu Sùng Quang Đại Đế, hắn rất có thể gặp phải nguy hiểm to lớn. Bất quá, cái này nguy hiểm sau lưng, cũng là thiên đại tạo hóa, vô cùng vô tận chỗ tốt. Năm đó Diệp Thiếu Gia Thu, xông vào Sùng Quang Mộ Phủ, liền lấy được rồi một bộ hồng mông cổ pháp. Vậy mộ phủ bên trong, không biết chôn giấu nhiều ít bảo bối. Nếu như có thể cướp lấy, Diệp Thần thực lực, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đặt ở trước mặt hắn, là Minh Điện và Thiên Đạo Cung hai tôn cự phách. Không đúng, hẳn còn cộng thêm Thiên Ma. Hắn chỉ có mau sớm tăng lên thực lực, mới có tư cách chống lại cái này ba tôn cự phách. Lão Thương, người thấy thế nào? Diệp Thần âm thầm hỏi Thương Cổ Y Thần. Sùng Quang Đại Đế, ta cũng biết mấy phần, là năm xưa Thất Đại Thần Đế một trong, tu vi cao như trời tháng, người nếu như có thể bắt được hắn một chút di trạch, đều có thiên đại chỗ tốt. Thương Cổ Y Thần nói, đi đi, cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Được, Sùng Quang Đại Đế, ta cũng muốn kiến thức một chút, loại cấp bậc này cao thủ, có lợi hại bực nào. Diệp Thần trong mắt lóe lên chó sói vậy ánh sáng, cũng sẽ không nói nhảm, thân hình lặng yên không một tiếng động bay vút ra, hướng thác nước lao đi. Mặc dù, Diệp Thiếu Gia Thu Minh lệnh cấm chỉ, người bất kỳ đều không cho phép đến gần thác nước, nếu không giết không tha. Nhưng là, Diệp Thần cũng không sẽ quản như thế nhiều, mình cơ hội trọng yếu nhất, quản cái gì quy củ. Mượn bóng đêm che giấu, không có ai phát hiện Diệp Thần tung tích. Rất nhanh, hắn liền đi tới tòa kia thác nước. Một tòa bất ngờ đỉnh núi, bạch long vậy thác nước treo ngược, nước chảy cuồn cuộn, điếc tai nhức óc, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, một phiến phiến nước kích động sáng chói, đẹp vô cùng. Sùng Quang Đại Đế, người vẫn còn ở sao? Diệp Thần thần niệm truyền ra, nhưng không có nhận được bất kỳ đáp lại. Vậy Sùng Quang Đại Đế, mới vừa kêu gọi hắn, tựa hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực, hiện tại hoàn toàn yên lặng, không gặp chút nào tiếng thở. Diệp Thần thần niệm quét nhìn bốn phía, nhất thời liền phát hiện, thác nước bên trong có động thiên khác. Ca! Lập tức, Diệp Thần bước chân đạp một cái, tung người nhảy lên, chui vào thác nước bên trong. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện. Một nơi máu hổ chỗ sâu, tràn đầy cổ xưa khoáng đạt hơi thở. Hào hùng oai rồng, cuồn cuộn tràn ngập, chư thiên tinh tháng, tựa hồ cũng muốn rung chuyển. Từng tia sương mù vậy huyết khí, hòa lẫn mịt mờ khó khăn minh quy luật hơi thở, ở bốn phía cổn đáng trước. Nơi đây, chính là Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm chi địa. Không bao lâu, một cái lưng đeo kiếm to cô gái, biến dạng hư không, cuộn sạch cuồn cuộn thủy khí, còn có ngập trời uy nghiêm, xuất hiện ở trên bầu trời cao. Phụ nữ kia hẳn chính là chỗ này. Đeo kiếm cô gái trong mắt như điện, lóe lên bén sát khí. Nàng chính là Tuyền Cơ, dâng lên giới nữ hoàng mệnh lệnh, tới thần quốc điều tra Hạ Nhược Tuyết, luân hồi tinh diễm và huyết long bí mật. Tuyền Cơ khí tức trên người, đặc biệt chi minh mông. Người bất kỳ nhìn một cái, cũng biết nàng không phải bổn giới người. Nàng khí tức trên người, thuộc về thượng giới. Minh mông khoáng đạt, cao như trời tháng, lớn như trời. Nếu như tu vi hơi kém người, nhìn nàng một mắt, có thể sẽ trực tiếp quỳ xuống thần phục. Soát, Tuyền Cơ bước liên tục hoành cướp hư không, muốn xông vào Cửu Thiên Thần Long Điện địa giới. Nhưng, một tầng lực lượng vô danh, tựa như một tầng màn nước, chặn lại chân nàng bước. À, có chút ý tứ. Tuyền Cơ mắt đẹp run lên, ngay tức thì liền nhận ra được, Cửu Thiên Thần Long Điện quy luật đặc biệt huyền ảo, nếu như không có máu long tộc mạch, hoặc là đặc thù bí pháp, căn bản không thể bước vào. Phá cho ta.
Tuyền Cơ một tiếng khẽ kêu, đầu ngón tay vung ra, nhỏ hành vậy ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vẻ ác liệt hơi thở, như phi kiếm xuyên vân, trực tiếp xuyên thấu đại điện quy luật hạn chế. Hưu, hạ một sát, Tuyền Cơ thân như kinh điện, bước chân vào Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong. Nơi này quy luật hạn chế, có thể cách trở người ngoài, nhưng không thể nào ngăn lại nàng. Nàng là thượng giới cô gái, không biết nắm giữ nhiều ít thông thiên thủ đoạn, muốn nghiền nát phép tắc hạn chế, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Là nơi này. Luân hồi tinh diễm, ta cảm nhận được luân hồi tinh diễm hơi thở. Một con kiến hồi dám mạo hiểm độc nữ hoàng tôn thượng, ta ắt sẽ người bằm thây vạn đoạn. Tuyền Cơ ánh mắt, nổ lên vô cùng mãnh liệt ý định giết người. Nàng ngón tay nhỏ nhắn nặn quyết, không ngừng suy diễn đủ loại thiên cơ, ngay tức thì phong tỏa Hạ Nhược Tuyết chỗ, lúc này tung người bay vút đi. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, đang máu hầu chi để, luyện hóa luân hồi tinh diễm. Cái này luân hồi tinh diễm, là đứng đầu thần hỏa. Nàng ước chừng luyện hóa một tháng thời gian, nhận hết gân cốt đốt sách khổ sở, cho tới bây giờ, rốt cục thì thấy được một chút rực rỡ. Chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng là có thể luyện hóa thành công. Diệp thần, ta nhất định sẽ không liên lụy ngươi. Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt thanh lệ lên, cầu một chút kiên quyết thần sắc. Trong lòng nàng, từ đầu đến cuối nhấp nhô Diệp thần bóng người. Nàng chỉ muốn mau sớm luyện hóa luân hồi tinh diễm, tăng lên thực lực. Diệp thần là nàng chí yêu người đàn ông, nàng không muốn liên lụy hắn, chỉ muốn thay hắn chia sẻ một chút áp lực. Hạ Nhược Tuyết trong đan điền, luân hồi tinh diễm điên cuồng thiêu đốt, từng tia mang ánh sao lửa cháy mạnh, không ngừng ở nàng trong kinh mạch tán loạn. Lửa cháy bừng bừng đốt người. Kinh mạch sắp nứt. Hạ Nhược Tuyết hàm răng cắn thật chặt môi dưới, khổ khổ chống đỡ, cả người quần áo đều ướt đẫm, buộc vòng quanh gần như đường cong hoàn mỹ. Tuyết tỷ tỷ. Luân hồi tinh thạch tinh linh, bảo vệ ở bên cạnh, nhìn Hạ Nhược Tuyết thống khổ hình dáng. Nàng nội tâm cũng là một hồi bi thảm yêu thương. Thật may, luyện hóa đã đến cuối cùng, chờ ngày mai trời sáng, là được đại công cáo thành. Một đêm, chỉ cần kiên trì nữa một đêm. Bành, bỗng, một tiếng chấn thiên động địa vang lớn, từ trên mặt hồ mãnh liệt truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết đột nhiên bị giật mình, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn khạc ra máu tươi. Ở một tích tắc này, nàng cảm giác được, có một đạo đặc biệt khí tức mạnh mẽ, hạ xuống nơi đây. Tuyết tỷ tỷ, thật giống như có người tới. Tinh linh cũng là kinh hoàng, nhất thời cảm thấy việc lớn không ổn. Rào, rào, rào. Cả tòa máu hồ, đều là kịch liệt sôi trào. Trên mặt hồ, phiêu đứng thẳng một cái lưng đeo kiếm to cô gái, chính là Tuyền Cơ. Rời tinh rời tháng, nắm giữ ngân hà. Tuyền Cơ tròng mắt như điện. Đầu ngón tay không ngừng vũ động, từng đạo pháp quyết liên miên thi triển ra. Từng đạo sáng chói thanh mang, từ nàng chỉ gian chiếu nghiêng xuống, rơi vào máu hồ bên trên. Máu hồ kịch liệt sôi trào, tựa hồ bị nấu sôi. Nàng ngón này, kêu rời tinh rời tháng đại pháp, là vô cùng lợi hại thần thông. Luyện đến đại viên mãn, có thể di động tinh thần, dịch chuyển ngày tháng, đặc biệt chi lợi hại. Nàng tu vi. Mặc dù còn chưa tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng muốn di động một cái hồ bạc, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Sáng chói thanh mang, như đom đóm vậy rơi xuống. Cả tòa máu hồ, bao phủ thanh quang, tựa như phủ thêm một tầng lụa mỏng y. Sau đó, một tấn tấn nước hồ, lại vô căn cứ bị hút, hóa thành từng cái màu máu long cột nước, đổ sông lên lên trời. Rào! Khoảnh khắc bây giờ, toàn bộ máu hồ đều bị hút khô. Nước hồ ngất trời, lại bạo rơi xuống, như đầy trời mưa máu, phiêu linh bay tán, trong không khí đều là ướt át hơi nước, tỏa ra ánh trăng, tuyệt lệ nguy nga. Ha ha, người tiện nhân này, quả nhiên trốn ở chỗ này. Tuyền Cơ tròng mắt nhìn xuống. Theo nước hồ nhín thời giờ, đáy hồ cảnh tượng, vậy hoàn toàn lộ ra ngoài. Một chùm oành rong rêu, khắp nơi phô tán. Gãy lìa phế tích, cổ xưa bích họa. Một cái kinh thế cô gái, ngồi xếp bằng. Tuyền Cơ ánh mắt quét nhìn, khi thấy phế tích trên bích họa nữ hoàng, nàng nhất thời lộ ra cung kính thần sắc sợ hãi, trôi giạt rơi vào đáy hồ trên vùng đất, hướng bích họa xa xa một bái.
Đệ tử Tuyền Cơ, bái kiến nữ hoàng tôn thượng. Chúc nữ hoàng tôn thượng, thiên thu vạn đại, uy sắc bát phương, thống ngự hoàn vũ. Tham bái xong, Tuyền Cơ gương mặt đổi được tàn bạo, đằng đằng sát khí ánh mắt, lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Tuyết. Ngươi là ai? Hạ Nhược Tuyết dừng lại luyện hóa, tạm thời đem luân hồi tinh diễm, áp chế ở trong đan điền mặt. Nhưng cái này luân hồi tinh diễm, không như vậy dễ dàng bị áp chế, rất nhanh thì phải bạo nghịch. Hạ Nhược Tuyết chỉ muốn tính hạ tâm lai, luyện hóa tinh diễm thần hỏa. Đáng tiếc, trước mắt cái này lưng đeo kiếm to cô gái, không thể nào thả qua nàng. Ta là thượng giới người, một mình ngươi con kiến hôi tội nữ, lại mưu toan luyện hóa luân hồi tinh diễm, đơn giản là vô cùng gan dạ. Tuyền Cơ trở tay rút ra kiếm to. Ông! Một tiếng kiếm minh, kinh động tinh tháng. Kiếm này, tên Thất Tinh Trảm Lãng, lấy chư thiên tinh thần tinh quáng, hỗn hợp viễn cổ thép, thượng giới kỳ chân cùng vật liệu, do Khâu Minh thợ rèn hao phí mấy ngàn năm, khổ tâm đúc thành. Không nghi ngờ chút nào, đây là đủ để sánh bằng cao nhất đạo khí tồn tại. Mà Tuyền Cơ bản thân tu vi, cũng là sâu không lường được. Người như phượng, kiếm như rồng, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, thần uy vô địch. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp phát trắng, vừa nhìn thấy Tuyền Cơ rút kiếm, nàng cũng biết. Trận chiến này, cửu tử nhất sanh. Lấy nàng thực lực, căn bản không thể nào chiến thắng Tuyền Cơ. Hơn nữa, nàng còn muốn áp chế luân hồi tinh diễm, thực lực không thể hoàn toàn phát huy, hơn nữa không có khả năng chiến thắng. Luân hồi tinh diễm, là thượng giới nữ hoàng vật chí tôn, người tội này nữ, có cái gì tư cách, chấm mút cái này loại thần vật. Tuyền Cơ đầu ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, một đạo vô cùng kiếm cương, xen lẫn chảm thiên liệt địa khí thế, ngang nhiên bão tố bắn ra. Ùm ùm, kiếm khí cuộn sạch, đáy hồ mặt đất ngay tức thì nứt nẻ, đất bùn cuồn cuộn, bụi mù nổi lên bốn phía. Một kiếm này, chỉ là kiếm khí uy lực còn lại, liền chấn tét mặt đất, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp khẽ biến, bàn tay trắng noãn lộn một cái, móc ra kiếm lạnh lẽo, dựng đứng ở trước người, dáng ngăn cản. Phịch! Kiếm cương giết tới, khí động thiên địa. Mạnh mẽ lực đạo, đem nàng đẩy lui mười mấy bước. Kiếm khí bén nhọn, thiếu chút nữa xé nát nàng pháp y. Hả! Hạ Nhược Tuyết thêu miệng khẽ nhếch, phun ra một chút máu tươi. Tiện tay một kiếm. Tuyền Cơ chỉ là tiện tay một kiếm. Sẽ để cho nàng chật vật không chịu nổi. Giữa hai người thực lực sai biệt, quá mức to lớn. Đơn giản là thiên nhưỡng vân nê, không thể so sánh. Cầm luân hồi tinh diễm giao ra, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tuyền Cơ kiếm to chống đất, mắt lạnh nhìn Hạ Nhược Tuyết. Tựa như cao cao tại thượng chí tôn thần linh, quan sát một cái nhỏ con cừu. Hừ, Hạ Nhược Tuyết ánh mắt uy nghiêm, không có một chút khuất phục. Lấy nàng cao ngạo tính tình, coi như là sa sút bỏ mình, cũng không khả năng cúi đầu. Cái này luân hồi tinh diễm, không thuộc về người bất kỳ, ta luyện hóa thì đã có sao. Hạ Nhược Tuyết thanh âm vang vang, âm thầm suy nghĩ chạy trốn kế. Càn rỡ! Tuyền Cơ thốt nhiên giận dữ, luân hồi tinh diễm, là nữ hoàng tôn thượng thần hỏa, giữa thiên hạ không người có tư cách chấm mút, coi như là một món tàn thể, vậy không tới phiên ngươi ô nhục. Tuyền Cơ nâng kiếm chém điên cuồng, kiếm gió hoành cướp hư không, bộc phát ra như lôi đỉnh vang lớn, chấn động thiên địa. Thôi, lười được cùng ngươi dài dòng. Hạ giới tội nữ, ta hôm nay, đem ngươi bằm thây vạn đoạn, xương nghiền thanh cho rắc, lấy chừng bốc lên độc nữ hoàng tội. Cuồng bạo kiếm gió, tựa hồ muốn chấn giết chư thiên, chôn vùi ngân hà, quay đầu chém thẳng Hạ Nhược Tuyết. Diệp thần, vĩnh biệt. Hạ Nhược Tuyết khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ, một kiếm này, nàng vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Bỏ mình đại họa, cuối cùng là trốn không thoát. Không cam lòng. Kịch liệt không cam lòng. Hạ Nhược Tuyết tâm huyết đau khổ, tóc xanh bồng bềnh, ngước nhìn trời trên nhật nguyệt. Trên trời, nhưng có thượng giới. Cái đó cái gọi là nữ hoàng, phải chăng cao cư thượng giới, giống như nhìn xuống con kiến hôi, quan sát mình bóng người. Nàng không biết, nàng chỉ cảm thấy không cam lòng. Nàng cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, thành tựu cao nhất thần thông, và Diệp Thần giết tới thượng giới, theo dõi đại đạo trung cực bí ẩn,
rồi sau đó hai chân đôi tê, tiêu xa chư thiên vạn giới bây giờ, thoát khỏi hết thảy nhân quả trói buộc, vĩnh hằng tự tại. Nhưng hiện tại, tất cả tâm nguyện, đều đưa trở thành bọt nước. Nếu như ta có thể sống được, cuối cùng có một ngày, ta muốn giết tốt nhất giới, tru diệt cái gọi là nữ hoàng. Hạ Nhược Tuyết hiển thị lớn thể nguyện, nhắm mắt chờ chết. Kiếp này thể nguyện, chỉ có đến khi kiếp sau, mới có cơ hội thực hiện. Tuyết tỷ tỷ chú ý. Mà ngay lúc này, một đạo thanh thúy tiếng kêu thức tỉnh Hạ Nhược Tuyết. Ông, một khối huyền ảo phong cách cổ xưa, tràn ngập điểm điểm tinh mang đá kỳ lạ, từ nàng trong cơ thể bay ra. Chính là luân hồi tinh thạch. Phịch, Tuyền Cơ kiếm to, hung hăng bổ vào luân hồi tinh thạch trên. Đúng khối đá, trực tiếp bị phách bay, bại cỏ vậy rớt xuống đất. Nhưng kinh người phải, trên đá không có một chút bị tổn thương dấu vết. Có thể tưởng tượng được, luân hồi tinh thạch chất liệu, có khủng phố dường nào. Cái này Tuyền Cơ, toàn lực một kiếm, cũng không thể tổn hại luân hồi tinh thạch chút nào. Luân hồi tinh thạch, lại còn sản sinh ra tinh linh. Tuyền Cơ con người có giúp một cái. Luân hồi tinh thạch. Nhưng mà kết nối với giới đều phải là điên cuồng thần vật. Mà giờ khắc này, lại có thể xuất hiện ở Hạ Nhược Tuyết trên mình. Hơn nữa, khối này luân hồi tinh thạch, linh khí đặc biệt đậm đà, lại có thể tạo ra liền tinh linh, phẩm chất so phổ thông tinh thạch lợi hại hơn. Không cho phép tổn thương Tuyết tỷ tỷ. Luân hồi tinh thạch lảo đảo lắc lư bay lên, tinh linh thanh âm non nớt truyền ra. Mặc dù non nớt, nhưng lại lộ ra to lớn kiên định. Nàng coi như tự mình hy sinh, vậy không muốn nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết chết đi. Thú vị, lại còn biết hộ chủ. Tuyền Cơ mỉm cười cười một tiếng, mang một chút thưởng thức. Nàng là nữ hoàng chí tôn thuộc hạ, đặc biệt trung tâm. Nếu như nữ hoàng gặp nguy hiểm, nàng vậy nguyện ý bị chết, bảo vệ chủ thượng. Cho nên, thấy tinh linh hộ chủ, nàng nội tâm cũng có chút chấn động. Tốt lắm, ta liền như ngươi mong muốn. Để cho các ngươi chủ thần về Tây. Tuyền Cơ trong mắt sát khí hiện lên. Thưởng thức thuộc về thưởng thức, nàng có thể sẽ không có bất kỳ mềm tay. Hạ Nhược Tuyết, cô gái này bốc lên độc nữ hoàng chí tôn, tất giết không tha. Vô luận người bất kỳ sinh linh, đều không thể ngăn trở nàng sát niệm. Suy, kiếm gió như sấm. Tuyền Cơ lần nữa khoác kiếm giết ra, chém thẳng Hạ Nhược Tuyết. Mà luân hồi tinh thạch. Chính là ngang nhiên bay ra, bảo vệ ở Hạ Nhược Tuyết trước người. Ta cùng ngươi liều mạng. Tinh linh tiếng non nớt ngây thơ, nhưng mang đoạn tuyệt, không có một chút hèn nhát. Bình bịch bịch, Tuyền Cơ múa kiếm như điện, kiếm to này hình thể tuy đồ sộ, nhưng nàng nhảy sôi động, như nước chảy mây trôi, không tốn sức chút nào. Từng kiếm một chém điên cuồng, mang theo thiên địa phong lôi. Nàng mỗi một kiếm, cũng chém vào luân hồi tinh thạch phía trên. Phát ra từng cơn vang lớn, chấn triệt thiên địa, trải qua hồi lâu không ngừng. Chỉ là kiếm thạch va chạm thanh âm, liền nghiền nát bầu trời đêm mây trôi. Ánh trăng càng trong sáng, tỏa ra mặt đất. Luân hồi tinh thạch, là viễn cổ thần vật, tự nhiên không phải Tuyền Cơ có thể hủy tổn. Nhưng là, ở nàng kiếm uy nghiền ép hạ, tinh linh sớm muộn cũng phải tiêu diệt. Dẫu sao, tinh linh chỉ là một đạo linh thức. Nàng bị diệt. Luân hồi tinh thạch chất liệu, sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Có lẽ lại qua dù sao cũng năm, còn sẽ sản sinh ra mới tinh linh. Chỉ là nàng, nếu như bị diệt, liền lại cũng sẽ không sống lại. Tuyết tỷ tỷ, người đi mau à, ta tới ngăn lại nàng. Tinh linh phát ra lo lắng tiếng kêu, liều mạng ngăn cản Tuyền Cơ kiếm chém. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp trắng bệch, thân thể hơi lắc lắc. Nàng biết tinh linh ở liều chết hộ chủ. Nàng cách làm tốt nhất, chính là không nên cô phụ tinh linh hy sinh, lập tức thoát đi nơi đây. Nếu không, hai nàng, đều phải bỏ mình tiêu diệt. Nhưng bất đắc dĩ phải, Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể, luân hồi tinh diễm bạo nghịch loạn phạm, nàng đang toàn lực áp chế, căn bản không có dư lực chạy trốn. Tinh linh, người đi thôi. Trở về nói cho Diệp Thần, để cho hắn báo thù cho ta. Giết ta người, thượng giới nữ hoàng là ta. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, nàng đã không có sức trốn, chỉ có thể để cho tinh linh rời đi, cho Diệp Thần báo tin. Ha ha ha, Hạ Nhược Tuyết, còn có người cái này tiểu tinh linh, cũng không cần nói nhảm. Ngày hôm nay, có ta ở đây,
các ngươi có thể chạy đi nơi nào? Phi Hôi Yên Diệt thôi. Tuyền Cơ cười nhạt, kiếm uy đột nhiên cuồng liệt, đúng cầm kiếm to bùng nổ ngập trời hung mang, chém thẳng ra. Phịch, vô cùng hào hùng một kiếm, hung hăng đánh vào luân hồi tinh thạch trên. Ầm, đúng khối luân hồi tinh thạch, trực tiếp bị đánh rơi xuống đất để, thật sâu nguyên vẹn bùn nguyên, không một tiếng động. Tinh linh, Hạ Nhược Tuyết kêu to, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Tiếp theo, giờ đến phiên ngươi. Tuyền Cơ liếm liếm đỏ thẫm môi, xinh xắn trên gò má, đều là rét lạnh sát ý. Nàng xách kiếm to, từng bước một đạp hướng Hạ Nhược Tuyết, tay trong tay một kiếm, chém thẳng Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết, nguy ở một sớm một chiều. Mà cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện một địa phương khác, vô tận vực sâu. Huyết Long chiếm cứ ở dưới vực sâu, trong mắt lóe lên đạo đạo quy luật phù văn, cả người xích mang quanh quẩn, như máu đỏ tươi, ngập trời hung uy từ trên người nó tản mát ra. Vực sâu bầu trời, Viêm Thiên Long Thần và Thiên Đạo Cung mười mấy trưởng lão, cảm thụ Huyết Long hung lệ hơi thở, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi rung động. Huyết Long này, mặc dù huyết mạch có chút cổ quái, nhưng vô luận như thế nào, nó ngày hôm nay hẳn phải chết. Không thể trì hoãn nữa. Đã lâu như vậy, cung chủ tức giận. Viêm Thiên Long Thần lay động một tí thân thể, lại hóa thành một người mặc áo quan, vô cùng uy nghiêm nam tử. Đây là hắn lần đầu tiên hóa thân làm người hình. Kết thiên đạo giết cướp trận, tiêu diệt lão này. Viêm Thiên Long Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm như sấm cổn đáng, thẳng xông lên bầu trời đêm. Đại nhân, ước chừng 12 cái thiên đạo cung trưởng lão, dựa theo cúng thiên 12 thần sát phương vị, ngay tức thì ở vực sâu bầu trời bày trận xong. Bọn họ tu vi, đặc biệt cường đại. Giờ phút này, 12 vị thiên thần bày trận, hơi thở lẫn nhau chồng lên, nhất thời bộc phát ra ngập trời thần uy. Một đạo vô cùng ánh sáng chói mắt trụ, bút xông thẳng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời đêm, tựa như đều bị nổ mặc, lộ ra vũ trụ tinh hà khí tượng, lại có từng hạt tròn tinh cầu, bị chấn động rơi xuống, hóa thành từng hạt tròn sao rơi vẫn thạch, điên cuồng đập xuống ở vực sâu vùng lân cận mặt đất. Vực sâu chi để, Huyết Long trong mắt biến sắc. Cái này thiên đạo giết cướp trận, là thiên đạo cung bí truyền viễn cổ sát trận, lực sát thương đặc biệt khủng bố, đủ để nghiền ép tinh thần. Liền gặp một cái vô cùng sáng chói trận pháp kết giới, lững lờ ở vực sâu bầu trời, vậy 12 trưởng lão. Vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người trấn thủ một cái trận vị. Mà Viêm Thiên Long Thần, thì bay đến tâm trận chỗ. Nhiệt xúc, xem ngươi còn có thể chạy đi nơi nào. Viêm Thiên Long Thần ánh mắt tàn bạo, vung tay lên, trận pháp kết giới nổ lên cuồn cuộn ma hy, từng đạo thiên lôi, bão tuyết, đao gió, lửa cháy bừng bừng, điên cuồng hướng vực sâu lăn xuống đi. Huyết Long vậy lâm vào nguy cơ. Lần này, Cửu Thiên Thần Long Điện tương nghênh tới hai động đất. Nháy mắt tức thì toàn bộ Cửu Thiên Thần Long Điện cũng truyền tới một đạo tiếp theo một đạo không thể tưởng tượng nổi chấn động. Trong vực sâu phun trào ra một đạo tiếp theo một đạo cực hạn hơi thở. Cái này thiên đạo giết cướp trận, có thể bùng nổ thiên lôi năng lượng, lấy cuồn cuộn thiên lôi, chôn vùi chư thiên chúng sanh. Uy lực lớn, đơn giản là long trời lở đất. Một tích tắc này, vô cùng phong tai, sấm tai, hỏa hoạn. Tai nạn tuyết, gào thét giết hướng Huyết Long. Vực sâu cấm chế, có thể ngăn trở người sống, nhưng không ngăn được thiên đạo ý sát phạt. Muốn giết ta, si người nằm mơ. Huyết Long nhìn mãn không thiên tai hạ xuống, ánh mắt nhưng là nghiêm nghị không sợ. Nó cho dù chết, cũng không khả năng hướng thiên đạo cung cúi đầu. Hống. Huyết Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngâm khiếu, già nua khí tức viễn cổ, cuồn cuộn tràn ngập ra. Một tầng trắng xóa âm sát sóng, cuồng như vậy cuộn sạch. Xuy xuy xuy, âm sát sóng lao ra, và đầy trời thiên tai đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ vang lớn động trời, cả tòa vực sâu cũng lắc lư. Phốc xích, Huyết Long phun ra một ngụm máu tươi, thiên đạo giết cướp trận uy lực quá lớn, nó coi như đem hết toàn lực, vậy rất khó ngăn cản. Đây chính là Viêm Thiên Long Thần và rất nhiều thiên đạo cung thiên thần cảnh cường giả trí cường nhất kích hà. Nếu như giống vậy thiên thần cảnh hậu kỳ, sợ rằng đều đã chết. Mà Viêm Thiên Long Thần, còn có 12 trưởng lão, vậy bị to lớn sóng âm đánh vào, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, trận pháp vậy sóng gió nổi lên,
tựa hồ tùy thời có thể tán loạn. Huyết long này lại bộc phát ra cường hãn như vậy hơi thở. Lúc này mới bao lâu, hắn làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Nếu như ta và huyết long lại đối mặt, đó không phải là định trước bị nghiền ép. Viêm thiên long thần thầm kinh hãi, lật đật ổn định trận pháp, nhưng cũng không dám nhìn thẳng huyết long ánh mắt. Một cổ xuất xứ từ huyết mạch trấn áp, để cho hắn đặc biệt bất an. Đầu này huyết long, hiển nhiên có vô cùng lợi hại huyết mạch, tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Mới vừa vậy một tiếng rồng ngâm, viêm thiên long thần thậm chí nghe được khí tức viễn cổ. Không thể kéo dài được nữa, dùng đốt máu bí pháp, bóp chết nó. Viêm thiên long thần mắt lạnh quét nhìn bốn phía, phát ra hét ra lệnh. Đốt máu bí pháp. Toàn trường 12 trưởng lão, nhất thời lộ ra kinh hãi thần sắc. Đốt máu bí pháp, là thiên đạo cung một loại cấm chú, lấy trái tự thân căn nguyên linh lực máu tươi làm giá, ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu. Cái này loại cấm chú, tác dụng phụ lớn vô cùng. Nếu như thi triển, bọn họ nhất định phải khí huyết suy giảm, tu vi rơi xuống. Trước mắt bọn họ thực lực, là thiên thần cảnh, mà nếu như thi triển đốt máu bí pháp, tu vi ít nhất phải đánh rơi đến nửa bước thiên thần. Nửa bước thiên thần, và chân chính thiên thần, mặc dù chỉ có nửa bước kém, nhưng hai người chênh lệch, không thể nghi ngờ là trời đất phân nê. Một khi rơi xuống, lại muốn tu luyện suốt ngày thần, đơn giản là khó hơn lên trời. Long thần đại nhân, cái này. Một tất cả trưởng lão chố mắt nhìn nhau, vô cùng không tình nguyện. Làm sao, các ngươi muốn cãi lại lệnh ta làm? Viêm thiên long thần thanh âm lạnh lùng, một bộ áo quan không gió tự động, hiện ra to lớn uy nghiêm. Hắn là thiên đạo cung nhân vật số 2, Hiên Viên Mặc Tà và hắn quan hệ phức tạp, hắn ở thiên đạo cung địa vị vậy là đặc biệt cao quý. Những trưởng lão này, ở thiên đạo cung bên trong, mặc dù cũng là nhân vật cao tầng, nhưng hiển nhiên không thể và viêm thiên long thần so sánh. Đại nhân, mọi người không dám chống lại. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng. Đốt ta thân thể không lành lặn, đốt ta chân huyết, thánh hỏa không ngừng, tẫn diệt chư thiên. 12 trưởng lão, đồng loạt giơ hai tay lên, tựa như ở thành kính khấn cầu. Trên người của bọn họ, dấy lên hừng hực lửa lớn. Ánh lửa chói mắt, chiếu sáng bầu trời đêm. Bọn họ hơi thở, vậy đang điên cuồng bạo tăng. Chớp mắt bây giờ, lại có thể kéo lên hai cái nhỏ cảnh giới. Cái này đốt máu bí pháp, trong vòng thời gian ngắn, lại có thể rất miễn cưỡng đem bọn họ thực lực, rút ra thăng hai tầng. 12 cái thiên thần cảnh cường giả lần nữa tăng lên, đây là khái niệm gì, như thế chiến lực cường đại, thật là có thể công diệt vô số giới vực. Vì tiêu diệt huyết long, viêm thiên long thần là liều mạng. Viêm thiên long thần biết, ở Tuyền Cơ đại nhân hạ xuống trước, đầu này huyết long phải chết. Theo tất cả trưởng lão thực lực tăng lên, thiên đạo giết cướp trận uy lực, cũng là ngay tức thì bạo tăng. Khoáng đạt ánh sáng, cuồn cuộn tràn ngập ra, vô số thiên tai năng lượng, điên cuồng trào hướng vực sâu. Chẳng lẽ ta hôm nay, thật khó thoát tai kiếp? Huyết long thần sắc ngưng trọng, hắn tuy mạnh lớn, nhưng là những ngày qua thần cảnh tồn tại như vậy điên cuồng, hắn lại lâm vào cái này vực sâu, không cách nào thi triển toàn lực. Nguy cơ không cách nào tưởng tượng. Hạ một sát, từng hạt tròn sấm, từng đạo gió lốc, còn có đầy trời hỏa hoạn lửa cháy mạnh, băng tai xương tuyết, điên cuồng đập xuống ở thân thể của nó trên. Rồng khổng lồ thân thể, huyết khí lăn lộn. Cuối cùng kết thúc. Viêm thiên long thần thở phào nhẹ nhõm, ở hắn trong mắt, như vậy nhất kích, huyết long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì tiêu diệt huyết long, hắn vậy trả giá thảm trọng giá phải trả. 12 cái cao tầng trưởng lão. Toàn bộ thi triển đốt máu bí pháp, tu vi nhất định phải rơi ra thiên thần cảnh. Cái này đối thiên đạo cung mà nói, là một cái tổn thất trọng đại. Nhưng có thể tru diệt huyết long, giải quyết hết một cái tai họa ngầm. Cái này bỏ ra, hiển nhiên là đáng giá. Ngay tại viêm thiên long thần mới vừa buông lỏng lúc xuống, bỗng gian, hắn nhưng cảm thấy một chút khí tức cổ xưa. Cái này cổ hơi thở, vô cùng tang thương, vô cùng xa xôi. Mang mãi mãi mênh mông. Trong vực sâu huyết long, giờ phút này nhưng toát ra ánh sáng chói mắt. Nó vảy rồng, tựa như rót đầy máu tươi, đỏ được tím bầm, đỏ được tỏa sáng, tia máu quanh quẩn gian,
thậm chí hình thành một tầng khôi giáp vậy chất sừng tầng, vững vàng phúc đắp trên người. Đây là cái gì huyết mạch? Thiên ma? Không đúng, đây là vực ngoại tồn tại. Viêm Thiên Long thần gắt gao nhìn chằm chằm huyết long, phát ra kinh hãi kêu lên. Không thể nào, ngươi tại sao có thể có vực ngoại vậy tia máu mạch? Viêm Thiên Long thần hai tròng mắt trợn to, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Lúc này huyết long, trên người tán phát ra cổ xưa hơi thở, để cho Viêm Thiên Long thần hết sức quen thuộc, vậy vô cùng kính sợ. Đây là đầu kia bị nhốt vực ngoại ma huyết mạch của rồng chi khí. Thậm chí có thể nói là cường đại hơn. Chẳng lẽ huyết long thật cắn nuốt đầu kia bị phong ấn ở nơi này vực ngoại ma long? Điều này sao có thể à? Đầu kia vực ngoại ma long có thể nói là vực ngoại long tộc huyết mạch bên trong, nhất là thuần khiết, cường hãn nhất tồn tại một trong. Và vực ngoại ma long so sánh, Viêm Thiên Long thần giống như là côn trùng vậy tồn tại, huyết mạch phẩm chất chênh lệch quá xa. Trời không quên ta, phá rồi sau đó lập, hay lắm, hay lắm. Huyết long mở ra hai tròng mắt, ánh mắt chỗ sâu như có thượng cổ nhật nguyệt xa vào, cuồn cuộn hơi thở gào thét ra. Chung quanh thiên tai gió bão nhất thời tiêu trừ một tán. Ở sống chết trước mắt, nó lại phá rồi sau đó lập, hoàn toàn dung hợp đầu kia cắn nuốt vực ngoại ma long lực lượng, nhất thời bạo phát ra động trời thần uy. Ngươi cùng con kiến hôi, tan thành mây khói thôi. Huyết long ngẩng đầu gầm thét, phát ra một đạo to lớn sóng âm, hung hăng đánh vào ở trận pháp trên kết giới. Toàn bộ thiên đạo giết cướp trận, nhất thời tan vỡ ly tán. Phốc xích, 12 cái thiên đạo cung trưởng lão, đồng loạt phun ra máu tươi, chật vật tứ tán bay xuống. Đáng chết! Viêm Thiên Long thần cắn răng, lật đật phiêu rơi xuống đất. Nhìn vực sâu bên trong, cả người che lấp màu máu chất sừng tầng, tựa như khoác máu khải huyết long, hắn thần sắc đổi được đặc biệt khó khăn xem. Hiện tại huyết long thức tỉnh vực ngoại lực, thì không phải là hắn có thể ngăn cản. Đi! Viêm Thiên Long thần tràn đầy tức giận và sợ hãi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui. Một tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau, bọn họ còn lấy là có thể nắm vững thắng lợi, tiêu diệt huyết long. Không nghĩ tới ở giây phút sau cùng, huyết long lại có thể phá rồi sau đó lập, đột nhiên tăng mạnh. Cái này một tí, thiên đạo cung đơn giản là mất cả vốn. 12 cái thiên thần cảnh trưởng lão, toàn bộ rớt xuống tu vi. Tổn thất này, coi như là Viêm Thiên Long thần, cũng không cách nào chịu đựng. Thật may, bởi vì cấm chế tồn tại, huyết long không cách nào rời đi vực sâu. Cái này cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Mặc dù rất chật vật, nhưng ít nhất có thể còn sống rời đi, cuối cùng không tới xấu nhất cục diện. Đi mau! Viêm Thiên Long thần lần nữa một tiếng kêu lên, dẫn đầu bay trốn đi. 12 trưởng lão cả người hơi thở thu liếm. Dung mạo ngay tức thì già yếu không biết nhiều ít năm tháng. Hống! Bỗng nhiên, lanh lảnh tiếng rồng ngâm, chấn động hoàn vũ. Nhưng thấy huyết long tựa như nổi điên vậy, điên cuồng đánh thẳng vào vực sâu cấm chế, muốn xông phá đi ra ngoài. Huyết long này, chẳng lẽ muốn phải liều mạng? Viêm Thiên Long thần và tất cả trưởng lão ánh mắt co rúm một cái, lấy là huyết long phải không tiếc giá phải trả, đuổi giết bọn họ. Nhưng là... Bọn họ cũng không biết, ở huyết long trong lòng, nhưng hiện lên một đạo tuyệt lệ bóng người. Đó là Hạ Nhược Tuyết bóng người. Hắn cảm giác được cửu thiên thần long điện bên trong, luyện chế luân hồi tinh diễm Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Hạ Nhược Tuyết bây giờ đối mặt không phải vậy cường giả, mà là tới từ thượng giới, cực kỳ kinh khủng tồn tại. Như Tuyết cô nương, không nên xảy ra chuyện à. Huyết long nội tâm gầm thét. Hạ Nhược Tuyết và chủ nhân Diệp Thần quan hệ, hắn so người bất kỳ đều biết. Hắn có thể chết, nhưng Hạ Nhược Tuyết tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Từ Hoa Hạ Ninh Ba, đến tỉnh Chiết Giang, rồi đến Kinh Thành, Côn Lôn Hư, Linh Võ Đại Lục thậm chí còn Thần Quốc. Hạ Nhược Tuyết đối với Diệp Thần tầm quan trọng, hắn đều không cách nào dùng từ ngữ hình dạng. Có thượng giới tôn tộc, đi tới Cửu Thiên Thần Long Điện, muốn chém chết Hạ Nhược Tuyết. Huyết long ngay tức thì suy diễn ra nhân quả, nó thức tỉnh một chút vực ngoại huyết mạch sau đó, suy diễn thiên cơ lành giữ năng lực thật to tăng lên. Nó đầu óc bên trong, thậm chí nổi lên luân hồi tinh thạch liều chết hộ chủ, Hạ Nhược Tuyết sắp bị một kiếm chém giết hình ảnh. Như Tuyết cô nương,
ngươi không thể chết được. Huyết Long trong mắt nhuốm máu, điên cuồng đánh thẳng vào vực sâu cấm chế, chỉ muốn lập tức phá giết ra tới. Ầm, ầm, ở hắn dưới sự xung kích, vực sâu cấm chế phát ra từng đạo lực lượng mạnh mẽ, vô số tia chớp lôi quang hung hăng nổ ra. Hắn đầu lâu chảy máu, nhìn thấy mà giật mình máu. Nhưng cái này cũng không cách nào để cho hắn dừng lại. Phá cho ta! Huyết Long quát lên một tiếng lớn, lắc mình một cái, hóa thành một người mặc màu máu long đằng chiến giáp, tay cầm long văn chiến phủ giơ lên trời, người đàn ông to lớn. Đây là Huyết Long hóa thân làm người hình dáng. Phịch! Huyết Long huy động chiến phủ, như khai thiên tích địa, hung hăng bổ vào cấm chế lồng năng lượng trên. Giao! Toàn bộ vực sâu cấm chế, ngay tức thì bị hắn bổ ra. À! Huyết Long phát ra một tiếng kêu đau, cầm dìu cánh tay phải lôi quang nhảy, ngay tức thì bị đánh được một phiến nám đen. Mặc dù hắn chạm phá cấm chế, nhưng vậy gặp phải cấm chế phép tắc bị thương nặng, đúng cái cánh tay phải cũng phế bỏ, như muốn khôi phục không biết muốn bấy nhiêu thời gian. Khí tức thật là cường đại. Xa xa, Viêm Thiên Long Thần và tất cả trưởng lão, mắt thấy Huyết Long thân ảnh to lớn, rung động thật sâu. Mặc dù Huyết Long bị cấm chế bị thương nặng, nhưng mới vừa giơ dìu chặt chém hình dáng, dường như muốn bổ ra hỗn độn, khí thôn vạn dặm sơn hà, làm người ta sợ hãi. Xong đời, chúng ta chết chắc. Một cái trưởng lão phát ra kêu rên tuyệt vọng, Huyết Long như vậy mạnh mẽ, nếu như đuổi giết tới đây, bọn họ làm sao còn ngăn cản. Nhưng ra ý liệu, Huyết Long lạnh lùng nhìn bọn họ một mắt, lạnh lùng nói, coi là các ngươi may mắn, lần sau đụng phải nữa ta, tất giết không tha. Hô! Huyết Long lay động thân thể, khôi phục thân rồng hình dáng, phía trước một cái móng vuốt hoàn toàn nám đen, dưới trọng thương, nó rất khó duy trì nữ hình người trạng thái. Hưu! Rồng khổng lồ thân thể, lướt qua hư không, nhanh chóng chạy tới máu hồ. Hạ Nhược Tuyết nguy ở một sớm một chiều, Huyết Long vậy không thời gian và Viêm Thiên Long Thần dây dưa. Đại nhân, chúng ta có thể đi. Tất cả trưởng lão thư ra một hơi, vui mừng nói. Chậm! Viêm Thiên Long Thần ánh mắt lóe lên, nghĩ đến mới vừa Huyết Long trọng thương móng vuốt. Chúng ta trước chớ vội trở về, lưu lại điều tra một ít chuyện tình. Viêm Thiên Long Thần nhàn nhạt nói. Cái gì? Tất cả trưởng lão cả kinh thất sắc, bọn họ đã rơi ra thiên thần cảnh, cần hồi cung nghỉ ngơi, nếu không tu vi sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Nhưng hiện tại, Viêm Thiên Long Thần lại có thể kêu bọn họ lưu lại, cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tất cả trưởng lão trong tròng mắt, đều mang tức giận. Đại nhân, còn để lại tới làm gì? Tất cả trưởng lão cả giận nói. Ha ha, máu kia long bất chấp trọng thương nguy hiểm, cũng phải xông phá cấm chế, không biết có cái gì dự định, chúng ta phải điều tra rõ. Viêm Thiên Long Thần búng ngón tay một cái, ánh mắt không ngừng lóe lên. Hắn thức tỉnh vực ngoại lực lượng thần bí, đại nhân, nếu như chúng ta lưu lại, chỉ sợ là chịu chết. Tất cả trưởng lão nói. Viêm Thiên Long Thần nhưng là khôi phục trấn định, nói, vậy nhiệt xúc trọng thương trong người, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm, cùng sau chuyện này, ta sẽ bẩm báo cung chủ, ban thưởng mỗi người các ngươi một viên đan dược cực phẩm, giúp các ngươi khôi phục tu vi. Máu rồng tồn tại, để cho Viêm Thiên Long Thần kiêng kỵ sâu đậm. Đặc biệt là hiện tại, Huyết Long còn thức tỉnh vực ngoại lực lượng, cắn nuốt đầu kia thượng cổ phong ấn ma long. Cái này đối Thiên Đạo Cung mà nói, là to lớn tai họa ngầm. Cho nên, Viêm Thiên Long Thần không muốn tùy tiện bỏ qua. Hắn muốn ngày hôm nay, liền chu diệt Huyết Long, nhổ cỏ tận gốc. Tất cả trưởng lão lẫn nhau trao đổi một tí ánh mắt, nhất thời lộ ra nóng rực thần sắc. Nếu như có thể bắt được như vậy đan dược cực phẩm, bọn họ tổn thất tu vi, có thể toàn bộ khôi phục, thậm chí khí huyết lột xác, ngày sau có cơ hội cao hơn một tầng lầu. Đừng nói nhảm, mau cùng lên. Viêm Thiên Long Thần phi thân truy đuổi Huyết Long bóng người. Đại nhân. Tất cả trưởng lão nghe được có ban thưởng, lúc này đi theo đi. Mà lúc này, Huyết Long lưu quang điện tránh, phá vỡ không gian, chạy tới máu trên hồ không. Nó vừa vặn liền thấy, Tuyền Cơ tay trong tay một kiếm, muốn chém giết Hạ Nhược Tuyết. Cho ta dừng tay. Máu long trấn thiên gầm thét, ngẩng đầu nhập vào xuất gia nhật nguyệt, há mồm phun một cái,
tuôn ra một đạo kinh khủng năng lượng chùm tia sáng, hung hăng hướng Tuyển Cơ lướt đi. Đây là vực ngoại hơi thở. Cửu Thiên Thần Long Điện làm sao có thể có vực ngoại hơi thở? Tuyển Cơ cả kinh thất sắc, lật đật rút kiếm lui về phía sau, né tránh huyết long đánh giết. Ầm, kinh khủng chùm tia sáng nổ rơi trên mặt đất, ngay tức thì xuyên qua mặt đất. Sâu trong lòng đất dung nham mãnh liệt tương, cuồn cuộn thoát ra. Tuyển Cơ mắt đẹp co rúm một cái, thật may nàng né tránh nhanh hơn, nếu bị điều này có thể tính chùm tia sáng đánh trúng, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Như Tuyết cô nương, không có sao chứ? Huyết long thanh âm thê lương, bay đến Hạ Nhược Tuyết vùng lân cận. Thân thể cao lớn, xít sao bảo vệ nàng. Huyết long, ngươi! Hạ Nhược Tuyết thấy huyết long hạ xuống, nhất thời lộ ra vui mừng. Tuyết tỷ tỷ, chúng ta được cứu rồi. Điểm điểm tinh quang từ lòng đất bùn nguyên bay ra, luân hồi tinh thạch lần nữa bay lên. Tinh linh thấy huyết long tới, cũng là tràn đầy vui mừng. Có huyết long bảo vệ, nàng và Hạ Nhược Tuyết chỉ ít giải trừ trước mắt nguy hiểm. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm. Tuyển Cơ lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt đánh giá huyết long. Nguyên lai người chính là vậy cái huyết long, nữ hoàng tôn thượng có lệnh, người cũng phải chết. Ca, kiếm to nắm chặt, Tuyển Cơ mắt đẹp rét lạnh. Vô tận sát ý vào giờ khắc này bùng nổ. Ngươi là thượng giới người, người phụ nữ kia, là ngươi chủ thượng. Huyết long thanh âm thê lương, đầu óc bên trong hiện ra một đạo kinh thiên động địa nữ hoàng bóng người. Hắn cắn nuốt vực ngoại ma long, tự nhiên lấy được một phần trí nhớ. Đạo thân ảnh kia, chân thực quá nguy nga mạnh mẽ. Cho dù là nó, cũng không dám không ngừng kêu kỳ danh, nếu không sẽ gặp phải trời phạt tội phạt. Chỉ có cùng thực lực hoàn toàn khôi phục, huyết long mới dám nói ra, cái đó nữ hoàng danh hiệu. Huyền Cơ Nguyệt, thượng giới chí tôn, chí cao vô thượng, uy sắp bát phương, nghiền ép chư thiên nữ hoàng, Huyền Cơ Nguyệt. Thế gian như có người có thể cùng luân hồi đứng đầu cùng nổi danh. Vậy thì chỉ có Huyền Cơ Nguyệt. Ha ha, nếu người biết nhà ta tôn chủ, mau quỳ xuống lãnh cái chết đi, miễn được ta lãng phí thời gian. Tuyền Cơ cười lạnh nói. Hừ, huyết long ánh mắt đưa ngang một cái đó ác độc người phụ nữ, cuối cùng có một ngày, bổn tọa muốn giết đến thượng giới đi, để cho nàng rõ ràng, vì sao là long giận. Tiếng nói rơi xuống, huyết long thân thể dao động, hung hăng hướng Tuyền Cơ lướt đi. Vô tận sát ý phóng lên cao. Không biết tự lượng sức mình. Tuyển Cơ hừ lạnh một tiếng, kiếm to huy động, nổ lên ngút trời thanh mang, chém thẳng huyết long thân thể. Nếu như huyết long không có bị thương, nàng có thể phải kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hiện tại, nàng rõ ràng phát hiện, huyết long một cái móng vuốt, hoàn toàn một phiến nám đen, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Đại hoang phá nguyệt trảm. Tuyển Cơ quát lên một tiếng lớn. Nàng có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Kiếm phong phá giết, nàng một kiếm nổi giận chém, đúng thanh kiếm toát ra hoang cổ tàn tháng hơi thở, lạnh lùng thanh bần, lạnh lẽo nhân tâm tì. Hu hu hu, kiếm to lướt qua hư không, như muốn chém mở trăng sáng, mang cuồn cuộn minh mông kiếm khí, gào thét chém chết. Ma khô máu móng, huyết long một tiếng trầm thấp, móng trái ngang nhiên bạo giết ra. Mơ hồ huyết quang. Ở nó móng vuốt gian quanh quẩn, hóa thành huyết tinh vậy tồn tại, vững vàng phúc đắp lên đúng cái móng vuốt. Móng của nó, vậy tựa hồ đổi được trong suốt. Trong phảng phất, có thể thấy bên trong mạnh mẽ cốt rồng, tràn đầy lực lượng. Suy rồi. Huyết long một móng, tựa hồ muốn nghiền nát tinh cầu, hung hăng phá vỡ hư không, và Tuyển Cơ kiếm phong, trùng trùng đụng vào nhau. Phịch. Kiếm móng đụng nhau, nhất thời bộc phát kinh thiên vang lớn. Huyết long thân thể sừng sững không nhúc nhích, mà Tuyển Cơ, cũng là vững như Thái Sơn hình dáng. Cái này một tí giao phong, lực lượng tương đương, không phân cao thấp. Đáng chết! Tuyển Cơ cắn răng, không nghĩ tới huyết long dưới trọng thương, còn có như thế cường đại lực lượng. Nếu như toàn bộ khôi phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vực ngoại long tộc oai, quả nhiên không thể khinh thường. Mắt đẹp lóe lên. Tuyển Cơ cặp mắt ẩn núp rắn độc vậy hàn mang, không biết đang tính toán độc kế gì. Xiết trong chớp mắt hoàng đạo kiếm. Bỗng nhiên, nàng một tiếng khẽ kêu, cầm kiếm bạo giết ra. Thân thể thoáng một cái, lại có thể ngay tức thì di động,
tới sát Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Chú ý! Huyết Long cả kinh thất sắc, lật đật phung móng giết ra, ngăn trở Tuyền Cơ đánh lén. Tuyền Cơ một chiêu này, là thượng giới vô cùng lợi hại kiếm pháp, kêu giết trong chớp mắt Hoàng Đạo Kiếm, nhũ hợp cường đại không gian quy luật, ngay tức thì di động, lập tức giết tới trước mặt địch nhân, làm người ta khó lòng phòng bị. Thật may, Huyết Long từ đầu đến cuối đề phòng, vừa nhìn thấy Tuyền Cơ đánh lén, lập tức làm ra phản ứng. Phịch! Nó một móng vuốt đánh ra, liền cùng Tuyền Cơ kiếm to đụng nhau. Nhưng va chạm cảm giác, đặc biệt mềm yếu, không có một chút lực đạo. Không tốt, trúng kế. Huyết Long vẻ mặt đại biến. Tuyền Cơ một kiếm này, lại là hư chiêu, căn bản không có dùng khí lực. Ha ha, nghiệt xúc, cho ta chết. Tuyền Cơ cười nhạt, bỗng nhiên thuấn di ra, tới sát Huyết Long trên đỉnh đầu. Nàng đặc biệt thông minh, lợi dụng Hạ Nhược Tuyết làm mồi dụ, dẫn dụ Huyết Long bị lừa. Nếu như là ở ngày thường, lấy Huyết Long thực lực, căn bản sẽ không bị hư chiêu mê muội. Nhưng hiện tại quan tâm sẽ bị loạn, nó cũng là liền nói. Giết trong chớp mắt Hoàng Đạo Kiếm. Tuyền Cơ ngửa mặt lên trời chợt quát, chân chính sát thủ chém ra. Cuồn cuộn khoáng đạt, mang thượng giới Hoàng Đạo hơi thở kiếm khí, hung hăng chém xuống ở Huyết Long trên thân thể. Phốc xích. Nhất thời, Huyết Long trên mình xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đầm đìa, cổ họng phát ra nặng nề tiếng kêu. Huyết Long. Hạ Nhược Tuyết kinh hồn sắp nứt, cặp mắt đỏ bừng, nếu như không phải là vì bảo vệ nàng, Huyết Long không thể nào chật vật như vậy. Đáng chết. Huyết Long cắn răng, chỉ cảm thấy dây dứt đau nhức. Ngươi còn chưa khôi phục lại đỉnh cấp, chờ ngươi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch kia, chết có thể chính là ta. Nữ hoàng nói cho ta biết, bóp chết uy hiếp, là thượng giới sinh tồn chi đạo, hiện tại, sẽ đưa các ngươi lên đường. Tuyền Cơ một kiếm thuận lợi, nhất thời hăm hở, thân thể một cái thuấn di, nâng kiếm chém chết đến Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Lần này, không phải hư chiêu, mà là đường đường tránh tránh, vô cùng ác liệt giết trong chớp mắt Hoàng Đạo Kiếm. Hạ Nhược Tuyết trong mắt co rúm một cái, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Như Tuyết cô nương, người đi mau. Huyết Long vành mắt hết sức nứt ra, kéo thân thể trọng thương, ngăn ở nàng trước mặt. Không đi được, huống chi ta là Diệp Thần người phụ nữ, há sẽ tham sống sợ chết. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lạnh lùng, ngừng mắt nhìn Tuyền Cơ thôi, Huyết Long, ngày hôm nay chúng ta liên thủ, theo nàng hợp lại. Đi mau. Dù là chỉ còn lại một chút cơ hội, ta cảm ứng được Thiên Đạo Cung hơi thở, còn có kẻ địch muốn giết tới đây. Huyết Long lựa ra một khối miếng vảy, rào một tiếng, hóa thành một chiếc vảy rồng phi thuyền. Tinh linh, người mau dẫn Như Tuyết cô nương rời đi. Huyết Long móng vuốt phung lên, đem luân hồi tinh thạch và Hạ Nhược Tuyết cũng đưa tới phi thuyền. Nếu như kẻ địch chỉ có Tuyền Cơ một người, nó liều mạng lưỡng bại câu thương, có lẽ có thể cứu vãn Hạ Nhược Tuyết. Nhưng hiện tại, Viêm Thiên Long Thần và vậy 12 trưởng lão, hơi thở nhanh chóng đến gần. Một khi bọn họ chạy tới, máu long liền không có cách nào. Cho nên, nó phải, lập tức đưa đi Hạ Nhược Tuyết. Vèo! Huyết Long vung lên móng to, mang theo một hồi cương phong, đúng chiếc vảy rồng phi thuyền, nhanh chóng cướp phá hư không, đi bên ngoài đại điện bay đi. Huyết Long! Hạ Nhược Tuyết kêu gọi một tiếng, cắn răng. Mắt đẹp mang một chút bi thảm. Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi, chớ phụ lòng máu long tiền bối hy sinh. Tinh linh thấp giọng nói. Có thể chạy đi nơi nào? Tuyền Cơ thần sắc run lên, chợt sử dụng giết trong chớp mắt Hoàng Đạo Kiếm, muốn giết phá hư không, truy đuổi chém Hạ Nhược Tuyết. Lưu lại đi, người địch thủ là ta. Huyết Long hừ lạnh một tiếng, chịu đựng trọng thương đau đớn, long chảo vung ra, nổ lên vạn đạo kim quang. Rất miễn cưỡng cản lại Tuyền Cơ. Đáng chết! Tuyền Cơ thân thể phiêu rơi xuống đất, nhìn trước mắt vết thương còn đang rỉ máu Huyết Long, lạnh lùng nói. Người cái này nghiệt xúc, cũng bị thương thành như vậy, còn muốn ngăn trở ta, người sẽ không sợ chết sao? Ha ha, bổn tọa cho dù chết, cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Huyết Long ngửa mặt lên trời gầm thét, nghiêm nghị không sợ, trong cơ thể một chút vực ngoại thần lực, đột nhiên phun ra. Toát ra thiên điều thủy khí, nhất trọng trọng hà thải. Vết thương trên người, ngay tức thì cầm máu. Phịch, móng to vung ra,
nghiền ép hư không, trực kích tuyển cơ đầu. Giờ khắc này, huyết long điên cuồng chi nhiều hơn thu sinh mạng, không tiếc hậu quả, cũng phải tuyển cơ trả giá thật lớn. Tuyển cơ trong mắt có giúp một cái, lật đật giơ kiếm đón đỡ. Phịch, kiếm móng va chạm, nàng nhưng là bị đẩy lui ba bước. Sắp chết vùng vẫy. Tuyển cơ mặt đẹp giận đùng đùng, huyết long một kích này tuy mạnh hãn, nhưng đã là nỏ hết đà, dưới trọng thương, đèn cạn dầu, không chống đỡ được bao lâu. Nàng vậy không sợ chút nào, một cái giết trong chớp mắt, nâng kiếm chém thẳng thân rồng. Đến. Mà ngay lúc này, Viêm Thiên Long Thần và 12 cái Thiên Đạo Cung trưởng lão, đồng loạt bay vút tới, vừa vặn thấy tuyển cơ ném kiếm chém ra, phốc xích một tiếng, ở thân rồng trên bổ ra một đạo vết thương thật lớn. Tuyển cơ đại nhân, là ngươi. Viêm Thiên Long Thần thấy tuyển cơ bóng người, nhất thời phát ra tiếng hô. Ha ha, các ngươi cũng tới. Tuyển cơ rút kiếm lui về phía sau, nàng lại một kiếm bị thương nặng huyết long rên lên một tiếng, trực tiếp nặng nằm ở trên đất, thương thế hiển nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Tuyển cơ đại nhân không hổ là thượng giới tôn tộc, thần thông cái thế, cái này nhiệt xúc bị ngươi thu thập được phục phục thiếp thiếp. Viêm Thiên Long Thần nhìn huyết long bộ dáng chật vật, trong lòng hết sức thống khoái. Để cho hắn vô cùng sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ huyết long, giờ phút này nhưng là nặng xuống đồng bằng, bị tuyển cơ bị thương nặng. Không nghi ngờ chút nào, coi như là Viêm Thiên Long Thần, thực lực vậy kém hơn tuyển cơ. Các ngươi mau đuổi theo giết Hạ Nhược Tuyết, huyết long này giao cho ta đối phó. Tuyển cơ mắt lạnh nhìn về phương xa, vảy rồng phi thuyền đã hóa thành một cái chấm đen, rất nhanh thì phải chạy khỏi đi ra ngoài. Cái này, Viêm Thiên Long Thần hơi dừng lại một chút, hắn lần này bước vào Cửu Thiên Thần Long Điện, chính là vì chém chết huyết long. Hiện tại huyết long trọng thương, chính là hắn ra tay làm thịt cơ hội. Hắn không muốn bỏ qua. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nhanh à, nếu như bị Hạ Nhược Tuyết chạy, tức giận thượng giới nữ hoàng, người đảm đương nổi. Tuyền cơ trầm giọng nói. Thượng giới nữ hoàng. Viêm Thiên Long Thần run một cái, con người ngưng trọng. Thượng giới chí tôn nữ hoàng, cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Một khi làm trễ nãi nữ hoàng chí tôn sự việc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Được, Tuyền cơ đại nhân, ta lập tức lên đường, cái này nghiệt long xin ngươi hãy ra tay chém chết, cần phải đem nó bằm thây vạn đoạn, xương nghiền thanh cho rắc, nếu không này máu rồng mạch tỉnh lại, sợ là có di thiên đại họa. Viêm Thiên Long Thần cắn răng, mặc dù rất muốn tự tay chém chết huyết long, nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, cũng chỉ tốt đuổi theo giết Hạ Nhược Tuyết. Ta làm việc, không cần ngươi phân phó. Tuyền cơ một mặt lãnh ngạo, siết chặt chặt trong tay kiếm to. Hừ, số bà nương, phách lối cái gì sao? Viêm Thiên Long Thần trong lòng âm thầm mắng, thầm nghĩ cùng Hiên Viên Mặc Tà Nhân xâm phá thiên nhân đại đạo, một kiếm giết tới thượng giới, quản ngươi cái gì thượng giới tôn tộc, nữ hoàng chí tôn, đều phải tan thành mây khói. Đúng nghiêm túc gương mặt, Viêm Thiên Long Thần ở ngoài mặt, nhưng cũng không dám bại lộ một chút làm nghịch, quay đầu nhìn 12 trưởng lão, nói. Các vị trưởng lão, huyết long như vậy bảo vệ người phụ nữ kia, tuyệt đối có vấn đề, chúng ta vừa vặn đem nàng bắt hồi cung, đi. Tất cả trưởng lão đồng nói, tuân lệnh. Lập tức Viêm Thiên Long Thần mang một tất cả trưởng lão, dọc theo phi thuyền lưu lại dấu vết, nhanh chóng đuổi giết đi. Huyết long thấy một màn này, vành mắt hết sức nứt ra, nội tâm gầm thét kêu gọi. Chủ nhân, ngươi mau tới à? Cùng lúc đó, sùng quang dấu. Giao. Hắn thân thể, trực tiếp xuyên thấu thác nước, đi tới bên trong động phủ. Quả nhiên là có động thiên khác. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nhưng gặp động phủ lối vào, treo một mặt thạch bài biển, phía trên khắc sùng quang mộ phủ bốn chữ, hai bên là một bộ đôi liễn. Sùng quang đế phủ, Thủy Liên động thiên. Diệp Thần tới gần một chút cổng vào, trên mình liền toát ra từng cái thủy khí, cuồn cuộn điềm lành hơi thở, cuồn cuộn thêm thân. Cái này sùng quang mộ trong phủ mặt, nhất định là có thiên đại tạo hóa, đang đợi hắn. Coi như bên trong là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần. Diệp Thần sử dụng binh khí, tay phải nắm chặt sát kiếm, bên trái tay nhấc Chu Thiên Thần Ma Thương, toàn thân phòng bị, sải bước bước vào mộ phủ bên trong. Sùng quang mộ phủ, ở động phủ cuối. Cái động này phủ, chỉ là một cổng vào.
Diệp Thần tiến vào động phủ, nhất thời liền cảm thấy hơi nước xông vào mũi, một phiến ẩm ướt, từng từng giọt nước tiếng, bên tai không dứt. Bên trong động phủ thế giới, quang quái lục ly. Khắp nơi là năm màu rực rỡ đá kỳ lạ, trên đất mọc đầy hắn không nhận biết kỳ hoa dị thảo, đỉnh động trên treo ngược từng cái huyết ngọc màu sắc con rơi, từng tia linh khí ngưng tụ thành sương mù, khắp nơi trôi dạt. Đây là cái gì? Bỗng, Diệp Thần thấy được một viên bích màu xanh trái cây, mọc lên ở vách động trên một cây đại thụ. Viên này trái cây, xanh biếc như ngọc, từng tia tiên khí tràn ngập ra, lại có thể biến ảo suốt ngày long phượng hoàng, kỳ lân tiên hồ, nước lửa gió vân. Vân khí tượng, vô cùng vô tận linh khí, từ vậy trái cây trên tản mát ra. À, đây là thần đế quả ô liu, hút lấy thần đế linh lực tạo hóa thành, có đặc biệt dư thừa linh lực, người nếu như luyện hóa, có thiên đại chỗ tốt. Thương cổ y thần phát ra kêu lên. May là hắn kiến thức rộng, nhưng thấy được viên này thần đế quả ô liu, cũng không khỏi chấn động. Thần đế quả ô liu. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái này sùng quang mộ phủ, quả nhiên tràn đầy kỳ ngộ, vách động trên cây một viên trái cây, lại có thể đều là thần vật. Lập tức Diệp Thần vậy không do dự, lập tức tung người nhảy đến đại thụ kia trên, đưa tay đi hái trái cây. Chít chít chít. Bỗng, động trên đỉnh huyết biên bức, nóng nảy kêu to lên. Chợt, từng cái huyết biên bức, rậm rạp chằng chịt, ùn ùn kéo đến, cặp mắt lóe lên đằng đằng sát khí hung mang, đập cánh thình thịch, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Hiển nhiên, viên này thần đế quả ô liu, là bọn chúng bảo vệ vật. Diệp Thần muốn động thủ hái, đơn giản là đoạt bọn chúng vận mệnh. Suy suy suy. Diệp Thần lập tức khua kiếm giết ra, vũ thành một tầng kiếm tường, ngăn cản huyết biên bức tập kích. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Từng cái huyết biên bức, không muốn sống tựa như đụng vào kiếm hắn phong trên, trở thành thịt nát. Thật là hung dữ con rơi. Diệp Thần thầm kinh hãi, những thứ này con rơi, mỗi một chỉ đều có lực lượng mạnh mẽ, nhọn nanh vuốt, tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Nếu như là phổ thông hỗn độn cảnh tu giả, đụng phải như thế nhiều con rơi tập sát, sợ rằng phải ngay tức thì hóa thành xương trắng. Coi như là Diệp Thần, vậy cảm thấy to lớn áp lực. Ùn ùn kéo đến con rơi, giết không khỏi giết. Diệp Thần khua kiếm múa, đem từng cái con rơi chém thành thịt nát, nhưng càng nhiều rơi hơn, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, điên cuồng công kích trước hắn. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy khí lực suy yếu, nếu như lại kéo dài như vậy nữa, sợ rằng phải bị sống sờ sờ mệt chết. Huyền diễm, mở. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần thu hồi binh khí, dồn khí đan điền vậy cực kỳ kinh khủng huyền diễm vào giờ khắc này bùng nổ, phát ra chấn động thiên địa thanh âm. Thần hỏa oai, mang kích động hư không, nhập vào xuất ra nhật nguyệt uy năng, ngang nhiên bạo giết ra. Diệp Thần cả người ánh lửa nổ tung, tựa như ngưng tụ thành hỏa long, lẫn nhau dây dưa hóa thành long trụ, xông lên đánh ra. Ông! Mạnh mẽ ngọn lửa oai, ngay tức thì cuộn sạch bốn phía. Chung quanh huyết biên bức, trực tiếp bị chấn động choáng váng trên đất. Tầng ngoài con rơi, thì rối rít sợ hãi kêu, quay đầu bay trở về hang chỗ sâu. Ùm ùm! Cả tòa động phủ, kịch liệt lay động. Từng cục đá, không ngừng đánh mất, kích thích ngập trời bụi mù. Thật may cái này sùng quang mộ phủ, bản thân cấm chế lợi hại, nếu không, có thể đã sớm sụp đổ. Hô! Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, móc ra một viên đan dược uống vào, thoáng điều chỉnh hơi thở. Trên mặt đất, che lấp một tầng thật dày phù sa, là mới vừa bị hắn chém giết thi thể rơi, còn có từng cái bị chấn động choáng váng con rơi, ở phù sa bên trong vùng vẫy. Diệp Thần vậy lười được quản lý, đưa tay tháo xuống thần đế quả ô liu, lần này, có thể không thứ gì ngăn trở hắn. Đúng viên thần đế quả ô liu, giống như dịu dàng ngọc thạch. Diệp Thần cầm ở trong tay, nhất thời toàn thân thư thái, từng cơn linh khí đập vào mặt, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Ăn viên này trái cây, ta tu vi, khẳng định có thể tăng lên. Diệp Thần trong mắt lộ ra vui mừng, đang muốn nuốt vào thần đế quả ô liu, đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đan điền lực lượng lại bị trừ ly. Không chỉ như vậy, hắn trong đầu còn xuất hiện một đạo hình ảnh. Đến từ cửu thiên thần long điện hình ảnh. Hạ Nhược Tuyết, huyết long, nguy cơ.
không thể trì hoãn nữa. Cửu Thiên Thần Long Điện xảy ra chuyện. Diệp Thần lửa giận cháy, bản muốn tiếp tục đi sâu vào Sùng Quang Mộ Phủ, hiện tại hiển nhiên không được. Hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng vòng ngoài đi. Nháy mắt bây giờ liền tới đến Diệp Lăng Thiên trước mặt. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên con người đông lại một cái, hắn cảm giác được điện chủ không đúng. Mà Diệp Thần thần sắc nghiêm túc, chỉ bỏ lại một câu nói, Lăng Thiên, hai chuyện. Thứ nhất, giải quyết Thiên Đạo Cung nằm vùng ở Diệp gia phản đồ Diệp Tuyết Tình. Thứ hai, giúp ta nói cho Diệp thiếu thu tiền bối, ta phải rời khỏi một hồi. Cửu Thiên Thần Long Điện xảy ra chuyện. Diệp Lăng Thiên còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần liền ngay tức thì biến mất. Một khắc sau, Diệp Lăng Thiên tròng mắt ngưng trọng, vậy biến mất ở bên trong nhà. Hắn biết, toàn bộ Diệp gia lập tức xảy ra đại sự. Cao tầng phản đồ, nghiêm trọng như thế nào? Bất quá hắn phải mau sớm giải quyết, cùng nhau đạp trên Cửu Thiên Thần Long Điện. Hình ảnh quay về. Tuyền Cơ nhìn Huyết Long giãy giụa ánh mắt, cười lạnh nói, ngươi đang giãy giụa chút gì? Ngươi lấy là lúc này, còn có người tới cứu ngươi. Suy. Tuyền Cơ không nói nhảm nữa, nắm chặt chuôi kiếm, thân thể mềm mại tại chỗ chớp mắt, ngay tức thì lướt qua hư không, hung hăng một kiếm bạo chém, mang động trời mang khí, chém thẳng Huyết Long đầu lâu. Như vậy thịnh thế cuộc chiến, làm sao có thể ít đi ta giả Thiên Ma Đế? Ta giả Thiên Ma Đế, hôm nay vậy muốn khiêu chiến thượng giới người. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa chợt quát, xuyên qua toàn bộ hư không. Trong thoáng chốc, trăng sáng thất sắc, mây đen trào đãng. Ngập trời ma khí, bày khắp toàn bộ bầu trời đêm. Trên 9 tầng trời, truyền tới vô số thiên ma ngâm sướng, chấn động chư thiên. Mặt đất bùn uyên, vậy nổ lên vô tận hắc vụ, tựa hồ có hàng tỷ sinh linh ở gào khóc. 9 tầng trời đất hoang, tựa như diễn hóa thành ma đạo thế giới. Một viên to lớn trong mắt, in vào màn trời bên trên, tràn ra thái cổ hồng hoang kịch liệt ma khí. Ác ma mắt, Tuyền Cơ sắc mặt đại biến. Cuồn cuộn ma khí, ngưng luyện thành một đạo vô cùng uy mãnh, vô cùng cuồng ngạo, vô cùng thân ảnh to lớn. Chính là Già Thiên Ma Đế. Ma đế tiền bối, lại có thể tới. Huyết Long trong mắt hơi co rúm một cái, mang một vẻ vui mừng. Nó nhưng là không nghĩ tới. Diệp Thần còn chưa tới, Già Thiên Ma Đế nhưng hạ xuống. Ta trong sâu thẳm, tựa hồ nghe được ngươi kêu gọi, không có sao chứ. Già Thiên Ma Đế thân thể to lớn, khoác một bộ hắc khí ngưng tụ thành trường bào. Trường bào bên trên, thêu núi đao biển lửa, luyện ngục tu la vân. Vân khí tượng. Hắn sải bước phóng khoáng, từ chân trời hạ xuống xuống, rơi vào Huyết Long bên người, lạnh mắt nhìn phía trước Tuyển Cơ. Vực ngoại hơi thở, như vậy ma ý, xem ra ta đây là xem thường thần quốc. Tuyền Cơ con người có giúp một cái, cả người lông tơ nhất thời đảo thụ, từng cơn nguy cơ. Nàng cảm nhận được, ma đế lực lượng vô cùng cường đại, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 7 tầng thiên. Thậm chí có thể cao hơn. Nàng trạng thái tột cùng tự nhiên không sợ, nhưng là trạng thái bây giờ và ma đế vẫn là có mấy phần khoảng cách. Nếu như chiến đấu... Nàng không có chút nào phần thắng. Già Thiên Ma Đế chí cường nhất kích, liền đủ để đem nàng bị thương nặng. Mau rời đi, Huyết Long là ta tốt bạn bè, ta không cho phép người bất kỳ tổn thương nó. Già Thiên Ma Đế thanh âm vô cùng lạnh như băng. Trình độ cao nhất là máu. Hàn tới xương tủy. Nói chuyện bây giờ, vô số ma khí trào đáng, nổ lên từng đạo quy luật phù văn, ngưng tụ thành xiềng xích vậy. Ở trong hư không xoát lạp lạp vang dội. Nếu như Tuyền Cơ dám can đảm nói chữ bất, hắn thì phải nghịch thiên ra tay. Khiêu chiến thượng giới. Hắn sống lại, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần. Hắn nguyện ý vì Diệp Thần đắc tội hết thảy. Vì sao là đế, đế không phải tôn, mà ở chỗ trong lòng có đại nghĩa. Ta là thượng giới tôn tộc, người dám giết ta. Tuyền Cơ cắn răng, cái này nghiệt long xúc phạm nữ hoàng chí tôn. Nó ngày hôm nay hẳn phải chết, Già Thiên Ma Đế, xem ở nữ hoàng chí tôn mặt mũi, mời ngươi không muốn ngăn trở. Đừng nói nhảm, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Cút, hoặc là, chết. Già Thiên Ma Đế vô cùng cao ngạo, không có chút nào lùi bước. Thượng giới nữ hoàng, là thượng giới mạnh mẽ nhất tồn tại. Coi như là hắn, cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Nhưng hiện tại,
nơi này là thần quốc địa bàn. Thượng giới tay, còn duỗi không tới. Cho nên, hắn không sợ hãi, nếu như Tuyền Cơ dám nói nhảm, hắn coi như là bốc lên độc thượng giới thiên uy, cũng phải chém giết. Đây là ma đế kiêu ngạo. Không sợ hết thảy. Nghiền ép hết thảy. Thượng giới thì như thế nào, nữ hoàng thì như thế nào, giả thiên ma đế cho tới bây giờ không có sợ qua. Ma đế, mời ngươi thận trọng cân nhắc, một khi đắc tội thượng giới, nữ hoàng chí tôn lửa giận, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tuyền Cơ toàn bộ tinh thần phòng bị, hơi lui về phía sau một bước, lần nữa lên tiếng nói. Đã đến giờ. Rất tốt, ngươi nếu không cút. Ta, đưa ngươi lên đường. Giả thiên ma đế chữ chữ như sấm, ma uy ngút trời. Không có chút nào nói nhảm. Vung tay lên, chư thiên ma khí ngưng luyện, hóa thành một thanh trường kiếm. Cuồn cuộn hung mang, tựa hồ muốn giết hết sức thương sinh, từ trên thân kiếm nổ lên. Từng cái hắc phụ xiềng xích, tóe ra đạo đạo quy luật phù văn, quấn quanh ở trên thân kiếm. Chém! Già thiên ma đế ngửa mặt lên trời chợt quát, khua kiếm bạo chém. Một kiếm giết ra, thiên địa nhật nguyệt tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Chư thiên vũ trụ, tựa như đều phải luân hãm vào một kiếm này ma uy hạ. Vô cùng ma khí, vô tận uy nghiêm, cuồn cuộn tràn ngập ra. Tên này, tốt cao ngạo tính tình. Huyết Long thấy giả thiên ma đế hung ác như vậy hình dáng, cũng là âm thầm gật đầu tán thưởng. Thượng giới tôn tộc, nữ hoàng chí tôn, thiên đạo cung, đều phải sợ hãi. Nhưng giả thiên ma đế, nhưng là không sợ chút nào. Thượng giới người, nói giết liền giết. Thiên thần cảnh bảy tầng thiên một kiếm, uy lực cường hãn đến đủ để nghiền nát vô tận. Một kiếm này, tuyệt đối không phải bây giờ Tuyền Cơ có thể ngăn cản. Tuyền Cơ trong mắt rung động, thật sâu sợ hãi. Không nghĩ tới cái này ma đế, lại dám bốc lên độc thiên uy, không vâng lời nữ hoàng, cũng phải đem nàng chém chết. Chấn thiên hoàng thành kiếm. Sống chết trước mắt, Tuyền Cơ tiêm giơ tay lên một cái, sử dụng chín chuôi nhỏ lớn bằng ngón cái phi kiếm. Cái này chín chuôi phi kiếm nhỏ, vừa xuất hiện liền toát ra ngập trời ánh sáng vàng, trong phút chốc hóa thành đại bàng long cột vậy to lớn, ùng ùng bạo rơi xuống đất. Làm thành một vòng, xít sao bảo vệ Tuyền Cơ. Từng đạo minh mông mậu thổ tinh khí, tại phi kiếm quanh thân không ngừng lẩn quẩn. Phịch, giả thiên ma đế một kiếm chém tới, chém ở kiếm thật lớn trụ trên, nổ lên thao thiên ba lan. Chín cây kiếm trụ, ngay tức thì văng tung tóe nghiền, bị đánh hồi nguyên hình, lại đổi trở về chín chuôi phi kiếm nhỏ. Thân kiếm vết nứt, rơi xuống đất thành sắt vụn. Chấn thiên hoàng thành kiếm. Nguyên lai ngươi còn có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Già thiên ma đế gật đầu một cái. Cái này chấn thiên hoàng thành kiếm, là thượng giới luyện khí sư luyện chế phi kiếm, dùng thuần túy mậu thổ tinh khí đúc thành, không phải sát phạt kiếm, mà là thủ hộ kiếm, có thể vây kiếm xây công sự, tạo thành chín cây kiếm trụ, bảo vệ tánh mạng. Đáng chết, ngươi thực lực, lại có thể cường hãn đến loại này. Ngươi rốt cuộc đi vực ngoại nơi nào? Tuyền Cơ cắn răng. Hoàn toàn hoảng loạn. Nữ hoàng ban cho nàng hộ thân phi kiếm, lại có thể trong nháy mắt liền bị chảm phá. Cái này giả thiên ma đế thực lực ở thượng giới cũng không thể coi là yếu. Nếu thời gian dài, hắn bước vào cái đó chí cao cảnh, giết tới thượng giới đi, không biết sẽ biết bao long trời lở đất. Đón thêm ta một kiếm, ta cũng muốn xem, người còn có nhiều ít lá bài tẩy. Giả thiên ma đế ánh mắt cao ngạo, lần nữa vung tay lên. Múa kiếm chém điên cuồng ra. Kiếm khí cổn đáng, như núi như ngục. Phốc xích. Lần này, Tuyền Cơ không có bất kỳ phòng vệ nào, trực tiếp bị một kiếm đẩy lui, máu tươi cuồng phún, thân thể mềm mại trùng trùng đụng vào đáy hồ phế tích một nơi tường đổ trên, sau đó lướt qua máu tươi rơi xuống. Ừ, còn chưa có chết. Già thiên ma đế ánh mắt hơi co rúm một cái. Hắn cảm nhận được, Tuyền Cơ sức sống còn không có vết nứt. Mặc dù bị trọng thương, nhưng lại có thể không có chết. Cái này là chuyện không thể nào. Đối phương trước đây bởi vì huyết long và thần quốc quy tắc áp chế, bị thương mấy phần. Hắn chiếm tiện nghi, chắc có xóa bỏ tư cách. Nhưng chuyện cùng mong muốn. Hiện tại, nàng hết lần này tới lần khác còn sống. Hụ hụ hụ. Tuyền Cơ ho khan trước máu, lảo đảo lắc lư đứng lên, hướng xa xa tường đổ lên nữ hoàng bích họa. Xa xa một bái, đa tạ tôn thượng cứu mạng.
nàng trên mình, thần quang tách thả ra. Từng tia cuồn cuộn thiên uy, không ngừng cổn đáng trước. Toàn bộ bầu trời đêm, ngay tức thì bị chiếu sáng. Nàng ánh sáng, dường như muốn xuyên qua càn khôn vũ trụ, mạnh mẽ vô biên. Đáng chết, là nữ hoàng kia đế uy. Già thiên ma đế thần sắc khẽ biến. Hắn từ tuyển cơ trên mình, cảm nhận được một cổ dung chuyển hết thảy uy nghiêm. Đây không phải là tuyển cơ hơi thở. Đây là vị kia bất tử bất diệt nữ hoàng thô bạo. Nữ hoàng kia, lại có thể không tiếc xúc phạm quy tắc, giáng xuống một đạo đế uy dấu vết. Già thiên ma đế hơi lui về phía sau một bước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tuyển cơ trên mình, lại có một đạo dấu vết. Đó là thượng giới nữ hoàng đế uy dấu vết, có nghiền ép chúng sanh thần uy, đủ để làm đại đạo vỡ nát, thiên địa thất sắc. Thượng giới cùng thần quốc, là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Nếu như vượt qua giới vách đá, loại lưu dấu vết, sẽ đưa tới thiên đại cắn trả. Nhưng hiện tại, thượng giới nữ hoàng lại có thể bất chấp cắn trả nguy hiểm, cũng phải xúc phạm quy tắc, giáng xuống một đạo đế uy dấu vết, trồng ở tuyền cơ trên mình. Tuyền cơ ấn đường thần quang ngưng tụ, diễn hóa thành một đạo cổ xưa hình đồ đằng đồ trang sức, giống như nhật nguyệt. Cái này nhật nguyệt khắc hoa văn, chính là đế uy dấu vết. Dựa vào con dấu uy lực, nàng chịu đựng được già thiên ma đế kiếm chém. Thậm chí, thương thế trên người, vậy đang nhanh chóng khôi phục. Người phụ nữ kia điên rồi, chúng ta đi mau. Già thiên ma đế không chần chờ, vung hai tay lên, cuốn lên một hồi cương phong, mang huyết long thân thể cao lớn, nhanh chóng bay khỏi đi. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng. Hiện ở thượng giới nữ hoàng ra tay, hắn cũng không sẽ đần độn cứng rắn đụng. Dù sao cái này đế uy dấu vết, cũng không khả năng tồn lưu quá lâu. Nếu không, quy tắc bùng nổ, không cần hắn động thủ, nữ hoàng sẽ bị cắn trả. Hiện tại chỉ cần trì hoãn chút thời gian, cùng đế uy dấu vết biến mất, hắn tùy thời cũng có thể chém chết tuyển cơ, không cần phải hiện tại mạo hiểm động thủ. Già thiên ma đế, khinh nhờn nữ hoàng, người cũng phải chết. Cũng cho ta lưu lại đi. Tuyển cơ phi thân lên, trên mình thần quang tách thả ra, cuồn cuộn đế uy tràn ngập thiên địa, ấn đường một vòng nhật nguyệt dấu vết, ánh sáng lấn át vạn cổ, tựa hồ muốn chiếu sáng vũ trụ. Nàng tiêm vung tay lên, như trời đế đích thân tới, vô cùng vô tận hơi thở khuếch tán ra. Nhất thời, bốn phía hư không, toàn bộ bị phong tỏa. Già thiên ma đế mang huyết long, đang muốn biến dạng hư không rời đi. Nhưng hiện tại, trong thiên địa hư không, ở tuyển cơ đế uy bao trùm hạ, trong nháy mắt bị khóa lại, căn bản không có thể biến dạng chạy khỏi đi ra ngoài. Đáng chết! Già thiên ma đế ánh mắt lóe lên, nếu như bị kẹt ở nơi này phiến hư không, hắn thì phải trực diện tuyển cơ. Mặc dù, hắn không sợ chiến đấu. Nhưng, loại chiến đấu này, không có một chút giá trị, chỉ là uổng phí khí lực, lãng phí linh lực và ma khí. Và một đạo dấu vết chiến đấu, có ý nghĩa gì? Giết trong chớp mắt hoàng đạo kiếm. Tuyền cơ kiều quát một tiếng, mượn đế uy con dấu lực lượng, ngang nhiên một kiếm bạo chém ra. Kiếm thật lớn thân, ngay tức thì lướt qua hư không, nổ lên kinh thiên ba lan. Ở đế uy bơm vào hạ, nàng kiếm chiêu, lực sát thương thật to tăng lên. Ma hy hóa thuẫn, vĩnh hằng bảo vệ. Già thiên ma đế quát to một tiếng. Vẫy tay động một cái, đầy trời ma khí ngưng luyện, hóa thành một mặt vô cùng to lớn tấm thuẫn, dựng đứng ở giữa trời đất. Phịch, tuyền cơ một kiếm, hung hăng đứng ở trên tấm thuẫn. Rào, tấm thuẫn ánh sáng vỡ nát, trực tiếp biến mất. Bất quá tuyền cơ kiếm uy, cũng là tiêu trừ chạy đi. Tên này, lại có thể chống đỡ đế uy kiếm chém. Tuyền cơ sâu đậm rung động. Nàng bổ sung thêm đế uy kiếm đạo sát chiêu. Lực sát thương vô cùng kinh người, đủ để chảm phá ngân hà nhật nguyệt, nhưng hiện tại, lại có thể bị già thiên ma đế một đạo khí thuẫn tiêu biết. Già thiên ma đế thực lực, có thể tưởng tượng được. Thần quốc rốt cuộc phát sinh cái gì? Làm sao sẽ ra đời cái này loại yêu nghiệt? Ma đế, theo nữ nhân này đánh xuống, không có ý nghĩa, chúng ta đi mau. Huyết long ánh mắt lóe lên, thương thế trên người khôi phục rất nhiều. Nó thức tỉnh vực ngoại huyết mạch sau đó, thể chất năng lực khôi phục đặc biệt kinh người, mới vừa bị tuyển cơ trọng thương vết thương,
hiện tại đã khép lại, nội thương vậy đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Hiện tại nó cần thời gian nghỉ ngơi, không cần phải và Tuyền Cơ dây dưa tiếp. Cái này Tuyền Cơ, cũng là chó cậy thế người mà thôi. Nếu như đế uy dấu vết biến mất, hắn và ma đế liên hiệp, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này không gian cũng bị phong tỏa, chúng ta có thể chạy đi nơi nào? Già thiên ma đế nhìn khắp bốn phía, cái này cửu thiên thần long điện, là ngươi lãnh vực, ngươi có biết, có chỗ nào có thể để cho chúng ta tạm thời nghỉ ngơi? Hắn cũng không muốn Tuyền Cơ dây dưa, thà lãng phí khí lực, ngược lại không như chờ đợi thời cơ. Chỉ cần cùng đế uy dấu vết biến mất, hết thảy áp lực uy hiếp, đều đưa không còn gì vô tồn. Ta biết có một chỗ, theo ta tới. Huyết long thanh âm trầm thấp, thân thể ngăn lại, hướng một phương hướng lao đi. À! Già thiên ma đế ngự gió bồng bềnh, ma khí cuồn cuộn. Nhanh chóng đi theo lên. Đứng lại cho ta. Tuyền Cơ la to một tiếng, nâng kiếm đuổi giết tới. Ma khí vang trời, tử linh đánh ra, mở. Già thiên ma đế ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, tay áo bảo phất một cái, cuồn cuộn ma khí bạo dũng ra, tất cả khô lâu, âm hồn, tu la, giả xoa vân. Vân ma vật, từ trong sương mù giết ra, hình thành một chi ma đạo quân đội, ngang nhiên hướng Tuyền Cơ lướt đi. Đế uy nhật nguyệt, khu ma đáng tà. Tuyền Cơ vung tay lên, nơi mi tâm nhật nguyệt dấu vết nổ lên thần quang. Ngập trời thần quang, như trời đạo thẩm phán, phi hoàng nỗ như mũi tên giết ra, đem tất cả ma vật, hung hăng chém chết. Nhưng giữa trời đất, ma khí không ngừng. Vô số ma vật, cuồn cuộn xông lên tập kích ra, giết không khỏi giết. Đúng phiến bầu trời, lộ ra vô cùng nguy nga hình ảnh. Một bên, là ngút trời ma khí, mãn không tử linh quân đội. Bên kia, thần quang cuồn cuộn, phảng phất có thiên thần đang ngâm sướng, vô số thần quang ngưng tụ binh khí tên, điên cuồng chém giết. Thần cùng ma, hung hăng lẫn nhau đánh giết. Già thiên ma đế vậy không quan tâm đánh giết kết quả, chỉ muốn trì hoãn ở Tuyền Cơ mà thôi. Mượn ma quân liều chết xung phong, già thiên ma đế vào huyết long, rốt cuộc thoát khỏi Tuyền Cơ truy đuổi quấn, bay đến một cái vô cùng kinh khủng vực sâu bên trên. Chỗ tòa này vực sâu, tràn ngập từng tia bể tan tành cấm chế lực, chính là ngày xưa nhốt huyết long tòa kia vực sâu. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Huyết long dẫn đầu dao động thân thể, lặn rơi vào vực sâu phía dưới. Nguyên lai nó nói nghỉ ngơi chi địa, chính là chỗ tòa này vực sâu. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, hay lắm, hay lắm. Già thiên ma đế vậy là người thông minh, lập tức rõ ràng liền huyết long ý đồ, không khỏi con ngươi sáng lên. Một người một rồng, ngay tức thì lặn rơi vào vực sâu bên trong. Trong vực sâu cấm chế, đã bị huyết long xông lên bể, cũng không có phòng vệ lực. Huyết long móng vuốt huy động, đánh ra từng đạo linh quyết, lại lần nữa khởi động phong ấn cấm chế. Rào. Nhất thời, một tầng lưu chuyển thần dị hào quang cấm chế vòng bảo vệ, lần nữa bao trùm ở vực sâu bên trên. Tầng này cấm chế, bút tích khá là to lớn, ta ở vực ngoại đều không từng kiến thức. Già thiên ma đế ngước nhìn cấm chế ánh sáng, con người hơi ngưng tụ. Cho dù là hắn, đối mặt kinh khủng này cấm chế, đều phải kiêng kỵ vạn phần, nếu như xông vào, không biết phải bỏ ra lớn dường nào giá phải trả. Bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng. Huyết long nếu mở lại phong ấn, tự nhiên là có chạy khỏi đi ra biện pháp. Yên tâm, cái này phong ấn cấm chế, ta đã đánh nát qua một lần, biết rời đi pháp môn, chúng ta sẽ không bị vây khốn. Huyết long nhàn nhạt nói. Hiện tại nó và già thiên ma đế, nhất cần chính là thời gian. Chờ đợi thời gian trôi qua, đế uy con dấu lực lượng biến mất, hai người liền không gặp nguy hiểm. Hiện tại Tuyền Cơ trên mình. Còn có thượng giới nữ hoàng lực lượng, quả thực khó đối phó, hai người không cần phải mạo hiểm. Như vậy, ta liền an tâm. Già thiên ma đế gật đầu một cái, lúc này thu liễm tâm thần, ngồi xếp bằng ở vực sâu lòng đất, yên lặng điều tức vận công. Thần quang như điện, nghiền ép hết thảy. Tuyền Cơ uy nghiêm bùng nổ, vô số thần quang đao kiếm, xuyên qua hư không, đem trước mắt ma đạo đại quân, toàn bộ giết lui. Thiên địa nhật nguyệt, lần nữa khôi phục trong sạch. Đáng chết! Tuyền Cơ cắn răng, mặc dù chiến đấu thắng lợi, nhưng lại không có một chút mừng rỡ. Bởi vì,
nàng đã bị Già Thiên Ma Đế chỉ hoãn bước chân. Già Thiên Ma Đế và Huyết Long, khẳng định đã lặn dấu. Đế Huy dấu vết kéo dài không được bao nhiêu thời gian, ta phải mau sớm chém chết bọn họ, nếu không làm trễ nãi nữ hoàng tôn thượng việc lớn, ta chết vạn lần không thể tha tội. Tuyền Cơ nhắm mắt lại, mi trái tim Nhật Nguyệt dấu vết hơi thở tràn ngập, chỉ trong nháy mắt, liền bắt được Già Thiên Ma Đế và Huyết Long hơi thở. Suy, nàng xách kiếm to, thân thể xé hư không, hạ một sát, chính là xuất hiện vực sâu bầu trời. Cuồn cuộn thần quang, từ trên người nàng tản mát ra. Nàng cả người, tựa như một vòng mặt trời gay gắt, đem chung quanh mở tối vực sâu mặt đất, ánh chiếu được vô cùng ánh sáng. Rồi phiền người, âm hồn không tiêu tan. Già Thiên Ma Đế chép miệng một cái môi, hơi có điểm phiền não. Cùng vậy đế uy dấu vết tiêu tán, hắn nhất định phải cầm Tuyền Cơ bằng thây vạn đoạn, để tiết trong lòng giận. Các ngươi hai cái, lấy là núp ở trong vực sâu, là có thể tránh được nữ hoàng thẩm phán. Tuyền Cơ nhìn trong vực sâu một người một rồng, trên gương mặt tươi cười dâng lên dùng mình. Suy, nàng bàn tay một khoác, thần quang ngưng tụ, hóa thành một cái một người cao đại cung. Sau đó, nàng lại có thể cầm bội kiếm làm cung tên, dương cung nổ bắn ra ra. Ung ung, kiếm to tựa như mũi tên nhọn, xen lẫn cuồn cuộn thần uy, hung hăng bạo đánh ra. Nàng muốn một mũi tên hạ hai chim, nhất kích sâu giết Già Thiên Ma Đế và Huyết Long. Phịch, mũi kiếm bạo giết, hung hăng đánh về phía vực sâu. Một tầng cường đại cấm chế, nhưng là ngay tức thì nổi lên. Tuyền Cơ kiếm to, đụng vào cấm chế trên vòng bảo vệ mặt. Nhất thời, ngập trời thần quang, và cấm chế cổ xưa hơi thở, hung hăng đụng chạm, nổ lên kinh khủng đợt khí. Đợi được đợt khí tản đi, cấm chế vòng bảo vệ nhưng là chút nào không nhúc nhích, không có một chút hư hại dấu hiệu. Không thể nào. Tuyền Cơ thật sâu kinh hãi. Nàng một kiếm này, mang nữ hoàng thiên đế uy nghiêm. Nhưng là, lại không thể phá hoại cấm chế chút nào. Tầng này cấm chế, rốt cuộc lợi hại đến cái gì bước. Tuyền Cơ hít sâu một hơi, từ cấm chế phía trên, cảm nhận được thượng cổ hơi thở. Tầng này cấm chế, không biết là vị kia thượng cổ đại năng bố trí ở chỗ này. Coi như là đế uy con dấu lực lượng, cũng không thể đem chi oanh phá. Các ngươi tự tìm đường chết, lại có thể trốn loại cấm chế này phía dưới, làm sao còn đi ra. Tuyền Cơ cắn răng, ánh mắt nhìn Già Thiên Ma Đế và Huyết Long. Không nhọc ngươi phí tim. Huyết Long tràn đầy uy nghiêm và thanh âm tức giận vang lên. Tuyền Cơ, ta xem ngươi lực lượng, tựa hồ không chống đỡ được quá lâu à. Già Thiên Ma Đế nhàn nhạt mỉm cười, cảm thấy được Tuyền Cơ mi trái tim dấu vết, hơi thở không ngừng suy yếu trước, phỏng đoán rất nhanh thì phải tản đi. Tuyền Cơ cả người lỗ chân lông co rúc lại, nếu như mất đi đế uy lực lượng, nàng căn bản không phải Già Thiên Ma Đế và Huyết Long địch thủ. Đáng chết! Tuyền Cơ dậm chân, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xé rách hư không, nhanh chóng thoát đi. Tầng này cấm chế, nàng căn bản không thể oanh phá. Nói cách khác, nàng không có biện pháp đánh chết Già Thiên Ma Đế và Huyết Long. Nếu không chạy, đến khi dấu vết biến mất, chính là nàng ngày rỗ. Tuyền Cơ chạy. Ma Đế, Như Tuyết cô nương còn không có thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta mau đi cứu người. Huyết Long ánh mắt nặng luyện, mới vừa nó thấy rõ, Viêm Thiên Long Thần và Thiên Đạo Cung các vị trưởng lão, đã trước đuổi theo giết Hạ Nhược Tuyết. Nếu như không đi nữa cứu giúp, Hạ Nhược Tuyết sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng. Phải biết, Viêm Thiên Long Thần và rất nhiều Thiên Đạo Cung trưởng lão thực lực cực mạnh. Trận này cho, đặc biệt cường đại. Tuyệt đối không phải Hạ Nhược Tuyết có thể ngăn cản. Yên tâm, ta cảm nhận được Diệp Thần thằng nhóc kia hơi thở. Già Thiên Ma Đế ngửa mặt trông lên thương khung, thằng nhóc kia tới, phụ nữ kia hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Thiên Đạo Cung chỗ sâu, Hiên Viên Mặc Tà đứng chắp tay, một đầu tóc đen vô phong bồng bềnh, tràn ngập ti ti lũ lũ sương mù, thậm chí hiển hóa ra rất nhiều quy luật phù văn. Hiển nhiên, hắn tu vi so với trước kia lại có tinh tiến, không biết có bao nhiêu cao thâm. Hắn nhắm mắt lại, tựa như đang cảm thụ hết thảy. Hồi lâu, hắn tròng mắt mở ra. Quật Lá Chi Địa thất bại, Cửu Thiên Thần Long Điện vậy nguy hiểm. Kết quả là từ khi nào thì bắt đầu, Thiên Đạo Cung đổi được bị động như vậy,
chẳng lẽ Thiên Đạo Cung sẽ xem năm đó như nhau bị người đạp phá? Mà ta cũng sẽ cùng trước để Mặc cung chủ như vậy bỏ mạng ở dưới kiếm. Một khắc sau, Hiên Viên Mặc Tà con ngươi đông lại một cái, trong mắt đổi được cực độ là máu. Hết thảy đều là cái thằng nhóc đó. Nếu như cái thằng nhóc đó trưởng thành đến thiên thần cảnh, ta Thiên Đạo Cung cả nhà hẳn phải chết. Hiên Viên Mặc Tà ngón tay nặn quyết, không ngừng thôi diễn, cảm nhận được to lớn điểm xấu nguy cơ. Phải chém chết thần bí thanh niên và huyết long. Nếu không, đại họa ngút trời, không thể tránh khỏi. Có thể dưới mắt, hắn có thể cảm nhận được trong đầu và Viêm Thiên Long Thần liên lạc suy yếu. Hơn nữa, mới vừa rồi là Viêm Thiên Long Thần xem bói, đó là đại hung chi cục à. Hắn tuyệt đối không thể để cho Viêm Thiên Long Thần xảy ra chuyện. Cùng trong chốc lát, Hạ Nhược Tuyết đang ngồi vẩy rồng phi thuyền, và Tinh Linh đi bên ngoài thoát đi. Nàng ngồi xếp bằng ở phi thuyền trên bong, yên lặng luyện hóa trong cơ thể luân hồi tinh diễm. Sắc trời hơi sáng, từng tia ánh nắng sáng sớm, tung rơi vào trên người nàng. Nàng cả người, tóc xanh như suối, mặt như ánh ban mai, giống như thần nữ, thánh khiết không thể tả. Tuyết tỷ tỷ thật là đẹp nha. Tinh Linh phát ra yêu mộ thanh âm. Đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, Hạ Nhược Tuyết thương thế, đã khôi phục rất nhiều, hiện tại luyện hóa lại luân hồi tinh diễm, kém không nhiều có thể thành công. Theo đuổi một đêm, rốt cuộc đuổi kịp ngươi. Đột nhiên, một đạo tiếng cười âm lãnh, từ phía sau vang lên. Hạ Nhược Tuyết mặt liền biến sắc, quay đầu vừa thấy, nhưng gặp Viêm Thiên Long Thần mang 12 cái đằng đằng sát khí lại trọng thương trưởng lão, ngang nhiên tập kích bất ngờ tới. Mặc dù những người này cũng rơi xuống thiên thần cảnh trở xuống thậm chí còn hỗn độn đỉnh cấp. Nhưng cũng không phải bây giờ Hạ Nhược Tuyết có thể dung chuyển à. Đáng chết! Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp co rúm một cái, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải Thiên Đạo Cung người đuổi giết. Tuyết tỷ tỷ, ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi nhanh lên một chút luyện hóa luân hồi tinh diễm. Tinh Linh đứng ra, bây giờ là cuối cùng, chỉ cần lại trì hoãn chốc lát. Hạ Nhược Tuyết là có thể thành công luyện hóa. Tuyền cơ đại nhân chiến cuộc chúng ta tham dự không được, nhưng trước mắt có thể giải quyết. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý, người giết, luân hồi tinh thạch vậy cướp đoạt lại. Viêm Thiên Long Thần gào to một tiếng, mang 12 trưởng lão, ngay tức thì giết tới phi thuyền, hướng Hạ Nhược Tuyết phóng tới. Hắn biết rõ Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm lợi hại, nếu như bị Hạ Nhược Tuyết luyện hóa thành công. Hắn còn muốn chém chết, cơ hồ thì không thể. Thậm chí, mình vậy còn khả năng bị giết ngược. Dẫu sao, luân hồi tinh diễm, là giữa trời đất hàng đầu thần hỏa, hàm chứa vô tận uy lực. Nếu như Hạ Nhược Tuyết có thể thuận lợi luyện hóa, nàng thực lực, tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó muốn chạy, liền dễ dàng hơn. Hiu hiu hiu. 12 cái Thiên Đạo Cung trưởng lão, gào thét bạo khởi ra tay, vô tận uy áp phun trào. Lấy sấm sét oai, muốn nghiền nát Hạ Nhược Tuyết. Tuyết tỷ tỷ chú ý. Tinh Linh phát ra tiếng hô, đúng khối luân hồi tinh thạch cũng lơ lửng, ngăn ở Thiên Đạo Cung tất cả trưởng lão trước mặt. Tối hôm qua, nàng thì có hy sinh hộ chủ quyết định. Ngày hôm nay đối mặt cường địch, nàng tự nhiên sẽ không có lùi bước chút nào. Ùm ùm. Không khí chấn động, mặt trời gay gắt thất sắc. 12 cái vốn là bị thương trưởng lão, liên thủ nhất kích. Khí thế hạng bàng bạc, đúng phiến hư không cũng rung chuyển lên. Tinh Linh, mau tránh ra. Hạ Nhược Tuyết môi đỏ mỏng khẽ nhếch, nếu như một kích này, rơi vào luân hồi tinh thạch phía trên, Tinh Linh khẳng định muốn xảy ra chuyện, không có bất kỳ sống sót có thể. Nhưng mà Tinh Linh không có chút nào lùi bước dự định. Nàng trong mắt kiên quyết, Tuyết tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đoạn thời gian này chiếu cố ta. Vừa mới bắt đầu, ta trí nhớ mơ hồ. Tâm trí không hoàn toàn, người vẫn không có chê ta. Ta làm rất nhiều chuyện sai lầm, người vậy cho tới bây giờ không có trách ta. Ta mặc dù không biết Tuyết tỷ tỷ sau này sẽ như thế nào, nhưng là ta tin tưởng, Tuyết tỷ tỷ sẽ cùng Diệp đại ca có một cái kết quả tốt. Vậy thượng giới nữ hoàng vậy sẽ thua ở tay ngươi trên. Một khắc sau, luân hồi tinh thạch lại toát ra từng cơn tinh mang, cần phải là Hạ Nhược Tuyết ngăn cản hết thảy. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp ửng đỏ, thân thể mềm mại run rẩy. Chẳng lẽ hôm nay các nàng thật không cách nào an toàn rời đi? Nàng thậm chí thấy được từng vị trưởng lão mặt dữ tợn bàng.
Tựa như bóp chết con mồi là một loại hưởng thụ. Dẫu sao ở huyết long vậy bị nhục, hôm nay bóp chết như vậy miểu nhỏ cô gái, hồi nào không phải một loại tự mình an ủi. Nhưng mà, một khắc sau, hư không chấn động. Một cổ cực hạn uy áp phun trào tới. Rồi sau đó, một đạo giống như đến từ trên 9 tầng trời thanh âm vang tận mây xanh. Ta Diệp Thần người phụ nữ, ai dám động? Vô cùng vang vọng, vô cùng thanh âm bá đạo, từ giữa trời đất nổ tung ra. Hư không bể tan tành, một đạo cao ngất bóng người, ngay tức thì bay vút ra. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết thấy Diệp Thần tới, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nàng đã rất lâu không thấy Diệp Thần. Từ rời đi thần cực tông một người tu hành, nàng liền mất đi Diệp Thần hết thảy tin tức. Rất nhiều thời điểm, nàng sẽ nhớ tới Hoa Hạ một màn. Khi đó Diệp Thần, cho nàng lần lượt ngạc nhiên mừng rỡ. Giống như là một cái có ma lực người đàn ông. Thậm chí để cho nàng băng hàn tim, thật sâu thất thủ. Diệp Thần ca ca ngươi tới. Tinh linh ánh sao thu liếm, cũng là lớn vui, tất cả áp lực, nhất thời biến mất, chỉ có tràn đầy an ổn. Mặc dù lúc này Diệp Thần, tu vi chỉ có chạm ách cảnh 9 tầng trời, và Viêm Thiên Long Thần cùng tất cả trưởng lão, bề ngoài giữa thực lực sai biệt lớn vô cùng. Nhưng Hạ Nhược Tuyết và Tinh Linh, cũng sâu đậm tin chắc, chỉ cần Diệp Thần hạ xuống, liền nhất định có thể tiêu diệt kẻ địch, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bình bịch bịch, từng đạo mênh mông công kích, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên mình. Xích Trần Thần Mạch, mở. Lăng Phong Thần Mạch, mở. Diệp Thần thân thể vững như Thái Sơn, trực tiếp mở ra hai đại thần mạch, rất miễn cưỡng chống được 12 trưởng lão liên thủ công kích. Đầy trời kim quang, từ trên người hắn nổ lên. Hắn cả người, tựa như thượng cổ chiến thần, uy nghiêm vô địch. Cái gì? Cách đó không xa, Viêm Thiên Long Thần mắt thấy một màn này, thật sâu kinh hãi. Không thể nào, người thằng nhóc này, chỉ là chạm ách cảnh 9 tầng trời mà thôi. Lại có thể chặn lại ra trưởng lão nhất kích. Viêm Thiên Long Thần không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mặc dù, cái này 12 trưởng lão, toàn bộ tu vi đánh mất, chỉ có nửa bước thiên thần thực lực. Nhưng 12 nửa bước thiên thần, thực lực kinh khủng bực nào? Chính là một cái chạm ách cảnh 9 tầng trời tu giả, ở 12 nửa bước thiên thần đánh xuống, hẳn là mảnh vụn vậy tiêu diệt, bụi bậm vậy chết đi. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng là không chút tổn hao nào. Hắn thể chất, huyết mạch hắn, cường hãn đến cái gì bước, lại có thể chặn lại 12 nửa bước thiên thần công kích. Cho ta chết. Diệp Thần một tiếng gầm thét, vung tay phải lên, sát kiếm nổi lên. Cuồng bạo sát khí, dường như muốn cuốn sạch thiên địa. Chung quanh hư không, tràn đầy kiếm ý của hắn. Suy. Diệp Thần một kiếm hung hăng bổ ra, hướng một cái trưởng lão chém tới. Hắn võ đạo ý vận, ngay tức thì ngưng tụ thành một cái lãnh vực, dưới chân ánh sáng rực rỡ tách thả ra, một kiếm này lực sát thương, cũng là long trời lở đất. Phi thuyền phía dưới, vô số sơn xuyên rừng cây, tất cả chim thú vật, kinh hoàng kêu loạn. Ở Diệp Thần kiếm khí cuộn sạch hạ, ngàn dặm sinh linh đều chấn động, không biết đưa tới biết bao to lớn gợn sóng. Suy rồi. Kiếm rơi, đổ máu. Một cái trưởng lão bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm, chém đứt một cánh tay, máu tươi văng tung tóe. À! Trưởng lão kia chui tim đau nhức, phát ra kêu thảm thiết. Đáng chết tiểu tử, chính là chạm ách cảnh 9 tầng trời, cũng dám phách lối. Viêm Thiên Long Thần hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi cùng tiến lên, nếu như ngay cả một chạm ách cảnh con kiến hôi cũng không đánh lại, các ngươi tự sát coi là. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp dạ, rối rít sử dụng tuyệt khí những vật này, ngang nhiên hướng Diệp Thần lướt đi. Mới vừa có một cái trưởng lão, bị chém gãy tay, bọn họ mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng không có tuyệt vọng, chỉ cho là mình khinh thường khinh địch mà thôi. Chỉ cần ổn định tâm thần, dựa vào 12 đạo nửa bước thiên thần lực lượng, muốn nghiền ép một cái chạm ách cảnh 9 tầng trời tu giả, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Xích Trần Thần Mạch, phá thiên lực. Phần huyết quyết, phá vỡ hết thảy. Diệp Thần nghiêm nghị không sợ, trực tiếp mở ra Xích Trần Thần Mạch. Ông, nhất thời, khoáng đạt canh kim tinh khí, liền từ trong cơ thể hắn nổ tung ra. Hắn cả người, kim quang cuồn cuộn, tựa như mặc vào một bộ kim cương khôi giáp,
uy vũ vô cùng, như trời trên chiến thần. Tất cả trưởng lão sử dụng rất nhiều binh khí pháp bảo, một kiện kiện thần khí thánh binh, hung hăng công kích Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần dựa vào xích trần thần mạch phòng ngự uy lực, nhưng là một chút cũng không hoảng, cuồng như vậy nghênh kích lên. Xuy xuy xuy. Diệp Thần khua kiếm như hắt mực sơn thủy, dù sao cũng đạo kiếm quang, mang xuyên qua tinh nguyệt khí thế, giết hướng trước người tất cả trưởng lão. Mà tất cả trưởng lão pháp bảo binh khí, cũng là nện ở trên người hắn. Nhưng bởi vì có xích trần thần mạch phòng ngự, Diệp Thần cũng không có bị tổn thương quá lớn. Kiếm quang cổn đáng, Diệp Thần đem mọi người bức lui. Lần này hợp giao phong, hắn hơi chiếm cứ thượng phong. Thằng nhóc này, phòng ngự lại có thể như vậy cường hãn, kết quả này là huyết mạch gì? Tất cả trưởng lão cả kinh thất sắc, ở bọn họ ùn ùn kéo đến tấn công hạ, Diệp Thần nhưng không có chút nào bị thua hình dáng, ngược lại là chiếm thượng phong. Sấm hoang phách tinh kiếm. Diệp Thần quát to một tiếng, nếu cướp được máy bay chiến đấu, hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Thừa dịp tất cả trưởng lão tâm thần phảng phất giây phút, Diệp Thần sát kiếm cuồng chém, từng đạo ánh sao, hòa lẫn sấm sét thiên uy, điên cuồng bạo giết ra. Đúng cái thiên địa, tựa như đều biến thành đại hoang sấm ngục, vô cùng vô tận sấm sét hơi thở, còn có ngập trời ánh sao kiếm khí, ngưng tụ thành một cái vô cùng kiếm cương trụ khổng lồ, hung hăng đi về trước liều chết xung phong. Phốc xích, kiếm cương xuyên qua mà qua, ở trước mặt hắn một cái trưởng lão, gặp phải kiếm cương mặc giết, ngực bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, miệng phun máu tươi, ngay tức thì hình thần câu diệt, từ trên phi thuyền rơi xuống. Chết không toàn thây. Cái gì? Tất cả trưởng lão thật sâu kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần kiếm khí, lại có thể như vậy lợi hại, một kiếm sâu giết một cái nửa bước thiên thần cảnh cao thủ. Mà sử dụng một kiếm này sau đó, Diệp Thần bước chân thoáng lui về phía sau, hơi thở hào hển. Mặc dù những người này cũng rơi xuống nửa bước thiên thần, nhưng trước đây cũng đều là thiên thần cảnh sơ kỳ tồn tại à. Thậm chí còn có một ít trước là thiên thần cảnh ba tầng thiên. Dù là trọng thương, vậy tuyệt không thể khinh thị. Thằng nhóc này, quả nhiên không thể coi thường. Viêm Thiên Long Thần nhìn một màn này, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Lúc này Diệp Thần, chỉ là chạm ách cảnh 9 tầng trời mà thôi, liền có đánh chết nửa bước thiên thần lực lượng. Nếu như bị hắn đạt tới thiên thần cảnh giới, hắn sẽ lợi hại đến cái gì bước? Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ thiên đạo cung, đều phải bị diệt. Thật may, bây giờ nhìn Diệp Thần thở dốc hình dáng, Viêm Thiên Long Thần trong lòng cũng là chấn định rất nhiều. Xem ra vượt qua cảnh giới, cũng không phải như thế dễ dàng. Hiện tại, thủ hạ hắn còn có 11 cái trưởng lão, đủ để tiêu diệt Diệp Thần. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhưng tới. Viêm Thiên Long Thần âm thầm cười nhạt, hắn vốn là chỉ là muốn chém chết Hạ Nhược Tuyết, căn bản không biết thằng nhóc này núp ở chỗ nào. Nhưng hiện tại, Diệp Thần tự mình đưa tới cửa, nhưng là tiết kiệm hắn rất nhiều khí lực. Chỉ phải ở chỗ này giết chết Diệp Thần, là được giải quyết thiên đạo cung to lớn tai họa ngầm. Chu diệt người này, thay Khâu trưởng lão trả thù. Còn dư lại 11 cái trưởng lão, cũng nhìn thấy Diệp Thần hơi thở có suy nhược hình dáng, nhất thời lửa giận cháy, rối rít phi thân bạo giết ra, phải đem Diệp Thần xé nát. Diệp Thần nhìn tất cả trưởng lão đánh tới, nhưng không có chút nào hốt hoảng, ngược lại là tinh thần phấn chấn, thật sâu thở một cái hút, khôi phục tự thân khí lực, sau đó quát to một tiếng. Lăng Tiêu võ ý, đồ thần phá thiên, mở. Vô cùng cuồng ngạo, vô cùng khoáng đạt võ đạo ý vận, ngay tức thì từ Diệp Thần trên mình nổ ra. Hắn cả người, khí thế bạo tăng, giống như muốn nuốt diệt sơn hà. Sát kiếm nơi tay, hung hăng một kiếm chém điên cuồng ra, mang Lăng Tiêu võ ý kiếm quang, chính là gào thét chém về phía tất cả trưởng lão. Thật là lợi hại khí thế. Tất cả trưởng lão nhất thời cả kinh thất sắc. Diệp Thần một kiếm này, hàm chứa đặc biệt ác liệt ý vận, nếu như bị chém trúng, coi như bọn họ là thiên thần cảnh, cũng phải tiêu diệt. Không cho phép lui về phía sau, tất cả lên cho ta. Viêm Thiên Long Thần ánh mắt sắc bén, hung hăng gầm lên. Một đạo hào hùng uy nghiêm, như nước thủy triều tràn ngập ra, chặn lại ra trưởng lão lui về phía sau bước chân. Đây mới thực là thiên thần uy nghiêm, cũng không phải là nửa bước thiên thần có thể so sánh. Viêm Thiên Long Thần rất rõ ràng,
Diệp Thần kiếm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một kiếm mà thôi. Chỉ cần tiếp lấy hắn một kiếm, hy sinh một cái trưởng lão, còn dư lại 10 người, liền có thể chen nhau lên, đem Diệp Thần xương nghiền thanh cho rắc. Tất cả trưởng lão tự nhiên cũng biết một điểm này, nhưng vấn đề là, cũng không ai muốn chịu chết, người người cũng muốn người khác đi chết. Đáng tiếc, hiện tại Viêm Thiên Long Thần cắt đứt đường lui của bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Vèo vèo vèo, từng đạo bóng người, đón Diệp Thần kiếm quang liều chết xung phong đi lên. Hiện tại, bọn họ 11 người, ai làm quỷ xui xẻo, bị một kiếm giết chết, thì hoàn toàn xem Diệp Thần tâm tư. Còn như Diệp Thần, ở chém rớt một người sau đó, đối mặt còn lại 10 người vây công, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần, chú ý à, mau lui lại. Hạ Nhược Tuyết nóng nảy hô to, nàng cũng biết cục diện dưới mắt nguy cấp. Nếu cũng đi tìm cái chết, vậy thì đưa các ngươi lên đường. Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát. Vốn là còn muốn từng bước phi doanh, đem ra trưởng lão từng cái kích phá, nhưng hiện tại, bọn họ chen nhau lên, cục diện đổi được vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần áo khoác bay lượn, cả người linh lực nổ tung, lại cũng không có chút nào cất giữ, trực tiếp đem tu vi phát huy đến trình độ cao nhất. Cặp mắt bên trong, sát ý sôi trào, tầng 7 huyết quang, tự thể đồng hồ bùng nổ, cả người cự lực phun trào, hung hăng một kiếm. Rào, cuồn cuộn bất hủ kim quang, cuồn cuộn từ hắn thân thể dâng lên, hòa lẫn mãi mãi ma khí, hắn cả người thần ma hợp nhất, trong mắt chỗ sâu nổ lên ngập trời uy nghiêm. Trảm thiên nhất kiếm, phần thiên nhất kiếm, vạn cổ kinh lôi kiếm, đồ ma diệt thế kiếm, cửu thiên chu thần kiếm, linh ma chu thiên kiếm, hủy diệt mộ đạo, mở. Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm, cuồng như vậy tự nhiên ra, kiếm quang kinh trời, vô cùng sát khí hòa lẫn khí tức cổ xưa, dường như muốn xuyên qua thời không, nghiền nát vũ trụ. Một tích tắc này, hắn trực tiếp thi triển ra nhất là trình độ cao nhất lục đạo thần kiếm. Sáu kiếm quy nhất, phong thanh dương kiếm ý dõi mắt toàn bộ thần quốc đều là vô cùng đáng sợ. Nếu như kết hợp hắn lăng tiêu võ ý, tất nhiên chấn động thiên địa. Ngay tức thì, sáu kiếm quy nhất, diễn hóa thành một đạo kinh khủng kiếm cương, bạo phát ra từng cơn quy luật năng lượng, chém thẳng phía trước tất cả trưởng lão. Vô tận quy luật hơi thở, giống như trường giang biển khơi, ở kiếm cương bên trong dung chuyển. Diệp Thần một kiếm này, toàn lực thi triển. Không chỉ là sáu kiếm quy nhất, còn hỗn hợp hủy diệt mộ đạo lực lượng, uy năng đơn giản là muốn nghịch thiên. Kiếm cương còn không có giết tới, ở giữa thiên địa, liền vang lên cuồn cuộn kinh tiếng sấm, trên bầu trời mây trôi, trực tiếp bị tiết ra ngoài ra kiếm khí nghiền nát, thậm chí liền đông phương mặt trời, đều có bị rung chuyển dấu hiệu. Không tốt, mau lui lại. Gia trưởng lão cả kinh thất sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần một cái chảm ách cảnh 9 tầng trời, lại có thể sử dụng như thế lợi hại kiếm chiêu. Một kiếm này, đơn giản là muốn chém phá thiên địa. Thiên thần cảnh trở xuống, tiếp xúc hẳn phải chết. Nếu như là ở lúc trước, bọn họ vẫn là thiên thần, có lẽ còn có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, bọn họ tu vi, đã đánh rơi đến liền nửa bước thiên thần cảnh giới. Đối mặt ngang ngược như vậy một kiếm. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thằng nhóc này, kiếm pháp lại có thể lợi hại làm đến nước này. Bên ngoài vòng chiến, Viêm Thiên Long Thần cũng là lộ ra kinh hãi thần sắc. Diệp Thần một kiếm này, các loại đại đạo quy luật viên mãn, kiếm uy vang trời, cho dù là hắn, cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Phốc xích, bạo nghịch kiếm cương, cuồng như vậy gào thét ra. Gia trưởng lão không tránh kịp, nhất thời gặp phải kiếm cương chém chết. Máu tươi văng tung tóe, nội tạng tung rơi. Người sở hữu, hình thần câu diệt, chết không toàn thây. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết che miệng ba, mắt thấy trước mắt động trời một màn, rung động thật sâu. Nàng cũng không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp, Diệp Thần lại có thể thành tăng đến tình cảnh này. Uy lực lớn, vượt qua xa năm xưa. Hiển nhiên đoạn này ngày giờ, Diệp Thần tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thực lực so với trước kia mạnh mẽ nhiều. Diệp Thần ca ca thật là lợi hại. Tinh linh vậy nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Chính là chảm ách cảnh 9 tầng trời, lại có thể chém chết một đám cao thủ, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng cái này không thể nào kỳ tích, nhưng phát sinh ở Diệp Thần trên mình.
tiểu súc sinh, thật là ác độc thủ đoạn. Viêm Thiên Long Thần nhìn đầy đất tàn phá thi thể, vô tận long ngâm vang khắp. Cái này 12 trưởng lão, đều là thiên đạo cung địa vị không thấp hạng người, hiện tại toàn bộ bị Diệp Thần chém chết, cái này đối thiên đạo cung mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất to lớn. Bằm thây vạn đoạn, ta nhất định phải đem ngươi bằm thây vạn đoạn. Viêm Thiên Long Thần gầm thét, thân thể ngăn lại, hiện ra thân phận thật sự, hóa thành một cái hung uy ngút trời, vô cùng lửa to lớn long. Suy rồi. Ánh mắt dữ tợn, Viêm Thiên Long Thần huy động móng to, hung hăng hướng Diệp Thần đầu đánh tới. Ác liệt móng vuốt, xé hư không, dường như muốn sụp đổ toàn bộ vũ trụ, uy lực cường hãn vô cùng. Hắn muốn đánh chết Diệp Thần. Nếu như không giết chết Diệp Thần, lớn như vậy tổn thất, hắn trở về sau đó, không có biện pháp hướng Hiên Viên Mặc Tà giao phó. Lúc này Diệp Thần, hơi thở dốc, dẫu sao dọc theo đường đi chạy tới, hắn vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Đối với thân thể bản thân thì có to lớn tiêu hao. Mới vừa đem hết toàn lực, chém giết ra trưởng lão, hắn bây giờ, đan điền linh lực còn không có khôi phục. Mà Viêm Thiên Long Thần nhất kích, nhưng là gào thét tới. Hắn nhưng mà Hiên Viên Mặc Tà bên người cao thủ, là chân chánh thiên thần, thực lực so ra trưởng lão lợi hại hơn. Một chảo này tử, mang thiên thần uy nghiêm, chung quanh không gian từng tầng một vỡ sụp xuống, tựa như cả thế giới cũng muốn hủy diệt. Ác ma huyễn đồng. Đối mặt Viêm Thiên Long Thần nhất kích, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ, hiện tại mình khí lực còn không có khôi phục, nếu như cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cho nên, hắn cũng không hoảng hốt, thân thể đứng thẳng, nơi mi tâm hắc quang phun trào, nhất thời nổi lên một cái kinh khủng con ngươi. Chính là ác ma mắt. Mãnh liệt ma quang, từ Diệp Thần trong con ngươi bạo giết ra, hòa lẫn vặn vẹo không gian cùng hủy diệt phép tắc ma đồng ánh sáng, giống như mãi mãi cực quang, xuyên qua hư không, thẳng hướng Viêm Thiên Long Thần đánh tới. Chiều này ác ma huyễn đồng, có thể thật sâu hám động lòng người tinh thần. Để cho người sinh tự ý niệm, trên bản chất là đồng thuật, đối với linh lực tiêu hao không lớn, chủ yếu nhất tiêu hao là linh hồn năng lượng. Cho nên, cho dù thời khắc này Diệp Thần, linh lực nghiêm trọng khô kiệt, nhưng vẫn có thể thi triển ác ma huyễn đồng. Nguy hiểm, sâu đậm nguy hiểm, Viêm Thiên Long Thần nhất thời cảm giác được, cái này ma đồng tia, mang theo vô cùng thê lương hung sát khí, nếu như bị tập kích đến, tâm thần thất thủ, rất có thể sẽ rơi vào tử địa. Vô cùng quỷ dị. Nếu như là đỉnh cấp, hắn tự nhiên không sợ, nhưng là cùng huyết long đánh một trận, hắn vết thương trên người cũng không nhẹ à. Rào. Viêm Thiên Long Thần thân thể dao động, vội vàng lui về phía sau, móng vuốt đánh ra từng đạo ấn quyết, kim quang ngưng luyện gian, hóa thành một đạo vảy rồng cổ thuẫn, chặn lại ác ma mắt đánh vào. Suy. Đen nhánh ác ma trùm tia sáng, đánh vào vảy rồng cổ thuẫn bên trên. Nhất thời. Vảy rồng màu vàng cổ thuẫn, ngay tức thì hóa thành mực vậy màu đen, tràn ra vô cùng vô tận tử khí. Thằng nhóc này, rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy. Viêm Thiên Long Thần kiêng kỵ sâu đậm, mới vừa thấy Diệp Thần chém chết ra trưởng lão, còn lấy là hắn đã lá bài tẩy toàn ra, không nghĩ tới, bây giờ còn có như thế lợi hại đồng thuật. Thôi, bổn tọa Long tộc tôn sư, chẳng lẽ còn biết sợ một mình ngươi chảm ách cảnh phế vật. Viêm Thiên Long Thần hừ một tiếng, trong mắt khôi phục trấn định. Một lực hàng 10 sẽ, ở tuyệt đối cảnh giới nghiền ép hạ, lại nghịch thiên đạo pháp thần thông cũng không ngăn nổi. Hưu, Long chảo đánh ra, lại lần nữa biến dạng hư không, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Lần này, Viêm Thiên Long Thần làm xong tuyệt đối phòng vệ, sẽ không lại để cho Diệp Thần có đánh lén lật bàn cơ hội. Hắn phải lấy tuyệt đối thiên thần uy nghiêm, nhất kích nghiền nát Diệp Thần. Giống như bầu trời cự long, giết chết một con kiến hôi. Diệp Thần ánh mắt bất khuất, hiện tại hắn đã khôi phục một chút linh lực, nhìn Viêm Thiên Long Thần móng to đánh tới, hắn nắm chặt sát kiếm, ngang nhiên nổi giận chém ra. Ngay cả là thiên thần, hắn cũng phải liều mạng. Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Bỗng, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo xinh xắn bóng người, cầm kiếm bay tập kích tới. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Hô hô hô, Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại bên trên, quanh quẩn từng luồng mênh mông ngọn lửa. Những ngọn lửa này, mang một chút xíu sáng chói ánh sao,
còn có cổ xưa luân hồi hơi thở. Luân hồi tinh diễm, ngươi luyện hóa thành công. Diệp Thần thất kinh. Luân hồi tinh diễm là giữa trời đất nhất tuyệt thần hỏa, có vô cùng kinh khủng năng lượng. Trước đây Hạ Nhược Tuyết ở máu hồ chi để, luyện hóa luân hồi tinh diễm, hiện tại xem nàng cả người lửa trời quanh quẩn hình dáng, chẳng lẽ là luyện hóa thành công? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.